Chu Hồng Cơ cho rằng, tại địa phương sống lâu ngày, sẽ lây nhiễm tính quan liêu, Hạ Tưởng tuy rằng tuổi trẻ, cho dù không đến mức bụng phệ, cũng sẽ là chứng khí hư thể phù, không nghĩ rằng Hạ Tưởng trước mắt lại rất khỏe mạnh nhẹ nhàng khoan khoái, cả người thản nhiên tươi mát, làm cho người ta kinh ngạc như thể hắn có khí định thần nhàn. Phó Bí Thư Hạ đã có lời như vậy, tôi đương nhiên là phải vâng lệnh. Chu Hồng Cơ ha hả cười, giọng nói là tiếng phổ thông tiêu chuẩn có chứa hương vị thủ đô. Phó Bí Thư Hạ là người phương Bắc, tới thành phố Lỗ xem như đến đúng chỗ rồi, món ăn tỉnh tề rất thích hợp khẩu vị người phương Bắc chúng ta. Chu Hồng Cơ cử chỉ đoan chính, nói chuyện thong dong, ấn tượng đầu tiên của Hạ Tưởng đối với y được điểm rất cao, tuy rằng lúc Chu Hồng Cơ nói chuyện thì sẽ không tự giác toát ra sự ưu việt trong công tác ở các bộ và ủy ban trung ương, nhưng tổng thể mà nói, là một tay già đời giấu tài, xử sự mượt mà. Lần đầu tiên gặp mặt, cũng không phải là giao tranh, chỉ là thăm dò, Hạ Tưởng tin rằng, các bên đều để lại ấn tượng sâu sắc cho đối phương. Hắn và Chu Hồng Cơ trong lúc nói đùa, dường như thoải mái tùy ý, nhưng kỳ thật trong lòng hai người đều hiểu rõ, trước lúc tiến đến tỉnh Tề, vì lập trường và nguyên tắc, giữa hai người tuyệt không có khả năng bắt tay giảng hòa, càng không có chuyện bắt tay cùng hợp tác. Từ giây phút bước chân lên đất tỉnh Tề, giữa Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ đã từng bắt đầu một cuộc thi chạy gian khổ, cuối cùng ai thắng ai thua, không chỉ có so đấu sự chịu đựng và thể lực, còn ở quá trình chạy đường dài trèo đèo lội suối, ai có trí tuệ và thủ đoạn hơn. Kế tiếp là vài tên ủy viên thường vụ, đều là cưỡi ngựa xem hoa, bắt tay hàn huyên, tạm gác lại về sau làm quen cũng không muộn, đợi đến lúc đứng trước mặt Lý Đinh Sơn, Hạ Tưởng biết rõ tính tình Lý Đinh Sơn, liếc mắt một cái liền nhìn ra vẻ mặt tức giận và bất mãn của Lý Đinh Sơn, tuy rằng đứng ở bên trong đội ngũ nghênh đón, nhưng là không yên lòng, ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng ở trên người Tần Khản và Hà Giang Hải. Mới đến nửa tháng, Lý Đinh Sơn liền mâu thuẫn với Tần Khản và Hà Giang Hải. Tần Khản là phó chủ tịch thường trực tỉnh, Hà Giang Hải cũng không phải ủy viên thường vụ bình thường, là bí thư đảng ủy công an tỉnh kiêm giám đốc sở công an, nắm quyền lớn như nhau. Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn bắt tay. Phó chủ tịch tỉnh Lý, đã đến được vài ngày, đối với tình hình tỉnh Tề có lẽ có không ít hiểu biết. Lý Đinh Sơn cũng giận dữ nói. Đâu chỉ là không ít hiểu biết, còn là hiểu biết thật nhiều. Phó bí thư Hạ, buổi tối cùng nhau ăn cơm, tôi có rất nhiều lời muốn nói riêng với cậu. Hạ Tưởng muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, chỉ có điều gật gật đầu. Nếu buổi tối không có việc gì khác, tôi sẽ tới tìm ngài. Lý Đinh Sơn khẽ gật đầu, cũng không nói thêm nữa, nhưng trên mặt tức giận bất bình chưa tan hết, khiến cho Hạ Tưởng âm thầm lo lắng. Hạ Tưởng lo lắng là chính xác, Lý Đinh Sơn vừa đến tỉnh Tề, liền nhúng tay vào một việc lớn, theo đạo nghĩa và công lý mà nói, lập trường và xuất phát điểm của y hoàn toàn chính xác. Nhưng từ thủ đoạn và nóng lòng muốn thành công mà nói, lại mất căn bản và vội vàng quá mức, cuối cùng gây ra tai họa ngập trời. Cũng khiến Hạ Tưởng mới đến tỉnh Tề, gót chân còn chưa có đứng vững, liền bị cuốn vào một trận sóng gió thật lớn. Kỳ thật bình tĩnh mà xem xét, đều không phải là do Lý Đinh Sơn gây chuyện, cũng không phải chính nghĩa của y tràn ra, chẳng qua là y trong phạm vi chức quyền hỏi đến một việc, lại gặp phải sự phản kháng vô cùng mãnh liệt, dẫn đến Lý Đinh Sơn bất mãn. Thế là y bắt tay vào điều tra, tìm hiểu nguồn gốc và tra ra một loạt vấn đề. Chẳng những là vấn đề, còn là phiền toái lớn. Nói lại thì, nếu việc này nằm ở trong tay Hạ Tưởng tất nhiên cũng sẽ điều tra đến cùng. Nhưng phương pháp sử dụng khẳng định sẽ khác hẳn Lý Đinh Sơn, sẽ từ từ, hoặc là đi đường ngoắt ngoéo để tới nơi sâu thẳm. Lý Đinh Sơn cũng là bị bức đến nóng nảy, muốn ra tay lay động thế lực thâm căn cố đế ở tỉnh Tề. Không vấp phải trắc trở mới là lạ. Ông tuy là một phó chủ tịch tỉnh xếp hạng gần cuối, may mắn vẫn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nếu chỉ là một phó chủ tịch tỉnh bình thường, nếu không có bí thư hoặc chủ tịch tỉnh ủng hộ, công tác đều rất khó khai triển, làm sao còn có dư lực xen vào việc của người khác. Chẳng qua Lý Đinh Sơn và Hạ Tưởng có quan hệ khá ổn, người quen biết dù sao cũng không ít, Khâu Nhân Lễ tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Bởi vậy, Lý Đinh Sơn vừa đến tỉnh Tề, y liền tự mình cùng Lý Đinh Sơn nói chuyện công việc, hơn nữa còn công khai tỏ thái độ, đối với Lý Đinh Sơn tỏ vẻ ra sức ủng hộ. Có bí thư tỉnh ủy đứng ở sau lưng, Lý Đinh Sơn thì thắt lưng lại càng cứng rắn, trực tiếp liền hỏi đến sự tình đối phương, kết quả lại đụng phải một cái đinh không mềm cũng không cứng, thậm chí đối phương còn kỳ quái đáp lễ Lý Đinh Sơn,
cảnh cáo ông phải nhìn thấy rõ phương hướng rồi mới nói tiếp. Tỉnh Tê nằm ở vùng duyên hải, thường xuyên có bão, đỡ phải gió lớn chợt lóe đầu lưỡi. Đương nhiên nói thì rất huyền chuyển, nhưng khinh thị và ngạo mạn vẫn là biểu lộ rõ rệt, chỉ thiếu chút nữa khiến cho Lý Đinh Sơn không còn nước mà bước xuống đài. Lý Đinh Sơn nổi giận, giận thứ nhất là do đối phương rõ ràng có sai lại còn dám kiêu ngạo như thế, giận thứ hai là vì đối phương thật sự quá kiêu ngạo, ngông cuồng, không xem y, một ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh để vào mắt, một cán bộ cấp phó giám đốc sở nho nhỏ liền dám cùng y chống đối, rõ ràng là ức hiếp y, không có quyền uy. Nhưng trong quan trường, dựa vào tức giận không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, bởi vì dường như có một sự thật người người đều biết, chính là quan càng lớn, lửa giận càng nhỏ, bởi vì tới mức độ nào đó, không cần tức giận. Chỉ bằng một ám chỉ đã có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Lý Đinh Sơn mới ra thủ đô, nhiệt độ chưa lui, bước chân chưa ổn. Mới vào tỉnh Tề, liền tạo ra một lần khiêu chiến lớn nhất từ trước tới nay, hơn nữa ông còn không biết chính là, đứng ở sau lưng đối phương chính là một thế lực khổng lồ đến thế nào. Nhưng Lý Đinh Sơn sẽ không lùi bước, ông là có chủ nghĩa lý tưởng, nhưng cũng có tinh thần không chịu thua. Lúc còn ở Bộ Thương mại, tiếp xúc hết thảy đều là những sự vụ khó khăn, vừa đến địa phương lại là tỉnh Tề vùng duyên hải tỉnh lớn kinh tế, mới phát hiện lọt vào trong tầm mắt, tất cả đều là ích lợi kinh tế rắc rối phức tạp, tất cả đều là chủ nghĩa bảo hộ địa phương loạn cả mắt, ông mới biết được có hai con đường có thể lựa chọn, thứ nhất là ẩn giật tiến thêm một bước nữa thông đồng làm bậy. Thứ hai là bổn phận tuân thủ nghiêm ngặt, cố thủ nguyên tắc, vì dân chờ lệnh, kiên định đứng ở chính nghĩa và đạo nghĩa. Người trước, có lẽ sau khi cho y đảm nhiệm ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh, lại tiến thêm một bước, thậm chí nếu trình độ thông đồng làm bậy cao siêu, hoặc giả còn có thể cuối cùng rảo bước tiến lên địa vị chủ tịch tỉnh. Rồi người sau có thể sẽ khiến y thất bại nặng nề, thê thảm, chung quanh vấp phải trắc trở, cuối cùng đầu rơi máu chảy mà không thu hoạch được gì, chỉ có thể ảm đạm cho xong việc. Lý Đinh Sơn không phải không có đầu óc chính trị, y tuy mặt khí phách thư sinh cũng có một lý trí và sáng suốt. Biết sự lựa chọn của y sẽ gặp hậu quả như thế nào, nhớ tới phó thác của lão Sử lúc lâm chung, nhớ tới vì tiền đồ của y mà Sử lão lấy cái chết phó thác, nhớ tới vì con đường làm phó tỉnh của y, theo sự sắp xếp của Tổng Bí Thư cố ý đem Hạ Tưởng và y đồng hành, hết thảy, đều là gánh nặng sinh mạng không thể tiếp nhận. Nhưng lại có thể như thế nào? Lý Đinh Sơn để tay lên ngực tự hỏi, y không phải quan liêu, cũng không phải vì thăng quan phát tài mà vứt bỏ lý tưởng và nguyên tắc. Thậm chí ngay cả nhân cách cũng không phải chính khách, lý tưởng của y chính là, chẳng sợ chỉ thiêu đốt một lần. Cũng làm một người không phụ trời đất, càng không phụ việc lớn của dân chúng. Như vậy, mặc kệ là ngai vàng chủ tịch tỉnh và tiền đồ bí thư, cũng không quản con đường phó chủ tịch tỉnh của y có thể đi dài hơn. Y chỉ muốn làm thành một việc, chẳng sợ bởi vì thất bại chạy khỏi tỉnh Tề, bị mất tiền đồ tốt. Y cũng sẽ không tiếc. Bởi vì, tin tức y tiếp xúc được. Nhìn thấy mà ghê người, làm y giận dữ. Thà rằng trực tiếp nắm bắt, mà không uốn khúc xin xỏ. Lý Đinh Sơn biết năng lực bản thân có hạn, dựa vào lòng căm phẫn không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Bởi vì y tuy là ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh, nhưng quyền lực không bằng nhân sự, đối với những người phía dưới không có thủ đoạn cường lực chế ước, hơn nữa ngoại trừ Khâu Nhân Lễ ủng hộ công tác của y ra, chủ tịch tỉnh Tôn Tập Dân, phó chủ tịch thường trực tỉnh Tần Khản đối với công việc của y chính là thái độ mặc kệ. Không có sự ủng hộ của một vài nhân vật ủy ban nhân dân tỉnh, y ở ủy ban nhân dân tỉnh xếp hạng thứ 3, tuy là có lực nhưng vẫn thua, cũng chỉ có một con đường có thể đi, mượn dùng lực lượng Hạ Tưởng. Lý Đinh Sơn kiên định tin tưởng, Hạ Tưởng sau khi biết được sự tình mà y thẩm tra, cũng sẽ dựng lên vụ án, dứt khoát trợ lực cho y. Bởi vì đối với những gì Hạ Tưởng đã làm ở tỉnh Tương, có thể cho ra kết luận như vậy. Hạ Tưởng là một cán bộ chính trực dám làm dám chịu. Hơn nữa dựa vào sự hiểu biết của Lý Đinh Sơn đối với Hạ Tưởng, tin rằng sau khi Hạ Tưởng biết được chân tướng sự việc, nhất định sẽ giận dữ, cùng y đồng loạt ra tay trừng trị tham quan. Ý tưởng của Lý Đinh Sơn rất tốt đẹp, nhưng hiện thực cũng là lạnh như băng. Đợi đại hội toàn thể cán bộ sau khi chấm dứt, đợi phó trưởng ban tổ chức Trung ương ở hội nghị cán bộ cấp cao tỉnh ủy tỉnh Tề chính thức sau khi tuyên bố quyết định của Trung ương. Hạ Tưởng chính thức trở thành phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Tề. Ngồi ở trước sân khấu, hắn 35 tuổi trở thành phó bí thư tỉnh ủy trẻ tuổi nhất trong nước.
Không đề cập tới ngồi phía dưới khán đài có rất nhiều cán bộ trung tầng tuổi ngoài 4-50 đang hâm mộ cũng như ghen tị với Hạ Tưởng, ngay cả ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Tề cùng ngồi trên đài với hắn. Đối với việc Hạ Tưởng tuổi trẻ như thế đã trở thành nhân vật số 3 ở tỉnh Tề, trong lòng cũng là đủ loại cảm giác lẫn lộn. Trước kia còn không biết, chỉ nghe nói Hạ Tưởng trẻ tuổi mà đã bay nhanh lên chức cao, chỉ nghe như là thần thoại trốn quan trường, dường như hết thảy cách bọn họ rất xa. Bởi vì Hạ Tưởng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tốc độ như hỏa tiễn. Cũng không quan hệ với bọn họ, cũng không uy hiếp đến vị trí của bọn họ. Nhưng người tên là Hạ Tưởng thực sự đang ngồi giữa bọn họ, vẻ mặt bình tĩnh, tuổi trẻ mà khuôn mặt tinh thần phấn chấn, nhắc nhở mọi người một sự thật chính là, khi bọn họ ra sức giao tranh cả đời, thật vất vả mới ngồi được địa vị cấp cao phó tỉnh, lại bị một người trẻ tuổi ngồi bên cạnh, chỉ dùng không đến 10 năm đã đuổi kịp, không, còn siêu việt. Tâm tình bọn họ liền khác biệt rất lớn. Có ghen tị, có hâm mộ, có mất mát, có oán giận, còn có cực độ bất mãn và không cam lòng. Cũng có thể lý giải, là người trẻ tuổi nhất, 35 tuổi đã là phó bí thư tỉnh ủy, lại trầm ổn cao độ. Ở trong mắt các ủy viên thường vụ 55 tuổi, Hạ Tưởng là một người trẻ tuổi mới vừa thành thục, ngay cả người trung niên đều không được, thậm chí hắn gần như bằng tuổi với con cái của một số người đang ngồi đây. Ai sẽ chịu phục hắn, sẽ cho rằng hắn là lãnh đạo tỉnh ủy. Thậm chí ở trong mắt không ít người, Hạ Tưởng trên mặt mỉm cười khiêm tốn mà ôn hòa, không có một chút uy nghiêm, toàn thân cũng là hòa khí, quan uy không đủ, lấy tuổi trẻ và biểu hiện của hắn, có thể nào đảm nhiệm tốt trọng trách phó bí thư tỉnh ủy. Phó bí thư tỉnh ủy không phải là loại chức phó như phó chủ tịch tỉnh, là một vị phó bí thư chuyên trách duy nhất ở tỉnh ủy thành phố Lỗ, quyền lực rất lớn. Ở một số phương diện thậm chí còn có thể lướt qua quyền uy chủ tịch tỉnh, hơn nữa phó bí thư tỉnh ủy còn quản nhân sự, cũng dễ làm hơn so với chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh. Phó bí thư tỉnh ủy cần thủ đoạn mượt mà, cần ở giữa bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh, đi trên con đường thuận lợi cân bằng, liên tưởng việc Hạ Tưởng đã làm những gì ở tỉnh Tương, rất nhiều ủy viên thường vụ bao gồm phó chủ tịch thường trực tỉnh Tần Khản đều âm thầm lắc đầu không xem trọng con đường phó bí thư tỉnh ủy của Hạ Tưởng. Hệ thống ủy ban kỷ luật có tính độc lập tương đối lớn, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật có thể hót như khiếu, có thể làm đại sự, nhưng phó bí thư tỉnh ủy rất cao ngạo, che lấp cả ảnh hưởng của chủ tịch tỉnh, ảnh hưởng đến hào quang nhân vật số 1, chẳng những sẽ làm nhân vật số 1, số 2 đều bất mãn, còn khiến trung ương cũng có ý kiến. Phó bí thư Hạ, anh ở tỉnh Tương có thể lên giọng có thể tỏa ánh sáng chói lòa, nhưng ở tỉnh Tề nếu hào quang vạn trượng, chỉ sợ cũng là hành vi không sáng suốt. Nói không tốt còn tự hủy trường thành. Ai cũng không thích hào quang vạn trượng khiến cho nhân vật số 1, số 2 không thích, trung ương cũng không thích. Một không thể bố trí cán bộ cao cấp, không phải là một cán bộ cao cấp thành thục đủ tư cách. Tần Khản ánh mắt đầu tiên là dừng trên người Hạ Tưởng, theo sau lại nhảy qua trên người Lý Đinh Sơn, hơi hơi nhíu mày, nghĩ thầm rằng Lý Đinh Sơn lớn hơn Hạ Tưởng không ít. Vốn tưởng rằng sẽ thành thục trầm ổn rất nhiều. Không nghĩ rằng tới tỉnh Tề liền nhúng tay vào vấn đề mà ngay cả Khâu Nhân Lễ cũng không dám chạm vào, y là chê mệnh dài, hay là muốn cuốn gói về nhà sớm một chút, không muốn làm phó chủ tịch tỉnh dài lâu. Tần Khản khóe miệng hiện lên một tia nghiền ngẫm cười lạnh, Lý Đinh Sơn quá kích động, không, có thể nói quá ngây thơ. Thực sự nghĩ rằng y là viên quan tốt vì thiên hạ chờ mệnh lệnh. Cho dù là Khâu Nhân Lễ, đến tỉnh Tề nhiều năm, vẫn mang theo cục đuôi làm người làm việc. Chỉ dựa vào y một phó chủ tịch tỉnh không gốc không dễ, thì muốn động vào lợi ích của cả một ngành sản xuất. Thật sự là mơ mộng hão huyền. Tuy nhiên, ánh mắt Tần Khản lại lơ đãng rơi trên người Hạ Tưởng, hồi tưởng lại nghi thức nghênh đón. Lại liên tưởng đến Lý Đinh Sơn và Hạ Tưởng mười mấy năm giao tình, không cần nghĩ cũng biết, sau khi Lý Đinh Sơn vấp phải trắc trở, khẳng định sẽ tìm Hạ Tưởng trợ giúp. Có trò hay để xem rồi. Tần Khản thậm chí không phải không có ác ý nghĩ Hạ Tưởng mới đến tỉnh Tề, phỏng chừng cũng muốn tìm được một chỗ đột phá, Lý Đinh Sơn đã thay hắn đánh chạm đầu. Chẳng qua Hạ Tưởng cũng không biết chính là, tỉnh Tề không phải tỉnh Tương, tỉnh Tề một nửa là nước biển, một nửa là lục địa, là bán đảo, cho dù Hạ Tưởng có lại bối cảnh và hậu trường, không chừng nổi một cơn bão, đều bị chìm trong nước. Khí hậu bán đảo, không phải tất cả mọi người đều có thể thích ứng tốt. Không ít người sau khi tới tỉnh Tề, không thích nghi được với thủy thổ ở đây, đường đường người vững chắc như Khâu Nhân Lễ, ở tỉnh Tề cũng thiếu chút vỡ đầu, hiện tại so với lúc vừa tới, đã thành thật hơn. T, R, U, I, E, N, I, I, C,
O, M. Tần Khản đoán chúng mở đầu, không có đoán đúng quá trình. Càng không biết cuối cùng là một kết quả núi kêu biển gào cỡ nào, không chỉ là y, ngay cả Khâu Nhân Lễ, thậm chí bao gồm Lý Đinh Sơn ở bên trong, toàn thể ủy viên thường vụ đều thật không ngờ, hạ tưởng này đây đã có thái độ như thế nào sau khi chạm đất tỉnh Tề, đương nhiên là thuận lợi hoàn tất chuyến bay đầu tiên. Đại hội bổ nhiệm trôi qua, theo thường lệ sẽ đến buổi tiệc đón tiếp, đã thành lệ rồi, trốn không được mà tránh cũng không xong, đành phải chấp nhận. Cũng may, toàn thể ủy viên thường vụ tỉnh Tề vẫn duy trì tác phong đoàn kết nhất trí, trong buổi tiệc đón tiếp hạ tưởng, mọi người có mặt đầy đủ. Ngoài Lý Đinh Sơn bỏ về trước ra, còn những người khác, đều ở lại cho tới lúc tiệc tàn. Cũng chứng minh một điều, ít nhất ngoài mặt, tất cả mọi người đều tôn trọng một phó bí thư tỉnh ủy như hạ tưởng. Lý Đinh Sơn rời đi trước, cũng không có mấy người chú ý. Tuy Lý Đinh Sơn là một cán bộ từ Bắc Kinh bị giáng chức xuống địa phương, nếu là bình thường, cán bộ ở Bắc Kinh đến địa phương nhậm chức, đều là đề tài để mọi người bàn luận. Nhưng bởi vì gần đây tỉnh Tề cũng thường xuyên điều chỉnh cán bộ, lại thêm ánh quang của Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ quá lớn, Lý Đinh Sơn liền bị người ta bỏ qua. Cũng đúng, vừa không trẻ tuổi vừa không phải chức vụ gì quan trọng, Lý Đinh Sơn ở tỉnh Tề quả thật không có gì nổi bật. Tuy nhiên không nổi bật cũng tốt, khiến cho những việc bây giờ Lý Đinh Sơn đang muốn bắt tay làm, ngoài một vài nhân sự bên dưới ra, cũng không còn có mấy người biết. Cũng chính vì như vậy, đợi cho đến lúc sự việc được công bố, mới nhất thời nổi lên một đợt sóng. Trong số những ủy viên thường vụ vừa mới nhậm chức của tỉnh Tề, hai người nổi bật nhất đương nhiên là Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ rồi. Hạ Tưởng nổi bật bởi vì hắn là phó bí thư tỉnh ủy trẻ tuổi nhất, Chu Hồng Cơ nổi bật bởi vì y là người trước nay chưa từng có kinh nghiệm chính trị ở địa phương. Vừa ra khỏi Bắc Kinh đã thiên hạ đều biết, trực tiếp đảm nhiệm chức vụ quan trọng là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, hơn nữa tuổi cũng còn khá trẻ, hiển nhiên tiền đồ rộng lớn. Đương nhiên nếu so về tuổi, Hồng Cơ không bằng được Hạ Tưởng, nhưng thân phận người kế nghiệp đời thứ bảy của Hạ Tưởng vẫn chưa được lộ rõ. Không ít người cũng biết Hạ Tưởng là đối tượng bồi dưỡng của những phái thế lực mạnh, vì vậy cũng quen dần với Hạ Tưởng. Còn Chu Hồng Cơ trước đây rất trầm tĩnh im lặng, đột nhiên lấy khí thế thần tốc mà từ Bắc Kinh điều xuống tỉnh Tề, từ sự sắp xếp chức vụ và người dẫn đến nhậm chức cũng có thể nhận ra, Chu Hồng Cơ cũng là đối tượng được bồi dưỡng của một thế lực nào đó. Như vậy, thân phận và lai lịch của Chu Hồng Cơ đã khiến rất nhiều người quan tâm suy đoán. Cũng khiến Chu Hồng Cơ trở thành một nhân vật được chú ý cùng với Hạ Tưởng ở tỉnh Tề. Nhưng gây chú ý cũng bị ánh quang của Hạ Tưởng làm lu mờ, nói về tuổi tác, Chu Hồng Cơ lớn hơn Hạ Tưởng 6 tuổi, nói về lý lịch, Hạ Tưởng trước sau đã từng đảm nhiệm bí thư thành ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, và bây giờ là phó bí thư tỉnh ủy. Kinh nghiệm chính trị ở địa phương vô cùng phong phú, còn Chu Hồng Cơ vừa rời Bắc Kinh, còn chưa từng có kinh nghiệm địa phương gì, lấy gì mà so với Hạ Tưởng. Tuy nhiên có người lại không nghĩ như vậy, lại cho rằng Chu Hồng Cơ chỉ nghỉ đông ở Bắc Kinh, im lặng mài dao sắc đốn củi, cũng không nhất thiết phải học Hạ Tưởng phải xuống địa phương mà làm các chức vụ phó bộ, chỉ cần qua một nhiệm kỳ chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, thì đã có thể lên mây được rồi. Có người coi Hạ Tưởng là đối tượng bồi dưỡng của một thế lực, có người lại cho Chu Hồng Cơ là đối tượng bồi dưỡng của một thế lực khác. Họ ngẫu nhiên hay cố tình gặp nhau ở tỉnh Tề, rốt cuộc là thế lực nào muốn hai người họ phân thắng bại? Chẳng lẽ nói, không sợ dùng lực quá mạnh, mà tổn thất một người nào trong số họ, chẳng lẽ muốn kiếm củi 3 năm thổi trong 1 giờ? Bồi dưỡng một nhân tài không dễ dàng gì, ai cũng phải biết yêu quý. Vậy là bên nào chủ động khiêu khích, cứ nhất thiết phải để cho hai người phải gặp nhau. Phải biết rằng phó bí thư tỉnh ủy và chủ nhiệm ủy ban kỷ luật đều làm những công việc có liên quan đến đảng. Bình thường ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng phải gặp, có mâu thuẫn với nhau là điều khó tránh. Đương nhiên, cũng không ngoại trừ trường hợp tất cả đầu vui vẻ êm thấm, chỉ cần biết tôn trọng điểm dừng của nhau, thì cũng không ai phạm vào ai được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chẳng may có xung đột lớn xảy ra, Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ đều là những nhân vật quan trọng nắm chức quyền lớn, một khi vì lập trường hai bên xung đột mà đụng chạm đến lợi ích căn bản nhất, thì trở thành một tử cục không chết không lùi. Đến lúc đó phải làm thế nào? Ngoài Khâu Nhân Lễ và Tôn Tập Dân, những người đang ngồi đây, không ai không nghĩ tới điều này. Nếu Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ có một cuộc đụng độ lớn ở tỉnh Tề, ai thắng ai thua trước tiên chưa nói tới. Khắp tỉnh Tề, các thế lực hội tụ, đến lúc đó làm thế nào để xử lý tình hình rồng cuốn hổ chồm? Một buổi tiếp đón,
có không ít người như đèn kéo quân đến kính rượu Hạ Tưởng, nhưng mỗi người có một suy nghĩ. Nụ cười trên mặt là giống nhau, nhưng những lo lắng và suy đoán trong lòng lại khác nhau. Giấu bên dưới những khuôn mặt tươi cười đó, ai mà biết được suy nghĩ thật là gì. Hạ Tưởng bình thường cũng không thường uống rượu, nhưng hôm nay có mấy vị ủy viên thường vụ quá nhiệt tình, cứ muốn mời hắn uống mấy ly, đành phải miễn cưỡng mà uống. Nửa chừng Lý Đinh Sơn bỏ đi hắn cũng nhìn thấy, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, bởi vì hắn có thể chắc chắn mà đoán được, Lý Đinh Sơn lại đi thẩm tra cái gì đó. Chủ tịch Tỉnh Lý, vẫn là quá nóng vội một chút. Mỗi một gương mặt cười dao động phía trước, có lai lịch và bối cảnh như thế nào, lại có suy nghĩ như thế nào, ai với ai có quan hệ thân mật, ai lại có mánh khóe không lường và những sức mạnh từ phía Bắc Kinh. Trong tình hình không biết gì hết mà đã mạo muội ra tay, là hành vi tự sát. Cũng giống như hai quân giao đấu với nhau, lúc chưa biết binh lực và chủ soái của đối phương mà đã điều động binh lính, liều lĩnh mà lỗ mãng. Biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng, quan trường cũng giống chiến trường, dũng mãnh vô mưu thì hậu quả chính là đầu rách máu chảy, không những không làm được việc gì, thậm chí còn phải bồi thường tiến trình và tính mạng. Hạ Tưởng vừa xã giao với mọi người, vừa âm thầm lo lắng thay cho Lý Đinh Sơn. Gần như đã uống một vòng với tất cả mọi người, Chu Hồng Cơ vẫn cười nói thoải mái với Khâu Nhân Lễ, Tôn Tập Dân mới nâng ly lên, khoan thai mà đi đến trước mặt Hạ Tưởng. Phó Bí Thư Hạ, tuy chúng ta chỉ là lần đầu gặp mặt, nhưng tôi sớm đã nghe đại danh của anh như súng nổ bên tai, cũng đã sớm coi anh như thần tượng của tôi, ha ha, nào, tôi kính anh một ly. Nói một tiếng thần tượng, bây giờ còn có hàm nghĩa khen và chê, Hạ Tưởng cũng không vô vị đến nỗi đi đoán lời nói của Chu Hồng Cơ là đùa cợt hay nhàm chán. Lời nói trong tiệc rượu, thì xem như rượu nói mà thôi, không thể xem là thật được. Tửu lượng của tôi không tốt, đều uống với những người khác một ly, chủ nhiệm Chu, anh cũng không có ngoại lệ, cũng chỉ uống một ly. Hạ Tưởng ôn tồn nói, lời cũng rất nhẹ nhàng, nhưng lại là khẩu khí không được thương lượng. Chu Hồng Cơ cũng không muốn nhượng bộ, dường như cũng khá thành thật. Người khác là người khác, tôi là tôi, không thể so như vậy được, Phó Bí Thư Hạ. Vừa nãy anh còn nói xem tôi là bạn, vừa chớp mắt lại quên mất, không thể nào nói nổi. Hạ Tưởng hiểu, Chu Hồng Cơ là mượn rượu để gây chuyện. Không ngờ, hắn và Chu Hồng Cơ lần đầu tiên gặp mặt, lại còn liều mạng hơn so với tưởng tượng nhiều, rõ ràng xung đột trước mặt. Một ly rượu là chuyện nhỏ, mặt mũi mới là chuyện lớn, ai nắm được quyền chủ động thì người đó nắm thế thượng phong. Sự việc còn liên quan đến việc sau này trong công việc ai mới có được điểm bắt đầu cao hơn. Tuy nói trong bàn rượu không có anh em, không có trên dưới, nhưng nhìn cách uống rượu mà biết nhân phẩm con người, quy củ biết cao thấp. Hạ Tưởng đương nhiên sẽ không nhượng bộ. Nếu chủ nhiệm Chu đã nhiệt tình như vậy, tôi không uống thì rõ ràng quá không nể tình. Nhưng lời nói tục tĩu cũng phải được nói trước, rượu gặp chi kỷ trăm ly là ít, tôi uống ba ly, anh cũng phải uống ba ly. Được. Cuộc đấu rượu giữa Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ, ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ánh mắt Khâu Nhan Lễ vừa chuyển, đứng lên, Khâu Nhân Lễ vừa đứng lên, mọi người cũng lần lượt đứng lên. Tôi là người làm chứng. Khâu Nhân Lễ tay nâng ly rượu, cười ha ha. Chờ Phó Bí Thư Hạ và chủ nhiệm Chu đọ sức xong rồi, tiết mục hôm nay cũng dừng ở đây. Trước đó, Phó trưởng ban tổ chức cán bộ Tạ Tín Tài đã về nghỉ ngơi trước, lúc này những người ở đây đều là người trong tỉnh ủy tỉnh Tương. Khâu Nhân Lễ vừa dứt lời, Tôn Tập Dân tiếp tục nói. Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ trẻ tuổi nhất, thanh niên thì nên có tinh thần phấn chấn và sự bốc đồng của thanh niên. Thể hiện trong công việc chính là giao tranh, thể hiện trong uống rượu chính là đấu rượu. Hạ Tưởng, tửu lượng của Chu Hồng Cơ tôi biết, ba ly là đã gục, y cũng hy sinh làm quân tử rồi. Cậu cũng nên lấy một chút thành ý ra, không được lùi bước. Lúc ở tỉnh Yến, Hạ Tưởng nổi danh vì không thể uống được rượu, lúc đó Tôn Tập Dân mặc dù không ngồi cùng bàn uống rượu với Hạ Tưởng. Nhưng với những tin đồn về tửu lượng của Hạ Tưởng, có lẽ cũng có nghe qua. Vậy hôm nay gã lấy tửu lượng ra để nói chuyện, chính là có dụng ý khác. Nếu Hạ Tưởng trong buổi tiệc mừng nhậm chức mà lại bị say, cũng không phải chuyện gì hay. Nói hay nhưng nghe không hay, không đến mức hủy hoại hình tượng, nhưng cũng bị người ta cười chê. Hạ Tưởng trong lòng suy nghĩ, nhớ lại cuộc điện thoại với Tôn Tập Dân lúc ở Bắc Kinh, trong lòng thầm nghĩ Chủ tịch tỉnh Tôn quả thật có trí nhớ rất tốt. Quả nhiên tìm hắn uống một bữa, nhưng không phải là một buổi uống trà, mà là uống rượu.
Khâu Nhân Lễ không nhanh không chậm mà nói một câu. Dù có trẻ tuổi cũng là lãnh đạo tỉnh, đọ rượu cũng không hay lắm. Tôn Tập Dân chậm rãi đáp một câu. Chỉ là ồn ào một chút thôi, rượu có thể góp vui, tỉnh Tề hiếm có được hai ủy viên thường vụ trẻ tuổi, Hạ Tường và Chu Hồng Cơ đến đây, mang đến một không khí mới, hôm nay lại là cơ hội hiếm có để các đồng chí thoải mái một chút, uống say cũng được. Hay cho một buổi đón tiếp, với lời đề nghị ba ly rượu của Chu Hồng Cơ, lại biến thành một trận phân cao thấp. Khâu Nhân Lễ thu lại nụ cười. Tùy thôi, tùy thôi. Tôn Tập Dân lập tức nói. Nếu đã tùy ý, lại phải vui vẻ, trên bàn rượu không có lớn bé, chủ có tửu lượng và tửu phẩm. Lời này vừa nói ra, sắc mặt trưởng ban thư ký tỉnh ủy Hạ Lực liền biến sắc. Uy quyền của nhân vật số 1 không được xâm phạm, cho dù là trường hợp chính thức hay trường hợp riêng, trên bàn rượu không có lớn bé, là câu nói của những người bình thường. Còn với chốn quan trường thì không thích hợp lắm, bất cứ lúc nào nhân vật số 1 vẫn cứ là nhân vật số 1, nói một không nói hai, kẻ lớn phải ưu tiên trước, những quy tắc sử dụng trong khi họp ở tỉnh ủy cũng phải được sử dụng trên bàn rượu. Hành động này của Chủ tịch tỉnh Tôn chính là mượn rượu để cố ý khiêu chiến quyền uy của Bí thư Khâu. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người Khâu Nhân Lễ, muốn xem Bí thư Khâu ứng phó thế nào. Mỗi người đều có thể nhìn ra được sự khác thường, Chu Hồng Cơ khiêu chiến Hạ Tưởng, Khâu Nhân Lễ ra mặt bảo vệ, Tôn Tập Dân lại ra mặt trả đòn. Cục diện hai đấu hai, đúng vào hôm Hạ Tưởng vào tỉnh Tề, đã quyết định thế cục về sau của tỉnh Tề, quả thật khiến cho tất cả mọi người cùng bất ngờ. Đều cho rằng, ít nhất cũng có một thời kỳ giảm sóc. Sắc mặt Khâu Nhân Lễ không thay đổi, thấy biến cố không hề kinh hãi. Kinh nghiệm từng trải của y, lão luyện thành thục hơn Tôn Tập Dân một bậc, cũng không liếc nhìn Tôn Tập Dân một cái, mà nói với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng, hôm nay là tiệc tiếp đón cậu, cậu là nhân vật chính. Hôm nay, ai nói cũng không tính, cậu nói mới tính. Một tay Hạ Tưởng nhẹ nhàng nắm ly rượu trong tay, ly rượu này cũng không tồi, thủy tinh trong suốt, cũng không lớn lắm, là ly tam tiền. Ly tam tiền, đặt tên có nghĩa là ly lan tiền, 3 ly là 2 lường, 30 ly là 1 lít. Thật ra tửu lượng của Hạ Tưởng rất tốt, đời trước làm buôn bán, thường xuyên phải đi dự những buổi tiệc rượu, phải cùng say sưa với không biết bao nhiêu tham quan, chạm ly lẫn nhau nhiều, khiến tửu lượng người ta cũng tăng lên. Tuy nhiên sau khi tái sinh, biết rõ sự nguy hiểm của rượu, đề phòng trước thì hơn. Hắn không hề uống rượu quá độ, không tùy tiện uống, trừ phi không thể tránh được mới uống vài ly, nhưng vẫn luôn uống có chừng mực, không uống nhiều, càng không uống say. Cùng với chức vụ ngày càng cao của hắn, trên bàn rượu cũng có quyền uy hơn, những người có thể ép được hắn uống rượu cũng không nhiều nữa. Nếu nói một câu chính xác, với cấp bậc là phó bí thư tỉnh ủy của hắn, thì ngay cả Khâu Nhân Lễ cũng không thể mở miệng ép hắn uống rượu, chứ đừng nghĩ đến việc Chu Hồng Cơ còn xếp hạng sau cả hắn mà cũng ép hắn uống rượu. Cũng không thể xem như ép, dù sao người ta cũng tự mình uống cùng, càng lại là anh 1.000 thì tôi cũng 800. Hay nói cách khác, chính là không hề so bì được, giả thật lẫn lộn. Nếu Hạ Tưởng lùi bước, nhất định sẽ khiến người ta chê cười. Huống hồ, Khâu Nhân Lễ còn đem quyền chủ động giao trong tay hắn. Một người ba ly, anh Hồng Cơ đã nói như vậy, tôi chắc chắn nghe theo, tuy nhiên tôi cũng có một yêu cầu hơi quá đáng. Hạ Tưởng có ý dừng lại, nhìn sắc mặt Chu Hồng Cơ, không đợi hắn có biểu hiện gì, lại nói. Anh quy định số lượng, tôi quy định chất lượng, thế nào? Chất lượng là một lời mà hai nghĩa, tùy theo người khác hiểu như thế nào. Chu Hồng Cơ thấy hắn và Hạ Tưởng lúc này bị người ta bao vây bên trong, bây giờ đâm lao phải theo lao, chỉ có thể nghênh chiến. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cục diện trước mắt, chẳng phải là kết quả mà y muốn hay sao? Liền cười nói. Được, giống như Chủ tịch tỉnh Tôn nói, vui vẻ là được rồi. Hạ Tưởng đưa ly nước lên, đổ nước đi. Chủ tịch tỉnh Tôn nói phải vui vẻ. Hôm nay hiếm có cơ hội được vui vẻ cùng các đồng chí uống rượu, tôi rất vui có thể hòa nhập được vào trong tập thể tỉnh ủy tỉnh Tề, hôm nay phải vui vẻ một lần. Vừa rồi Chu Hồng Cơ nói tôi uống 3 ly, y cũng sẽ uống cùng 3 ly, chỉ có tôi và y là trẻ tuổi nhất, tuổi trẻ, phải có tửu lượng tốt sức khỏe tốt mới có thể làm công tác chính trị tốt được. Hạ Tưởng vừa nói, vừa cầm lấy bình rượu rót một ly đầy rô với ly tam tiền lúc đầu, bây giờ là ly 2 lường, sau đó trước mặt bao nhiêu người. Hắn uống cạn một hơi, hào khí mà đặt ly xuống. Một tấm lòng đỏ son hướng lên mặt trời,
tôi đem hết dạ dày của mình cống hiến cho đảng. Vừa mới dứt lời, ly thứ hai đã được rót đầy, ngửa cổ, lại uống cạn. Đàn ông có việc nên làm, có việc không nên làm. Nói lời giữ lời, vui vẻ hết mình. Lúc mọi người còn đang trợn mắt há mồm thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, Hạ Tưởng đã rót đầy ly thứ ba. Chu Hồng Cơ, rất vui có thể cùng anh đối ẩm ba ly. Anh quyết định số lượng, tôi quyết định chất lượng, công bằng vô cùng, mời. Một từ, mời, vừa nói ra, ly thứ ba của Hạ Tưởng cũng đã uống xong. Một hơi uống liền ba ly rượu, không phải ba ly tam tiền, mà là ba ly hai lường, tức là số lượng không đổi, nhưng chất lượng thì lại gấp 10 lần. Vẻ mặt Khâu Nhân Lễ kinh ngạc, nhưng khóe mắt rõ ràng hiện lên ý cười. Vẻ mặt Tôn Tập Dân kinh ngạc, nhưng trong ánh mắt lại là sự khiếp sợ không hiểu nổi. Còn những ủy viên thường vụ khác thì chỉ còn biết nhìn nhau, không dám tin tất cả những gì vừa xảy ra. Phó Bí Thư Hạ Tưởng, một mạch uống liền một lít rượu, mà mặt không hề đổi sắc. Lại thêm vừa rồi cũng uống luôn cả nửa lít rượu nữa, uống một lít rưỡi rượu trắng mà không làm sao, tửu lượng như vậy thật cao biết bao nhiêu. Còn Chu Hồng Cơ thân là đương sự lại cứng họng, đã không còn biết dùng từ nào để hình dung tâm trạng của mình nữa. Vốn dĩ định mượn cơ hội để phân cao thấp với Hạ Tưởng, không ngờ, lại gặp được một phản công khá mạnh, bị Hạ Tưởng bước đến chân tường. Đầu lưỡi Chu Hồng Cơ cứng lại, da đầu tê dần, ngây ngốc nhìn những ly rượu mà Hạ Tưởng đã uống cạn, nhất thời mất đi phản ứng. Khâu Nhân Lễ liền lên tiếng đúng lúc. Tửu lượng không thể làm giả được, cái cần là bản lĩnh. Hồng Cơ không nên miễn cưỡng, có thể uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu. Rõ ràng là khuyên bảo, thật ra lại đang ngấm ngầm hại người, trọng điểm rơi vào việc bản lĩnh của bản thân. Chu Hồng Cơ bỗng nhiên hào khí phát tác, cũng bộc phát lên, lấy ly rót đầy rượu, hơi chần chừ, thấy Hạ Tưởng cười mà không nói gì, dường như đang cổ vũ, lại dường như đang châm chọc, y liền cắn răng, ngửa cổ, uống một hơi cạn sạch. Rượu vào bụng, lại cáo cảm giác như một ngọn lửa đang bùng lên. Chu Hồng Cơ biết không hay rồi, bởi vì thực ra tửu lượng của y cũng không tốt cho lắm. Nhưng nếu như lần đụng đầu tiên đã thua Hạ Tưởng trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa còn trong tình huống là y chủ động khiêu chiến, thì sau này y phải lập uy như thế nào? Ly thứ hai, liều mạng thôi, ánh mắt Chu Hồng Cơ bắt đầu xuất hiện ảo ảnh, nụ cười đầy thâm ý của Hạ Tưởng trước mặt y càng ngày càng dao động dữ dội, dường như có đến hai Hạ Tưởng, một cười nhạo một cười lạnh, đang không ngừng quay xung quanh y. Sợ gì chứ, Chu Hồng Cơ không chịu thua, uống cạn ly thứ hai. Nếu nói ly thứ nhất khiến lồng ngực y như có một ngọn lửa thiêu đốt, thì ly thứ hai như đổ thêm dầu vào lửa, nhất thời khiến cho dạ dày như biển sóng cuồn cuộn. Hạ Tưởng trước mắt từ hai người biến thành bốn người, hơn nữa tốc độ dao động lại càng nhanh, dường như trước mặt y đều là nụ cười châm chọc khiêu khích của Hạ Tưởng. Chu Hồng Cơ lắc lư rót ly thứ ba, còn chưa đưa đến miệng, đã bị người ta cướp đi. Chỉ thấy giọng nói người này mơ hồ bất định mà truyền đến. Anh Hồng Cơ, chẳng qua chỉ là một ly rượu, không đáng để hành hạ cơ thể mình, đừng uống nữa, đợi lát nữa chủ tịch tỉnh Tôn sẽ pha cho anh một bình trà đặc. Là giọng nói của Hạ Tưởng hay của ai? Chu Hồng Cơ chỉ cảm thấy cơ thể mình bồng bềnh mất trọng lượng, dường như đang bay lên vậy. Sau đó đột nhiên trời đất quay cuồng, mất đi chi giác. Lúc Chu Hồng Cơ ngã xuống, Tần Khản vừa may ở bên cạnh y. Tần Khản cao lớn vừa kịp lúc đưa tay đỡ Chu Hồng Cơ, mới giúp y không đến nỗi say đến mức ngã xuống. Ván thứ nhất khi Hạ Tưởng vừa đến tỉnh Tề, dường như hào khí ngút trời đã kinh động tất cả mọi người ở đây, sau đó, không còn có ai đập bàn với Hạ Tưởng trên bàn rượu nữa. Có thể một lúc uống hết một bình rượu trắng, cũng khiến Hạ Tưởng trong mắt mọi người xây dựng được một hình tượng kiên cường và không chút nhượng bộ. Mà sau đó không lâu, lại trong một sự kiện không lớn xảy ra trong hội nghị thường vụ, lại càng khẳng định hơn vị trí của Hạ Tưởng trong lòng các ủy viên thường vụ tỉnh Tề. Chu Hồng Cơ khiêu chiến không thành, xuất mã bất lợi, thất bại trong tay Hạ Tưởng, cũng không đến mức khiến người ta nghĩ rằng y tự rước lấy nhục, cùng lắm là chỉ trở thành trò cười. Nhưng những người cố tình chú ý đến điểm này, lúc đó ngoài Tần Khản nhiệt tình mà quan tâm đến Chu Hồng Cơ đã say ra, bí thư thành ủy thành phố Lỗ Viên Húc Cường cũng tích cực giúp đỡ. Còn Tôn Tập Dân lại cười ha hả. Cứ như đáng yểm trợ mà nói vài câu để việc Chu Hồng Cơ say rượu không ảnh hưởng đến sự vui vẻ toàn cục. Lúc bữa tiệc kết thúc, mọi người bắt tay cáo biệt nhau. Nếu như người khác có lẽ cũng nhớ không rõ cuối cùng còn những ai ở lại, hoặc đều cho rằng Hạ Tưởng sau khi uống hơn một lít rượu, tuy rằng ngoài mặt không say,
nhưng bên trong có lẽ cũng đã có 7-8 phần say rồi. Nhưng Hạ Tưởng vẫn còn rất tỉnh táo, hắn chú ý đến một hiện tượng khác lạ là, bí thư chính ủy kiêm giám đốc Sở Giang Hải trong lúc hắn uống rượu, sau khi nghe một cuộc điện thoại, đã lặng lẽ rời đi. Bữa tiệc chấm dứt, Hạ Tưởng liền gọi vào di động của Lý Đinh Sơn, nhưng lại khóa máy, càng khiến lòng hắn bất an. Vốn dĩ định đến nơi ở của Lý Đinh Sơn rồi gặp mặt gã nói chuyện, nhưng hơi men dâng lên, nghĩ lại, hay là thôi đi. Hôm sau vừa mới sáng, Hạ Tưởng chính thức đi làm. Phòng làm việc của Hạ Tưởng ở tầng 5, Ôn Tử Tuyền phó trưởng ban thư ký ngồi đối diện hắn là một cán bộ nữ, lần đầu tiên nhìn thấy cô, cũng khiến Hạ Tưởng khá kinh ngạc, bởi vì cô có những nét giống với Mai Hiểu Lâm. Ôn Tử Tuyền rất giỏi, lúc nói chuyện cũng nhỏ nhẹ. Tuy đảm nhiệm vị trí phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy ở tỉnh Tề, nhưng lại là người tỉnh Tương. Vì vậy sau khi nói chuyện một lúc, cô liền có ấn tượng rất tốt với phó bí thư Hạ Tưởng từng có kinh nghiệm công tác ở tỉnh Tương. Trong ấn tượng tốt của cô, cũng không loại trừ nguyên nhân vì Hạ Tưởng càng ngày càng có mê lực của người đàn ông trưởng thành. Phó bí thư Hạ, văn phòng anh cũng có sắp xếp một thư ký. Ôn Tử Tuyền mặc dù đã ở tuổi trung niên, nhưng cũng chăm sóc rất tốt. Đôi mắt phượng vẫn còn rất thướt tha, trang phục công sở che đậy một thân hình đầy đặn mà thành thục. Bây giờ nếu có thời gian, tôi sẽ sắp xếp cho y tới đây một lát. Nhưng khiến Ôn Tử Tuyền thất vọng chính là, một người tự xưng là người đẹp chức cao ở tỉnh Tề như cô, trong mắt Hạ Tưởng lại như không hề là gì, hoàn toàn không quan tâm đến sự thành thục và thoải mái của cô. Nghĩ cũng đúng, trong mắt những lãnh đạo hơi có tuổi ở tỉnh, cô là một đóa hoa. Nhưng trước mặt phó bí thư Hạ còn trẻ tuổi, cô lại là một bà chị, thôi đi, Ôn Tử Tuyền bỏ cuộc, không phải tất cả đàn ông đều ham thích phụ nữ, không phải tất cả các lãnh đạo tỉnh đều hứng thú với thân thể thướt tha thùy mị của cô. Thật ra Ôn Tử Tuyền hoàn toàn nghĩ sai rồi, thật ra Hạ Tưởng cũng rất thích sự ăn mặc tỉ mỉ của cô, trong một tòa nhà làm việc tất cả đều như nhau này, có một cán bộ nữ xinh đẹp như Ôn Tử Tuyền cũng thật tốt. Nhưng bây giờ hắn chưa có tâm trạng để chú ý tới sự nữ tính của Ôn Tử Tuyền. Bởi vì tâm tư của hắn còn ở trên người Lý Đinh Sơn. Lý Đinh Sơn ở phòng làm việc trên lầu, Hạ Tưởng không tiện đi hỏi rõ ràng, hơn nữa hôm nay cũng là ngày đầu tiên hắn đi làm, còn có rất nhiều việc cần làm, không thể không quan tâm đến công việc mà đi gặp Lý Đinh Sơn trước được. Bí thư mà văn phòng tỉnh ủy sắp xếp cho hắn có tên là Ngô Thiên Tiếu, cái tên cũng có ý nghĩa. Hạ Tưởng cũng lười chọn lựa, gật đầu nói. Được. Phiền đồng chí Tử Tuyền sắp xếp cho Ngô Thiên Tiếu đến đây một chuyến. Ôn Tử Tuyền cười thản nhiên, xoay người đi ra ngoài, Hạ Tưởng lúc này mới chú ý đến bóng dáng của cô. So cô với những phụ nữ đã hơi có tuổi khác, quả thật thân hình không tồi, đầy đặn mà không mập, vòng eo rõ ràng, cũng có chút mỹ cảm. Chủ yếu là mái tóc của cô rất giống Mai Hiểu Lâm, Hạ Tưởng lập tức lắc đầu xua tan đi ý nghĩ này. Nhàn rỗi đánh giá văn phòng của mình. Bố trí cũng không tệ lắm. Có một loại khiêm tốn mà xa hoa, văn phòng lãnh đạo tỉnh ủy, trên cơ bản dựa theo cấp bậc và xếp hạng, mà cũng có những trang trí khác nhau. Hắn là nhân vật số 3 tỉnh ủy, đương nhiên cũng không thể kém được. Chỉ được một lúc sau, Ôn Tử Tuyền liền dẫn Ngô Thiên Tiếu đến văn phòng. Ôn Tử Tuyền chỉ giới thiệu đơn giản, liền biết điều mà ra ngoài. Thư ký của phó bí thư Hạ, thì do Hạ Tưởng nhận định, cô không cần thiết phải ở bên cạnh thêm dầu thêm muối. Hành động của Ôn Tử Tuyền khiến Hạ Tưởng rất vừa lòng, hắn lại có ấn tượng tốt hơn nữa về cô. Các phương diện của Ngô Thiên Tiếu đều phù hợp với yêu cầu của Hạ Tưởng, học lực, độ tuổi, cử chỉ lời nói. Đang lúc Hạ Tưởng định đập bàn quyết định, Ngô Thiên Tiếu cũng không biết là cố tình nói những lời khiến người ta kinh ngạc, hay còn có dụng tâm khác, đột ngột nói một câu khiến Hạ Tưởng vô cùng kinh ngạc. Mong phó bí thư Hạ khuyên chủ tịch Lý một chút, không nên tiếp tục điều tra nữa. Ngô Thiên Tiếu cùng tuổi Hạ Tưởng, đều 35 tuổi, tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng hệ Trung Văn, thạc sĩ văn học, bộ dạng khá trắng trẻo, có vài phần thư sinh, khó được chính là học vấn rất sâu, nhưng không mang kính cận. Ấn tượng đầu tiên của Hạ Tưởng đối với Ngô Thiên Tiếu coi như không tồi. Trên hồ sơ Ngô Thiên Tiếu cho thấy, y hành văn không tồi, phát biểu qua không ít bài văn, ở lĩnh vực chính trị và kinh tế có quan điểm khiến người khác cảm thấy mới mẻ, là một nhân tài. Nhưng có lẽ là nguyên nhân dáng vẻ thư sinh quá đậm, mấy lần không được lãnh đạo lựa chọn, hiện tại Ngô Thiên Tiếu tuy rằng giải quyết cấp cục phó, nhưng luôn ở văn phòng thư ký, không phụ trách sự vụ cụ thể, tương đương là để đó không dùng.
cũng không biết Ngô Thiên Tiếu và Ôn Tử Tuyền có quan hệ như thế nào, Ôn Tử Tuyền đề cử y, khẳng định có chút nội tình, tuy nhiên Hạ Tưởng không thèm để ý số việc nhỏ này, hắn chỉ nhìn người có thể sử dụng là được, hắn trải qua vô số cương vị, thư ký bên cạnh đổi rồi lại đổi, mặc kệ là thư ký ở nhiệm kỳ nào, đều dưới lãnh đạo của hắn, công tác thật sự xuất sắc, không có tạo phiền toái cho hắn. Yếu tố đầu tiên của công tác thư ký chính là nói ít làm nhiều, bởi vì lãnh đạo càng lớn, gặp qua càng nhiều nhân vật muôn hình muôn vẻ, chỉ nói miệng, trước mặt lãnh đạo thì vô dụng, người lãnh đạo nào không có kiến thức rộng mở, người chỉ nói không làm vĩnh viễn không có thị trường. Thư ký phần lớn thời điểm phải ít nói, nhưng ở rất nhiều thời điểm, cũng phải biểu đạt quan điểm chính mình, không thể chỉ làm ống loa lãnh đạo. Chẳng qua phải phân rõ chủ yếu và thứ yếu, hiểu được ai mới là lãnh đạo. Ngô Thiên Tiếu khi mà Hạ Tưởng còn chưa gật đầu đồng ý cho y hắn đảm nhiệm thư ký, lại đột nhiên nói ra một câu mà dù thân là thư ký cũng không nên nhiều lời, khiến cho Hạ Tưởng người luôn rộng lượng nghe xong, cũng là hơi hơi không vui. Thân là cấp dưới lại nói cấp trên phải làm như thế nào, là tối kỵ quan trường. Hạ Tưởng không nói gì, trầm mặc liền có nghĩa là cự tuyệt. Ngô Thiên Tiếu ý thức được không khí theo sắc mặt hơi trầm xuống của bí thư Hạ, mà tức khắc trở nên ngưng trọng, y tự nhiên biết vấn đề xảy ra ở đâu, lại vẫn như cũ bướng bỉnh nói. Tôi kính trọng con người phó bí thư Hạ, kính nể khí phách của chủ tịch tỉnh Lý, nhưng tỉnh Tề không phải là một địa phương để phô trương thanh thế. Tôi còn có một hội nghị phải dự, cứ vậy trước đã. Hạ Tưởng chặn ngang lời Ngô Thiên Tiếu, hắn quyết định tạm không cần Ngô Thiên Tiếu làm thư ký, bởi vì Ngô Thiên Tiếu về điều kiện mọi mặt, không có tầm nhìn chính là khuyết điểm chí mạng. Là hội nghị thường vụ thảo luận về việc tuyển chọn phó chủ nhiệm ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh ư. Ngô Thiên Tiếu cũng không biết bị tà khí gì má phải, sự tình gì cũng muốn phát biểu một chút. Phó bí thư Hạ. Ngài cho dù trách tôi lắm miệng, tôi cũng muốn nói một câu, ngoại trừ Lỗ Thành Lương ra, những ứng cử viên khác đều không thích hợp. Thật sự là nói nhiều, khi một thư ký nói nhiều đến dạy bảo lãnh đạo cấp trên làm việc như thế nào, thì tiền đồ thư ký cũng chấm dứt, Hạ Tưởng đối nhân xử thế luôn luôn thản nhiên, không quá so đo một số vấn đề vặt vãnh, nhưng vẫn là chịu không nổi lời nói không cản nổi của Ngô Thiên Tiếu, xua tay cười, tiễn gã ra theo lễ. Nếu để Ngô Thiên Tiếu đảm nhiệm thư ký, hắn có bất cứ sự tình gì cần giữ kín, không chừng quay người lại đã bị Ngô Thiên Tiếu nói ra ngoài, ai lại để một thư ký không đáng tin bên cạnh chứ, không phải là tự một cái lao phóng thanh siêu khuếch đại sao. Ngô Thiên Tiếu cung kính rời khỏi, động tác đóng cửa rất đúng chỗ, khiến Hạ Tưởng lắc đầu cười, Ngô Thiên Tiếu các mặt đều phù hợp yêu cầu của hắn, chỉ có nói nhiều điểm này khiến hắn không hài lòng, hơn nữa còn là chỗ thiếu hụt lớn nhất, chỉ có thể từ bỏ. Hôm nay quả thật có một hội nghị thường vụ phải mở. Hạ Tưởng vừa vào làm liền nhận được thông báo của Ấn Tiểu Bạch. Thư ký Ấn Tiểu Bạch của Khâu Nhân Lễ có tầm nhìn hơn hẳn Ngô Thiên Tiếu, chẳng những tự mình tới cửa thông báo, ở trước mặt hắn không dám bày ra dáng vẻ thư ký thứ nhất gì đó. Hạ Tưởng gặp qua vô số người, dù chưa nghe qua tin đồn về con người Ấn Tiểu Bạch, nhưng từ tư thế đi đứng và trong lúc nói chuyện vô ý toát ra làn điệu của Ấn Tiểu Bạch có thể biết được, thân là thư ký thứ nhất, Ấn Tiểu Bạch ở tỉnh ủy cũng coi như nhân vật số một. Sở dĩ không sĩ diện trước mặt hắn khi hắn mới đến, sợ là có liên quan đến việc thường xuyên nghe được tên của hắn từ trong miệng Khâu Nhân Lễ. Ấn Tiểu Bạch chỉ thông báo hắn họp, cũng không nói tỉ mỉ, Hạ Tưởng cũng chỉ là biết là một lần hội nghị nhân sự, có phải là thảo luận về bổ nhiệm trọng yếu của bí thư thành ủy hoặc thị trưởng không, hắn vốn không có để ở trong lòng, hơn nữa hắn mới đến, cũng không cần thiết biểu hiện sự tồn tại, chỉ cần dùng phụ họa ý kiến của Khâu Nhân Lễ là được. Một vị trí phó chủ nhiệm ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước nho nhỏ, với cấp bậc và ánh mắt của Hạ Tưởng hiện tại, không thể nói không để vào mắt, ít nhất sẽ không đặc biệt coi trọng, nhưng Ngô Thiên Tiếu cố ý nhắc tới, vẫn là khiến hắn không khỏi nghĩ nhiều. Ngô Thiên Tiếu trước nói vấn đề của Lý Đinh Sơn, lại nhắc tới chuyện bổ nhiệm nhân sự, tính nhảy vào tính rất lớn, ở giữa hẳn là có liên hệ gì đó ở bên trong. Thời gian họp được định là 10 giờ, Hạ Tưởng suy nghĩ một lát, nghĩ không được gì. Liền đơn giản không nghĩ nữa, đang muốn cầm lấy điện thoại cùng Lý Đinh Sơn nói vài câu, thì Liêu Đắc Ích gõ cửa tiến vào. Liêu Đắc Ích vẫn nụ cười cũ vô cùng rạng rỡ, vừa bước vào cửa liền nói. Phó bí thư Hạ Tử lượng tốt, khâm phục, thật lợi hại. Liêu Đắc Ích rất biết nói chuyện, khi nói chuyện vẻ mặt cũng rất phong phú, ánh mắt nheo lại, làm cho người ta cảm giác thân thiết như ông bác nhà bên.
người có thể khiến cho người ta vừa tiếp xúc liền có thể cảm thấy thân thiết, quả không đơn giản, có sức hấp dẫn vượt qua người thường. Hạ Tưởng khoát tay, cười nói. Uống rượu thì có bản lĩnh gì chứ, đừng nhắc tới, đừng nhắc tới. Sau đó đứng lên. Trưởng ban Liêu có chỉ thị tinh thần gì? Tôi không dám chỉ thị lãnh đạo. Liêu Đắc Ích kinh sợ nói một câu, biểu hiện trên mặt là biểu diễn khoa trương, nhưng làm cho người ta không cảm thấy buồn cười. Thì sắp lên hội nghị thường vụ thảo luận vấn đề nhân sự, tôi đến trước nói qua với Phó Bí Thư Hạ. Là Phó Bí Thư phân công quản lý nhân sự, bất cứ thảo luận nhân sự gì đều nhất định phải qua tay Hạ Tưởng trước, nhưng lần này lại khác không cần nói đến. Là Hạ Tưởng trước khi đến cũng đã thông qua hội nghị công việc, cho nên Liêu Đắc Ích có báo cáo trước với Hạ Tưởng hay không, chỉ là một ý niệm nhất thời của y. Không đến, là giải quyết việc chung. Đến, là tôn trọng đối với Hạ Tưởng. Nhưng đến rồi, cũng chưa chắc nói rõ là y thật tâm xin chỉ thị. Hạ Tưởng khẽ gật đầu. Trước khi tôi đến đã thông qua hội nghị công việc, tôi tôn trọng ý kiến của hội nghị. Liêu Đắc Ích thấy Hạ Tưởng thiếu hứng thú, cũng không muốn tìm hiểu thêm. Y lấy ra một phần tư liệu. Còn chút thời gian, xin mời Bí Thư Hạ vất vả chút, xét duyệt kết quả khảo sát của ban tổ chức cán bộ. Nói nghe rất hay, kỳ thật là muốn để Hạ Tưởng ký tên lưu trữ, ngày sau trên phần bổ nhiệm nhân sự lần này, cũng tiện tỏ vẻ đi hết toàn bộ trình tự, một khi xuất hiện vấn đề, cũng không thể trách y làm việc thiếu sót. Hạ Tưởng cũng không tiếp chiêu, chỉ có điều nói. Được, để đó đi, tôi xem. Lại khẽ gật đầu. Đắc Ích vất vả rồi. Liêu Đắc Ích thấy Hạ Tưởng không trực tiếp tỏ thái độ, cũng chỉ đành cáo từ. Phó Bí Thư Hạ cứ làm việc, tôi đi trước. Hạ Tưởng gật đầu cười. Tôi tiễn anh. Nói là tiễn, nhưng không rời chỗ ngồi. Liêu Đắc Ích dĩ nhiên không đợi Hạ Tưởng đứng lên, vội vừa chắp tay. Không dám, không dám, Phó Bí Thư Hạ ngài đang bận. Liêu Đắc Ích vừa đi, ánh mắt Hạ Tưởng mới dừng ở phía trên tư liệu. Chỉ nhìn hai lần liền rất có nghi ngờ, bổ nhiệm phó chủ nhiệm ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước cũng không phải một bổ nhiệm trọng đại, nhưng thủ tục ban tổ chức cán bộ rất rườm rà, hơn nữa công tác làm được rất chi tiết, không kém gì so với bổ nhiệm một bí thư thành ủy. Thì chỉ có thể nói rõ một vấn đề, có liên quan đến bổ nhiệm phó chủ nhiệm ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước, tranh đoạt đến được vô cùng kịch liệt, đạt tới nông nỗi không ai nhường ai, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Điện thoại đột ngột vang lên. Hạ Tưởng không nhìn điện báo, trực tiếp tiếp nghe điện thoại, bên trong truyền đến thanh âm Lý Đinh Sơn. Phó Bí Thư Hạ, chút nữa khi thảo luận trên hội nghị thường vụ, mời ủng hộ Lỗ Thành Lương. Sao, Hạ Tưởng nhất thời kinh ngạc, lời Lý Đinh Sơn và đề nghị Ngô Thiên Thiếu, không mưu mà hợp. Đang muốn cùng Lý Đinh Sơn nói thêm vài câu, lại có người gõ cửa, Hạ Tưởng đành cắt đứt cuộc trò chuyện với Lý Đinh Sơn. Người đến là trưởng ban thư ký tỉnh ủy Hạ Lực. Hạ Lực lúc này xuất hiện, ý đồ đến không cần nói cũng biết, nhất định là thay Khâu Nhân Lễ đến truyền lời. Không ngoài dự tính của Hạ Tưởng, Hạ Lực sau lời dạo đầu, hàm xúc chỉ rõ, hy vọng Hạ Tưởng ủng hộ đề danh của Lỗ Thành Lương. Hạ Tưởng cũng chỉ là hàm xúc đáp lại, hắn đương nhiên không có khả năng một ngụm đáp ứng Hạ Lực cái gì, hắn và Khâu Nhân Lễ quan hệ dù tốt cỡ nào, thận trọng trên quan trường vẫn phải duy trì. Sự tình càng ngày càng có ý tứ, Hạ Tưởng dường như từ bên trong sự kiện liên tiếp nắm bắt được gì đó, bổ nhiệm Lỗ Thành Lương, nhất định liên lụy tới rất nhiều ích lợi, mặc kệ là ai muốn để danh Lỗ Thành Lương, Khâu Nhân Lễ khẳng định ủng hộ, mà Lý Đinh Sơn cũng mở miệng bảo hắn tán thành, đã nói lên sự tình mà Lý Đinh Sơn đã điều tra, khẳng định cùng bổ nhiệm của Lỗ Thành Lương, có liên quan tới lợi ích. Đúng 10 giờ, khi Hạ Tưởng thản nhiên bước từng bước tiến vào phòng họp hội nghị thường vụ tỉnh Tề. Lại bỗng nhiên phát hiện trừ hắn ra, mọi người đã đến đông đủ, hắn không ngờ trở thành một người cuối cùng. Hạ Tưởng nâng tay nhìn giờ, lại nhìn đồng hồ Thạch Anh ở giữa phòng họp, mỉm cười. Tôi không muộn, chứng minh các đồng chí đều khá tích cực, đến sớm một bước. Các anh đến sớm làm nên cho sự đến trễ của tôi trễ là có trễ, nhưng không thừa nhận là muộn. Một câu dẫn tới tất cả mọi người cười thành tiếng. Hạ Tưởng ngồi ở phía dưới Tôn Tập Dân. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt Chu Hồng Cơ đã khôi phục bình thường, tuy nhiên trên mặt còn có vẻ hơi mệt mỏi, y vẫn không quên gật đầu cười với Hạ Tưởng. Không chỉ Chu Hồng Cơ mỉm cười chào hỏi Hạ Tưởng, Tôn Tập Dân còn cố ý nhỏ giọng căn dặn Hạ Tưởng một câu. Nói là 10 giờ họp, kỳ thật 9 giờ 55 thì phải đến đủ rồi, V
về sau cũng đừng đến trễ nữa, bí thư Khâu yêu cầu rất nghiêm, trên mặt kỷ luật ở cuộc họp. Có thể nói, lần đầu tiên tham gia hội nghị thường vụ tỉnh Tề, khiến Hạ Tưởng cảm giác còn tạm được, không khí hòa hợp, mọi người mỉm cười, phỏng chừng kế tiếp hẳn là một hội nghị thắng lợi và tốt đẹp chăng. Hạ Tưởng cũng không phải là người mới sẽ không bị hiện tượng bên ngoài mê hoặc, hắn nên cười thì cười, nên tỏ ý thì tỏ ý, trong lòng biết, hôm nay là một thảo luận đề tài không mấy quan trọng, nhưng là một cuộc kiểm duyệt lớn về lực lượng khắp nơi, hơn nữa còn có khả năng thăng tiến thành một sự va chạm giữa các thực lực lớn. Hạ Tưởng đoán đúng rồi, hội nghị thường vụ lần này, chẳng những cuối cùng diễn biến thành cuộc va chạm của các thực lực lớn, hơn nữa chính thức lộ ra sự mở màn của cuộc đối kháng toàn diện giữa hắn và Chu Hồng Cơ, Tôn Tập Dân, cũng khiến hắn chuẩn bị không kịp chính là, bổ nhiệm của Lỗ Thành Lương, mặt ngoài là việc nhỏ, kỳ thật âm thầm liên lụy đến ích lợi của cả một tập đoàn lợi ích cực lớn ở tỉnh Tề. Ngày đầu tiên chính thức đi làm, hội nghị thường vụ đầu tiên, Hạ Tưởng đã trực tiếp bị đẩy đến phía trên đầu sóng ngọn gió. Bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt, thì như Lý Đinh Sơn mới đến tỉnh Tề thì đã đụng chuyện, có thể nói là Lý Đinh Sơn quá ư là chủ nghĩa duy tâm, đầy chính nghĩa, nhưng từ góc độ khác mà nói, đâu đâu chả phải là sự kiêu ngạo, ngông cuồng và hung hăng ngang ngược của thế lực địa phương. Cho dù thế nào Lý Đinh Sơn cũng là ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh, là nhân vật trọng yếu xếp trong 13 đầu não toàn tỉnh Tề, không phải phó chủ tịch tỉnh bình thường, lại càng không là chức vụ trưởng ban thư ký tỉnh ủy không có phạm vi quản hạt cụ thể, mà là phó chủ tịch tỉnh có thực quyền có phạm vi phân công quản lý trực thuộc riêng mình. Cho dù là làm cho có, chẳng sợ Lý Đinh Sơn mới đến tỉnh Tề, chưa yên ổn, cấp dưới ít nhất cũng phải bày ra thái độ cung kính nên có, cho dù là bằng mặt không bằng lòng, cũng coi như nghiêm ngặt tuân thủ bổn phận cấp dưới. Đến một chút thể diện của người lãnh đạo trực tiếp cũng không cho, không phải không hiểu quy củ quan trường, mà là quá mức kiêu ngạo, ngông cuồng. Nhưng phía sau sự kiêu ngạo ngông cuồng, khẳng định có thứ gì đó khiến người ta trầm tư càng sâu hơn. Hạ Tưởng lo cho Lý Đinh Sơn, là bởi vì Lý Đinh Sơn làm việc quá thẳng, không biết quanh co. Là lo lắng, không phải oán giận, nếu để hắn gặp được Lý Đinh Sơn tra ra chuyện khác thường, nếu hắn cứ ngồi đó không để ý tới, hắn sẽ không là Hạ Tưởng. Tuy nhiên hắn sẽ không lập thành vụ án, cũng sẽ không lòng đầy căm phẫn, trong quan trường nếu động cái là phẫn nộ, thì sớm bị tức chết rồi. Hơn nữa nói thật, phẫn nộ ra thi sĩ, nhưng phẫn nộ không làm ra chiến tích, cũng không quyết định được thắng bại. Tương phản, phẫn nộ còn dễ dàng làm cho người ta mất đi lý trí và óc phán đoán, từ đó lầm đường lạc lối. Nhưng chuyện kế tiếp xảy ra, vẫn khiến Hạ Tưởng không ức chế được sự phẫn nộ. Bí thư tỉnh ủy Khâu Nhân Lễ chủ trì hội nghị thường vụ. Đầu tiên là theo thường lệ nói một đống lời khách sáo, sau đó còn nói vì là hội nghị thường vụ lần đầu tiên của nhiệm kỳ mới tuy rằng không được tính là nhiệm kỳ mới chính thức, nhưng bởi vì hội nghị thường vụ gương mặt mới khá nhiều. Nói là hội nghị thường vụ đầu của nhiệm kỳ mới cũng không quá ông ta đại biểu tỉnh ủy tỉnh Tề, tỏ vẻ hoan nghênh đồng chí mới nhậm chức ủy viên thường vụ, v.v. Lời dạo đầu nhiệt liệt mà nhiệt tình, thể hiện đầy đủ sự tu dưỡng rèn luyện tốt đẹp của một người thâm niên trong quan trường. Sau đó Khâu Nhân Lễ vừa chuyển đề tài, liền nhắc tới nhân sự bổ nhiệm. Hội nghị hôm nay, một là mở một cuộc họp mặt, hai là thảo luận cùng biểu quyết bổ nhiệm phó chủ nhiệm của Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước tỉnh. Ban tổ chức cán bộ đề danh hai người dự tuyển, phía dưới mời đồng chí Liêu Đắc Ích phát biểu. Liêu Đắc Ích thật sự không giống một cán bộ trưởng ban tổ chức, y tươi cười như là đóa hoa nhựa đang nở rộ, chưa bao giờ thấy qua thời điểm héo úa. Nói chung, trưởng ban tổ chức cán bộ bởi vì quan hệ của chức vụ, bình thường sẽ duy trì uy nghiêm và vẻ thần bí nhất định, để tỏ quyền uy. Liêu Đắc Ích lại là gặp người ba phần cười, thậm chí phát biểu ở trường hợp chính thức, cũng là chưa mở miệng đã ha hả cười vài tiếng trước. Ha hả! Liêu Đắc Ích cũng không biết cười cái, dù sao chính là tự cười mở đầu trước, mới đi vào chính đề. Thông qua ban tổ chức cán bộ nghiên cứu, có hai vị đồng chí phù hợp đề danh phó chủ nhiệm của Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, lần lượt là Chánh văn phòng Trần Thu Đống bên Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước và Phó Cục trưởng Lỗ Thành Lương bên Cục Muối Vụ tỉnh. Hai vị đồng chí đều có kinh nghiệm công tác phong phú, phẩm hạnh đáng tin cậy, tư tưởng chính trực. Theo xếp hạng thì, ban tổ chức cán bộ có khuynh hướng nghiêng về Trần Thu Đống, hơn nữa Trần Thu Đống thân là Chánh văn phòng Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, do y tiếp nhận chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước,
tiện cho việc tiếp tục công việc. Nhưng theo lời bình của Lưu Đắc Ích đối với Trần Thu Đống và Lỗ Thành Lương thì thấy, lại dường như không hề thiên vị, ban tổ chức cán bộ lập trường đứng giữa. Hạ Tưởng có chút không hiểu chính là, Lỗ Thành Lương là phó cục trưởng cục muối vụ tỉnh, cần gì phải tranh một chức vụ phó chủ nhiệm ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước. Tuy nói cấp bậc thăng lên một bậc, nhưng cục muối vụ là đơn vị béo bở, cho dù là phó cục trưởng thì quyền lực lớn hơn hẳn so với một phó chủ nhiệm ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước. Còn có một điểm khiến Hạ Tưởng không thể hiểu được, nếu nói Lỗ Thành Lương là Khâu Nhân Lễ để danh, vậy thì Trần Thu Đống là ai để danh? Tôn Tập Dân hay là Lưu Đắc Ích? Tôn Tập Dân và Khâu Nhân Lễ lập trường không nhất trí là sự thật có thể khẳng định, dù là ở tỉnh nào, bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh hơn phân nửa đều là người không cùng chiến tuyến, chính trị trong nước trước giờ đều chú ý một sự cân bằng, không cho phép một tỉnh xuất hiện cục diện một nhà độc đại. Cũng giống vậy, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy và bí thư tỉnh ủy, trên cơ bản không được hoàn toàn cùng trận doanh, cũng là vì phòng ngừa bí thư tỉnh ủy nắm hết quyền hành nhân sự, đem cả tỉnh làm thành phần đất nhà mình. Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ đến sớm hơn hắn nửa tháng thời gian cũng không dài, không đủ để hoàn thành một loạt bố cục, nhiều lắm chỉ là quen thuộc hoàn cảnh hơn, quen biết thêm vài ủy viên thường vụ, lôi kéo được vài mối quan hệ trước hắn mà thôi. Tuy nhiên nghĩ lại, Lý Đình Sơn cũng đến trước hắn nửa tháng, khi mà Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ bận rộn bố cục, thì Lý Đình Sơn làm cái gì? Lý Đình Sơn lúc này ngồi ở vị trí số 11. Ông ta xếp vị trí 11 trong 13 ủy viên thường vụ, xem như là đứng gần cuối bảng. Tuy là cùng Hạ Tưởng đều là ủy viên thường vụ, nhưng quyền phát ngôn trong hội nghị thường vụ thì ít hơn nhiều. Thật ra nghĩ lại, năm xưa Lý Đình Sơn khi còn là bí thư huyện ủy, Hạ Tưởng mới bước vào quan trường, không có tên tuổi, đến cấp bậc cũng không có. Nay đã qua hơn 10 năm, Hạ Tưởng đã là nhân vật số 3 của tỉnh ủy, mà Lý Đình Sơn lại ngồi ngang hàng với Hạ Tưởng. Thậm chí xếp hạng còn sau Hạ Tưởng, đúng là cảnh ngộ đời người không giống nhau, sự chênh lệch của cuộc đời quá lớn. Tuy nhiên cũng chỉ có Lý Đình Sơn, nếu đổi người khác, cùng ngồi ngang hàng với thư ký năm xưa, mà vị trí còn ở sau thư ký, khẳng định vô cùng khó xử khó chịu, nhưng ông ta không như vậy, lại không hề cảm thấy gì, vẻ mặt trầm tĩnh như đang suy tư ngồi đó, thậm chí ủy viên quân khu tỉnh Nhiếp Kiến Hào ngồi bên cạnh, nhỏ giọng nói một câu gì đó với ông ta, cũng không nghe thấy. Lưu Đắc Ích nói xong, Khâu Nhân Lễ lập tức nói. Phía dưới xin mời các đồng chí phát biểu cảm tưởng, tôi xin nói rõ trước, khi hội nghị công việc bí thư thảo luận đề tài, Phó Bí Thư Hạ còn chưa nhậm chức, cho nên Phó Bí Thư Hạ hôm nay có thể không tỏ thái độ. Lời này vừa nói ra, không ít người hoàng hồn, Bí Thư Khâu là có ý gì, trực tiếp ám chỉ Hạ Tưởng tốt nhất bỏ phiếu trắng. Không đợi mọi người hồi tưởng dư vị, Khâu Nhân Lễ lại nói một câu càng làm người ta khiếp sợ. Đương nhiên, Phó Bí Thư Hạ cũng có thể trực tiếp kêu dừng hội nghị thường vụ. Đúng là phóng ra một cú đấm mạnh, Khâu Nhân Lễ thủ đoạn thâm sâu mà cay độc, lại chứng minh là người thâm niên từng trải quan trường kinh nghiệm phong phú, quả nhiên không phải là loại người dễ sống chung, ngụ ý chính là nếu Hạ Tưởng có đề danh khác hoặc có ý nghĩ khác, có thể tỏ thái độ bây giờ hoặc bất cứ lúc nào, biểu quyết yêu cầu tạm dừng hội nghị thường vụ. Tôn Tập Dân mặt lộ vẻ không vui. Ban tổ chức cán bộ không phải đã giao tư liệu tương quan mời Phó Bí Thư Hạ xem qua sao? Ý là, Hạ Tưởng cũng có hiểu biết về sơ yếu lý lịch của ứng cử viên. Lưu Đắc Ích gật đầu đáp. Vâng, vâng, tôi trước cuộc họp đã báo cáo xin chỉ thị Phó Bí Thư Hạ. Hạ Tưởng nhẹ nhàng, ồ, một tiếng, không chút để ý nói. Phải, trưởng ban Lưu khi đưa báo cáo đến, đã là 9:30, tôi vừa rồi lại nghe điện thoại hơn 10 phút. Lưu Đắc Ích trên mặt vẫn nở nụ cười trong nháy mắt đọng lại vài giây. Y Phó Bí Thư Hạ là, hắn không có thời gian xem hết bản báo cáo. Được, chẳng khác nào Khâu Nhân Lễ đã lên dây đàn, Hạ Tưởng muốn khi nào búng đàn thì khi đó búng đàn, rất giỏi, thủ đoạn vận tác quan trường thành thạo, chính Phó Bí Thư liên kết, ngăn chặn hết miệng người đời. Hết cách, Bí Thư và Phó Bí Thư đều chủ quản nhân sự, không nghe không được. Chu Hồng Cơ sắc mặt không thay đổi. Dương Dương tự đắc mà xoay cây viết trong tay, không nhìn Hạ Tưởng, ánh mắt lơ đãng dừng ở trên người Lý Đình Sơn. Lý Đình Sơn hơi lộ sắc mặt vui mừng, cảm thấy vô cùng hài lòng và vui mừng đối với trí tuệ chính trị càng thêm mượt mà hoàn thiện của Hạ Tưởng. Tôi trước hết không phát biểu ý kiến, mà nghe qua cách nhìn của các đồng chí trước. Khâu Nhân Lễ xuất ra thái độ cao cao tại thượng mà nhân vật số 1 nên có,
không tỏ thái độ, là không ảnh hưởng tới phán đoán tự chủ của những người khác, là biểu hiện có quyết đoán, có tự tin. Đồng chí Trần Thu Đống luôn công tác Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, do anh ta tiếp nhận chức vụ, thì việc tiếp tục công tác càng tiện hơn đúng không? Tôn Tập Dân đây là giọng điệu hỏi ngược lại để phát biểu ý kiến, tuy là hỏi ngược lại, nhưng lại là sự khẳng định không cần trả lời. Cách nhìn của Chủ tịch tỉnh Tôn có tính đại biểu nhất định. Hạ Tường Thuận thế nói tiếp. Nhưng tiếp tục cũng đại biểu bảo thủ và thủ cựu, rất nhiều thời điểm, sự tình đều là không phá thì không xây được. Có đôi khi thay đổi ý nghĩ và góc độ, có lẽ sẽ thu được hiệu quả tốt hơn. Tôi lại cho rằng, đồng chí Lỗ Thành Dân từ hệ thống muối vụ đến Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, sẽ mang đến bầu không khí mới. Hạ Tường vừa nói xong, Liêu Đắc Ích thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng Hạ Tường là lập trường ủng hộ Lỗ Thành Dân, nhưng mặc kệ hắn ủng hộ ai, chỉ cần hắn đã mở miệng, tham dự thảo luận, liền chứng minh Đại Bí Thư Hạ sẽ không giữa chừng ngang ngược bộc phát mà kêu dừng hội nghị thường vụ. Tay Chu Hồng Cơ đang xoay bút máy, trong chốc lát khi Hạ Tưởng nói chuyện thì dừng chuyển động, đợi Hạ Tưởng sau khi nói xong, y lại trở lại xoay viết trong tay, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng ánh mắt rõ ràng sáng lên. Sau Hạ Tưởng, dựa theo xếp hạng, chính là Tần Khản lên tiếng, theo quan sát của Hạ Tưởng đối với Tần Khản hẳn là lệch về phía Tôn Tập Dân nhiều hơn, không ngờ Tần Khản lên tiếng vượt ra ngoài dự kiến Hạ Tưởng. Tôi bảo lưu ý kiến. Bỏ phiếu trắng. Một bổ nhiệm phó chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước không liên quan đại cục, thân là phó chủ tịch thường trực tỉnh không ngờ bỏ phiếu trắng, chỉ sợ chuyện bé xé ra to. Tuy nhiên cũng là vì vậy, mới càng làm cho Hạ Tưởng ý thức được sau lưng việc bổ nhiệm phó chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, khẳng định có một giao dịch chính trị to lớn. Hoặc là nói, vị trí phó chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước trước kia không trọng yếu, nhưng hiện tại bởi vì đề cập tới chuyện gì đó mà trở nên trọng yếu không tầm thường hơn, thậm chí có thể là điểm tựa của gút mắc lợi ích. Theo sau các vị ủy viên thường vụ lên tiếng nghiệm chứng suy đoán của Hạ Tưởng nguyên tưởng rằng Khâu Nhân Lễ bình tĩnh thong dong, Tôn Tập Dân xử lý việc khó một cách dễ dàng, Tần Khản không ngờ bỏ phiếu trắng, là đối với vị trí phó chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước hoặc là xác định, hoặc là không thèm để ý, ai ngờ trong những lời phát ngôn tiếp theo sau, bầu không khí gió nhẹ mây nhạt ban đầu đã không còn sót lại chút gì. Mùi thuốc súng thì dần dần nồng hơn, và cuối cùng nâng cấp thành một trận luận chiến. Luận chiến, trước hết là do Bí thư Chính ủy Hà Giang Hải châm mồi lửa, theo sau Chu Hồng Cơ quạt gió thổi lửa, rồi cuối cùng do Lý Đinh Sơn đẩy lên cao trào, mà Hạ Tưởng cũng không lùi bước, ở thời điểm khẩn cấp đứng trên đầu ngọn sóng. Một nan đề thật lớn, một khảo nghiệm đầy nguy cơ, lần hội nghị thường vụ này, trên một vấn đề bổ nhiệm nhìn như không quan hệ không nghiêm trọng, thế như xét đánh bày ra trước mắt Hạ Tưởng. Cũng khiến Hạ Tưởng lâm vào lựa chọn không đường thối lui. Sau Tần Khản, là tới Chu Hồng Cơ lên tiếng. Chu Hồng Cơ tối hôm qua cùng Hạ Tưởng uống một buổi, say mềm tại chỗ, hiện tại tuy rằng giả bộ. Kỳ thật vẫn còn hơi say chưa tỉnh, vô cùng nhức đầu. Sở dĩ làm bộ dạng này, cũng là vì không muốn bị người khác nhìn thấu mà thôi. Cây bút Mông Blanc trong tay là trước khi rời Bắc Kinh, một vị nhân vật cấp quan trọng tặng cho, ngụ ý là ông ta khi đến địa phương. Liền gặp gió hóa mưa, gặp mây hóa rồng, sau đó rồng bay bốn biển, thẳng tiến mây xanh. Đối với người trong quan trường mà nói, quyền lớn phê chỉ thị của một cây bút trong tay, chính là đại biểu quyền lực cao nhất. Chu Hồng Cơ ngừng chuyển động cây bút trong tay, vẻ mặt ôn hòa. Tôi may mắn vì quan hệ công tác, cùng công tác Trần Thu Đống, Lỗ Thành Lương đều có tiếp xúc, công bình mà nói, hai vị đồng chí cũng rất được. Khách quan mà nói, dưới điều kiện ngang nhau. Vẫn là đồng chí Trần Thu Đống thích hợp hơn một chút. Lời nói ra quả là có trình độ, kỳ thật rất khô cứng, cũng không trách Chu Hồng Cơ được, ai tối qua uống tới say mềm, ngày hôm sau còn có thể tươi cười cũng là diễn xuất và nghị lực khó lường. Đều uống qua rượu, nên biết đau đầu sau khi say là rất khó chịu. Đổi người khác, nói không chừng xin nghỉ phép không tham gia hội nghị. Chu Hồng Cơ vừa nói xong, Hà Giang Hải liền lên tiếng. Bí thư Công an Đảng ủy kiêm Giám đốc Sở Công an Hà Giang Hải, năm nay 52 tuổi. Mũi ưng, mặt chữ điền, không giận tự uy, vừa nhìn chính là có thâm niên lăn lộn trong hệ thống công an, nên dưỡng thành không có thói quen cười nói, làm cho người ta một loại cảm giác lạnh như băng. Hạ Tưởng cũng gặp qua nhiều nhân vật Bí thư Công an Đảng ủy kiêm Giám đốc Sở Công an, Hà Giang Hải là người có quan uy nhất trong mắt hắn.
so với sự già dặn và im hơi lặng tiếng của bí thư công an đảng ủy tỉnh Yến, so với sự bình thản của bí thư công an đảng ủy tỉnh Tương Dương Hằng Dịch, thì Hà Giang Hải bày ra dáng vẻ của bí thư rõ rệt nhất. Thân trên hội nghị thường vụ, nếu không nhìn vị trí xếp hạng, còn tưởng rằng ông ta là nhân vật số một. Ông ta trước ho khan một tiếng, sau đó ánh mắt rất uy nghiêm đảo qua trên mặt mỗi người. Như thể là nhân vật số một đang quan sát tập thể bộ máy, bày ra chính là thái độ trên cao nhìn xuống. Hạ Tưởng thiếu chút nữa cười ra tiếng, theo hắn thấy, nếu nói nghiêm mặt xa sầm mặt trừng mắt nhìn thì có quan uy, thì càng không cần nói nếu có bộ dạng ngang ngược có thể dọa người, càng là người không đủ tự tin mới thích thổi râu trừng mắt. Tuy rằng Hà Giang Hải cũng không có râu. Đồng chí Lỗ Thành Lương kinh nghiệm lý lịch nông, chưa làm qua công tác của Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, so với đồng chí Trần Thu Đống có chênh lệch nhất định. Cho nên tôi cho rằng, vẫn là đồng chí Trần Thu Đống đảm nhiệm phó chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước thì thích hợp hơn. Nếu nói lời của ông ta dừng ở đây, cũng có vẻ Hà Giang Hải đối nhân xử thế xử sự có lý lẽ có căn cứ, không ngờ ông ta sau khi bất chợt dừng lại, lại tăng mạnh giọng điệu nói thêm một câu. Cũng không biết ban tổ chức cán bộ khảo hạch ứng cử viên như thế nào, đồng chí Lỗ Thành Lương và Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước không có quan hệ dính dáng gì nhau, sao lại đề danh anh ta đảm nhiệm phó chủ nhiệm. Câu cửa miệng nói, tỉnh Yến nhiều thi sĩ bi thương hùng tráng, tỉnh Tề nhiều hảo hán ngay thẳng phóng khoáng. Hà Giang Hải cũng quả thật là người tỉnh Tề, giọng điệu vừa rồi cũng dường như rất hào sảng, nhưng cũng không phải cách hào sảng của Trần Phong. Trần Phong trong hào sảng lộ ra chính là khôn khéo, Hà Giang Hải lại hàm chứa khí phách. Chỉ có điều khí phách trên quan trường sẽ không lâu dài. Khôn khéo mới có thể thắng lợi. Lời Hà Giang Hải chỉ thẳng ban tổ chức cán bộ công tác bất lực vừa nói ra. Khâu Nhân Lễ không có chút phản ứng, Tôn Tập Dân cũng mắt điếc tai ngơ, ngay cả Chu Hồng Cơ cũng là vẻ mặt hờ hững, cũng chỉ mỗi Hạ Tưởng hơi hơi sừng sốt. Theo bản năng liếc nhìn Liêu Đắc Ích một cái. Liêu Đắc Ích lanh trí. Vừa không giải thích cũng không phản bác, dường như là đang nói ai đó không phải mình. Buổi diễn đã bắt đầu, khi Hạ Tưởng còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, Hà Giang Hải là dụng ý gì, thì Lý Đinh Sơn vẫn luôn ngấm ngầm chịu đựng rốt cục phát tác, ông ta không kìm nổi mỉa mai hừ lạnh một tiếng. Kỳ thật ở hội nghị thường vụ, có mỉa mai hoặc cười lạnh cũng là bình thường. Dưới tình huống bình thường đều đã làm bộ không nghe thấy. Hòa hợp êm thấm là giọng chính của CCTV. Không phải quy luật khách quan của hội nghị thường vụ, mà Lý Đinh Sơn chỉ là khẽ cười một tiếng, cũng không nói gì. Bởi vì dựa theo xếp hạng vẫn chưa tới phiên Lý Đinh Sơn lên tiếng. Nhưng Hà Giang Hải cũng không vừa, lập tức xoay đầu hướng về phía Lý Đinh Sơn. Phó Chủ tịch tỉnh Lý là có ý gì? Đối với cách nói của tôi là khinh miệt hay là thế nào? Có chuyện cứ nói, đừng núp ở phía sau cười nhạo. Hà Giang Hải có lẽ nói chuyện vốn chính là làn điệu này, có lẽ là thật sự bất mãn và khinh thị đối với Lý Đinh Sơn. Dù sao giọng điệu rất là muốn gây sự. Nếu Lý Đinh Sơn nhượng bộ, khoát tay chặn lại có thể bỏ qua việc này, dù sao một cây làm chẳng nên non. Trong ấn tượng Hạ Tưởng, Lý Đinh Sơn luôn luôn ôn hòa, rất ít nóng giận, ông ta là có một mặt chủ nghĩa lý tưởng, nhưng sẽ không khinh suất, nếu không cũng không có khả năng làm khá tốt ở nhiệm kỳ bí thư thành ủy. Nhưng hôm nay, Lý Đinh Sơn lại không khống chế được. Tôi không có ý kiến gì với cách nói của Bí Thư Hà cả, chỉ là có chút ý tưởng đối với lời chỉ trích của Bí Thư Hà. Bí Thư Hà phân công quản lý chính trị pháp luật, lại chẳng phân công quản lý ban tổ chức cán bộ, dựa vào cái gì khoa tay múa chân đối với công tác của ban tổ chức cán bộ. Các vị ngồi đây, ngoại trừ Bí Thư Khâu, Chủ tịch tỉnh Tôn và Phó Bí Thư Hà, đều không có tư cách bình phẩm công tác của ban tổ chức cán bộ. Đều không có quyền lực phủ định công tác của đồng chí Liêu Đắc Ích. Ông, Hà Giang Hải vừa rồi khí thế rất mạnh, vốn định đè Lý Đinh Sơn một đầu, lại bị Lý Đinh Sơn không vội vàng không hấp tấp dùng đầy đủ lý do phản bác lại, lập tức mặt đỏ lên, nhất thời nghẹn lời, không nghĩ ra được làm thế nào trả đòn. Đành miễn cưỡng nói, được, tôi thừa nhận chỉ trích ban tổ chức cán bộ là không đúng, nhưng nói đi phải nói lại, Phó Chủ tịch tỉnh Lý ông cũng không có tư cách nói đạo lý với tôi. Quá hay, rõ ràng là một bổ nhiệm nhân sự, lại bị Hà Giang Hải gây sự, trở thành công kích nhân thân. Hạ Tưởng không tiện mở miệng, dù sao trên hắn còn có Khâu Nhân Lễ và Tôn Tập Dân. Kỳ quái chính là, có Khâu Nhân Lễ và Tôn Tập Dân đều không mở miệng. Dường như là không sợ tình thế làm lớn thêm. Chu Hồng Cơ vốn thần thái buồn ngủ phút chốc tỉnh táo,
ánh mắt thậm chí sáng sủa hơn. Ánh mắt có thâm ý sâu sắc dừng ở trên người Hạ Tưởng. Hạ Tưởng thì ai cũng không nhìn, dường như xảy ra trước mắt không liên quan tới hắn. Kỳ thật mặt ngoài trấn tĩnh, nội tâm lại là nổi lên gợn sóng. Bởi vì hắn biết rõ, Lý Đình Sơn không phải cố ý cùng Hà Giang Hải đối nghịch, lại càng không phải là nhìn không quen tác phong của Hà Giang Hải trong quan trường, cán bộ cấp cục tỏ vẻ ta đây hơn hẳn cấp sở có khối người, đã sớm nhìn nhiều thành quen có thể khẳng định chính là, sự tình Lý Đình Sơn thẩm tra có can hệ gì đó với Hà Giang Hải. Không ai mở miệng khuyên bảo, không khí hội nghị thường vụ liền có chút quái dị, Lý Đình Sơn dường như cũng hành quân lặng lẽ, không hề đáp lễ Hà Giang Hải, sự tình dường như trôi qua. Sau đó chính là Liêu Đắc Ích tỏ thái độ. Liêu Đắc Ích vừa rồi khi đại biểu ban tổ chức cán bộ lên tiếng, là lập trường công bằng, hiện tại khi lấy thân phận ủy viên thường vụ phận tỏ thái độ vẫn là lập trường công bằng, tương đương là lưng chừng xem chừng, trong hai người Trần Thu Đống và Lỗ Thành Lương không ủng hộ bất cứ ai. Nhưng càng là thái độ như vậy, càng làm cho người ta trong lòng không tự tin để giơ tay biểu quyết tiếp sau đó, Liêu Đắc Ích ở trong lòng Hạ Tưởng. Ngoại trừ ấn tượng nham hiểm ra, còn có thêm một ấn tượng là kẻ hai mặt. Sau Liêu Đắc Ích, là bí thư thành ủy thành phố Lỗ Viên Húc Cường. Viên Húc Cường tuổi đã lớn, năm nay 59 tuổi, không có gì bất ngờ xảy ra thì có lẽ ở 6 tháng cuối năm sẽ lui xuống. Tối hôm qua sau khi Chu Hồng Cơ say mềm, Viên Húc Cường mặc kệ đầu tóc đã bạc trắng lập tức tiến lên đỡ lấy Chu Hồng Cơ, còn tự mình rót chén trà đậm cho Chu Hồng Cơ. Ý tha thiết khiến người ta hiểu được ngoài hành động ra còn có rất nhiều nội dung không cần nói rõ. Vì tính tiếp tục duy trì công tác, cách nhìn của tôi là, vẫn là đồng chí Trần Thu Đống thích hợp hơn. Viên Húc Cường khi nói chuyện, bộ dáng hơi rung đùi đắc ý, y bất chợt dừng lại, lại bồi thêm một câu khác. Tuy nhiên, đồng chí Lỗ Thành Lương cũng rất có năng lực, ý kiến của tôi là, anh ta cũng không tồi. Coi như chưa nói, Viên Húc Cường rốt cuộc là muốn lui xuống. Hai đầu cũng không đắc tội. Hạ Tưởng nhìn ra gì đó, bên trong ủy viên thường vụ tỉnh Tề, kẻ hai mặt rất nhiều, hoặc là nói, lực lượng trung lập chiếm đa số, muốn tranh thủ sự ủng hộ của lực lượng trung lập, thì phải có một số trắc trở. Trưởng ban thư ký tỉnh ủy Hạ Lực tỏ thái độ y như trong dự đoán, lập trường y ủng hộ Lỗ Thành Lương cũng phù hợp phỏng đoán của Hạ Tưởng. Đồng chí Lỗ Thành Lương trẻ hơn, có sức sống hơn. Tôi tán thành đồng chí Lỗ Thành Lương. Theo sau, trưởng ban tuyên giáo Tẩy Hoa Văn là kiên định thái độ ủng hộ Trần Thu Đống. Sau Tẩy Hoa Văn, chính là Lý Đình Sơn. Lý Đình Sơn dường như chờ đã lâu, ông vừa có được quyền phát ngôn, liền thao thao bất tuyệt nói. Đồng chí Lỗ Thành Lương tuổi trẻ, ưu tú, nguyên tắc mạnh mẽ, anh ta đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước càng là thích hợp hơn. Tôi hy vọng các đồng chí căn cứ nguyên tắc nhìn vào thực tế. Công chính mà đối đãi vấn đề, chọn đúng người mà không phải dùng người không khách quan. Lấy việc duy trì công tác để quyết định việc bổ nhiệm phó chủ nhiệm ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước, lý do rất khinh suất. Không nói đến ai khác, chỉ nói bản nhân tôi, trước khi chưa đảm nhiệm bí thư thành ủy Thủy Hằng, cũng không có trải qua đảm nhiệm qua bất cứ chức vụ nào ở Thủy Hằng, chẳng lẽ nói chỉ ngay tại chỗ có đề bạt bí thư thành ủy mới phù hợp nguyên tắc duy trì công tác. Tính duy trì là do Tôn Tập Dân đề xuất trước đó, theo sau Hạ Tưởng không nặng không nhẹ tiến hành phản bác, rồi tới miệng Lý Đình Sơn, lại bị đặt trước bàn hung hăng mà đánh một trận, sắc mặt Tôn Tập Dân rõ ràng âm u hơn. Dừng lại, dừng lại. Chu Hồng Cơ giơ tay làm một tư thế tạm dừng. Đồng chí Đình Sơn không cần kích động, theo việc mà nói, không cần xé ra xa. Không có cùng cách nhìn là bình thường, nhưng ông không thể chỉ trích cách nói của người khác. Tôi không phải chỉ trích, là đang thuật lại một sự thật, bởi vì có vài đồng chí tránh nặng tìm nhẹ. Không đề cập tới vấn đề nghiêm trọng của bản thân Trần Thu Đống, còn muốn đề bạt anh ta, không có đạo lý như vậy. Lý Đình Sơn một bước cũng không nhường. Chu Hồng Cơ khinh miệt cười cười. Mời Phó Chủ tịch tỉnh Lý suy nghĩ kỹ trước khi nói, không cần công kích nhân thân. Hiện tại là thảo luận đề tài bổ nhiệm nhân sự, không phải thảo luận vấn đề khác của đồng chí Trần Thu Đống. Phải đó, Phó Chủ tịch tỉnh Lý không nên nhầm lẫn. Đồng chí Trần Thu Đống có vấn đề hay không, chủ nhiệm Chu bên ủy ban kỷ luật có quyền lên tiếng hơn ông lo cái gì chứ? Ăn nói lung tung nói xấu cán bộ đảng viên là không được. Hà Giang Hải âm trầm kỳ lạ vì Chu Hồng Cơ trợ uy. Chu Hồng Cơ ha hả cười. Bí thư Hà không cần hành động theo cảm tính, tôi và Phó Chủ tịch tỉnh Lý đang thảo luận vấn đề,
không phải biện luận. Tôi cũng hoan nghênh Phó Chủ tịch tỉnh Lý sau cuộc họp đến Ủy ban kỷ luật chỉ đạo công tác, cũng nguyện ý nghe cao kiến của Phó Chủ tịch tỉnh Lý, làm thế nào để khai triển công tác Ủy ban kỷ luật tốt hơn. Nếu nói Hà Giang Hải là châm chọc khiêu khích, thì lời Chu Hồng Cơ chính là thủ đoạn mềm dẻo giết người, là đùa cợt trên cao nhìn xuống. Lý Đình Sơn rốt cục thất thố trong mười mấy năm hạ tưởng quen biết Lý Đình Sơn, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Đình Sơn giận không thể át ông ta đập bàn đứng dậy. Lửa giận trong lòng Lý Đình Sơn bốc lên ngùn ngụt, có lẽ trong mắt người khác, đó là hành động không lý trí, là cách làm không sáng suốt, thậm chí ngay cả hạ tưởng nhất thời cũng có ý nghĩ là Lý Đình Sơn không nên làm như vậy. Nhưng sau đó Lý Đình Sơn nói ra chân tướng sự việc, hạ tưởng cũng không thể kiềm chế mà phẫn nộ. Thậm chí lửa giận của hắn so với Lý Đình Sơn còn lớn hơn. Ngay trước mặt Khâu Nhân Lễ và Tôn Tập Dân, Lý Đình Sơn một ủy viên thường vụ, phó chủ tịch tỉnh hàng đầu, lại đập bàn, hơn nữa còn không kìm nổi giận dữ đứng phát dậy, toàn thân run bắn, giọng nói cũng phát run mà nói ra trước mặt mọi người một sự thật gây chấn động lòng người. Trần Thu Đống trong thời gian đảm nhiệm chức vụ tránh văn phòng Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, đã nhận số tiền hối lộ mấy triệu nhân dân tệ của mấy chủ tịch doanh nghiệp nhà nước tỉnh Tề. Hơn nữa cuộc sống cá nhân của Trần Thu Đống rất sa đọa, y có quan hệ bất chính với một nhân viên massage nữ trong thời gian dài. Điều khiến người ta phẫn nộ nhất chính là đồng chí Trần Thu Đống còn có một sở thích đặc biệt thích con gái vị thành niên. Chính vào một tuần trước, ngay trong thời gian ban tổ chức cán bộ sát hạch Trần Thu Đống, y đã có quan hệ nam nữ bất chính với một nữ sinh trung học còn chưa đủ tuổi vị thành niên trong khách sạn mà y đã ở trong một thời gian dài. Y thân là cán bộ cấp cao của đảng, biết rõ chơi gái vị thành niên là phạm pháp mà vẫn cứ làm, lấy giá trị một chiếc điện thoại iPhone để quan hệ với một nữ sinh trung học. Hơn nữa lại là một cô bé còn ít tuổi hơn cả con gái y, là chuyện mà là con người không ai nỡ làm. Khâu Nhân Lễ nheo mắt, vẻ mặt kinh hoàng. Tôn Tập Dân vô cùng phẫn nộ. Không biết là do chân tướng sự việc mà phẫn nộ hay là phẫn nộ vì Lý Đình Sơn không thức thời, dù sao gương mặt y cũng biến sắc hoàn toàn. Hai tay Hạ Tưởng rút từ trên bàn xuống ôm lấy đôi vai. Những người quen thân với hắn đều biết rằng Phó Bí Thư Hạ đã nổi giận, hơn nữa cơn giận cũng không nhỏ. Hai tay Chu Hồng Cơ xếp chéo lên nhau trên bàn, ánh mắt đảo đi đảo lại không ngừng, trong ánh mắt cũng mơ hồ biểu lộ cơn giận không thể nào kiềm chế. Hà Giang Hải thậm chí còn siết chặt nắm tay. Xem ra chỉ muốn lao lên đấm một quả vào mặt Lý Đình Sơn. Mà nụ cười mãi mãi không tắt của Liêu Đắc Ích cuối cùng cũng đông cứng lại, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tức giận. Ngay lúc Lý Đình Sơn vừa mới bắt đầu mở miệng nói ra hành vi dơ bẩn của Trần Thu Đống, trong lòng Hạ Tưởng có một tiếng thở dài thườn thượt bất đắc dĩ. Phó Chủ tịch tỉnh Lý đã đắc tội với người ta rồi, không phải một người, mà là một đám người, là tất cả những người ủng hộ Trần Thu Đống. Thậm chí còn gồm cả trưởng ban tổ chức cán bộ Liêu Đắc Ích. Bởi vì lời nói của ông ta còn mang một tầng nghĩa khác, đó chính là ban tổ chức cán bộ không biết nhìn người. Sự việc của Trần Thu Đống hoàn toàn có thể giải quyết ở hậu trường, càng không cần thiết phải lôi ra trước mặt tất cả mọi người. Đặc biệt là làm mất mặt y trước mặt đông người, lại chính ở hội nghị thường vụ. Người mất mặt là Trần Thu Đống, nhưng đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Người đề bạt đưa Trần Thu Đống lên nhậm chức. Và tất cả các ủy viên thường vụ ủng hộ việc được Trần Thu Đống đề bạt cũng đều bị Lý Đình Sơn giễu cợt trước mặt mọi người. Lý Đình Sơn quá xúc động mà phẫn nộ, quá nông nổi. Nhưng nghe đến cuối cùng, Hạ Tưởng cũng không thể nào kiềm chế nổi cơn giận dữ. Không thể phủ nhận, đã trải qua nhiều chuyện, đã chìm nổi lâu trong chốn quan trường, đã thấy nhiều chuyện xấu xa, bẩn thỉu trong quan trường, mức độ dung thứ của Hạ Tử Âng cũng cao hơn rất nhiều so với trước kia. Đối với những cán bộ có quan hệ bồ bịch bất chính thì hắn cũng chỉ nhắm mắt cho qua, dù sao có lúc cũng không thể hoàn toàn trách cán bộ, con gái thời nay có quá nhiều người không có lòng tự trọng. Nhưng vấn đề tác phong sống phải có một điểm dừng, chơi gái vị thành niên là một điều bẩn thỉu mà Hạ Tưởng không thể nào chấp nhận được. Y thực sự là thứ cặn bã trong đám cán bộ rác rưởi. Lý Đình Sơn càng nói càng dõng dạc, gần như thoát khỏi sự phẫn nộ. Nhưng y còn chưa nói hết đã bị Chu Hồng Cơ ngắt lời một cách thẳng thừng. Phó Chủ tịch tỉnh Lý, vấn đề thẩm tra tác phong sống của cán bộ đảng viên là trách nhiệm của Ủy ban kỷ luật. Ông thân là Phó Chủ tịch tỉnh, trước tiên chưa nói những lời ông nói là thật hay là bịa đặt, cũng không truy cứu nguồn gốc thông tin của ông có đúng hay không. Tôi chỉ cần nói với ông một sự thật, trước khi Ủy ban kỷ luật vẫn chưa đưa ra kết luận,
sự chỉ trích nhằm vào bất cứ cán bộ nào cũng đều không phải là kết luận cuối cùng. Chu Hồng Cơ thật không đơn giản, Hạ Tường cũng phải công nhận sự bình tĩnh và mạch lạc của Chu Hồng Cơ. Y đã phản bác một cách chính xác vào đúng những chỗ hiểm của Lý Đinh Sơn, hơn nữa lại gần như hoàn toàn kín kẽ. Đương nhiên, theo hiểu biết của Hạ Tường về Lý Đinh Sơn, hắn tin những lời Đinh Sơn nói từng câu từng chữ đều là thật. Nhưng vấn đề là hắn tin cũng chẳng có tác dụng gì, cho dù Khâu Nhân Lễ cũng hoàn toàn tin tưởng như vậy cũng chẳng ích gì. Bởi vì muốn chỉ ra sai sót của một cán bộ đảng viên, đặc biệt là người đảm nhiệm chức vụ then chốt trong một đơn vị quan trọng như Trần Thu Đống, tuy rằng cấp bậc không cao lắm, nhưng vị trí rất quan trọng, chắc chắn phải có chứng cứ rõ ràng mới được. Nói cách khác, cho dù tất cả những người đang có mặt ai ai cũng biết hành vi nhơ nhuốc của Trần Thu Đống, cũng vẫn phải theo con đường thông thường. Việc này phải do ủy ban kỷ luật khẳng định hoặc bắt ngay tại trận mới được, nếu không lời chỉ trích của Lý Đinh Sơn chỉ là vô căn cứ. Chu Hồng Cơ vừa nói xong, Hà Giang Hải lại lập tức theo vào. Phó Chủ tịch tỉnh Lý mới đến tỉnh Tề nửa tháng đã thay ủy ban kỷ luật phá vụ án lớn. Bí thư Chu, ông phải cảm ơn Phó Chủ tịch tỉnh Lý mới đúng. Sau này phải xin Phó Chủ tịch tỉnh Lý chỉ dạy làm thế nào để làm tốt công việc của ủy ban kỷ luật. Lại là Hà Giang Hải và Chu Hồng Cơ kẻ sướng người họa, giễu cợt và đả kích một cách vô tình đối với Lý Đinh Sơn. Đủ rồi. Hạ Tường cuối cùng cũng nổi giận, giơ tay ném tập tài liệu trong tay lên bàn, cố ý giơ cao lên vài phần nên thanh âm vô cùng vang vọng. Sau khi cân nhắc kỹ càng, tôi cho rằng việc bổ nhiệm nhân sự liên quan đến Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước cần phải nghiên cứu về các ứng viên lại một lần nữa. Đã yêu cầu dừng. Không ít người trợn tròn mắt, Phó Bí Thư Hạ quả thực là đã tung ra vũ khí sát thương lớn, trực tiếp yêu cầu dừng hội nghị thường vụ. Chu Hồng Cơ lập tức ném cho Hạ Tường một ánh mắt đầy cảnh giác pha lẫn không cam lòng. Còn Hà Giang Hải thì hai mắt rực cháy, dường như muốn dùng ánh mắt để đe dọa Hạ Tường. Phó Bí Thư Hạ có ý gì? Có ý gì? Hạ Tường lạnh lùng đáp lại. Tai Bí Thư Hạ không tốt lắm thì phải. Tôi nói hội nghị bổ nhiệm nhân sự hôm nay tạm dừng ở đây. Có ý kiến gì, có thể trực tiếp phản ánh với Bí Thư Khâu và Chủ tịch tỉnh Tôn. Dù sao trước khi tôi vẫn chưa làm rõ vấn đề của Trần Thu Đống, tôi không thể phê duyệt kế hoạch của Ban Tổ chức Cán bộ. Ban Tổ chức Cán bộ định ra kế hoạch nhân sự, đều phải được sự phê duyệt của Phó Bí Thư thì mới có hiệu lực, nếu không sẽ không phù hợp với trình tự quy định. Việc Hạ Tường vô cùng ngang ngược mà còn trực tiếp yêu cầu dừng hội nghị thường vụ thì không nói. Hắn còn làm cho Lưu Đắc Ích mất mặt ngay tại hội nghị, lại nói một cách rất rõ ràng với mọi người, vấn đề nhân sự là thuộc quyền lực của hắn. Hắn sẽ giữ chặt trong tay không bao giờ lơi lỏng. Hà Giang Hải bị Hạ Tường không chút nể mặt mà phản bác lại một câu, gương mặt lập tức biến sắc. Phó Bí Thư Hạ, nói chuyện lễ độ một chút. Kết cấu cán bộ hội nghị thường vụ tỉnh Tề rất đặc biệt, trừ Hà Giang Hải là người tỉnh Tề, Viên Húc Cường cũng là người tỉnh Tề, còn cả trưởng ban tổ chức cán bộ Lưu Đắc Ích, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Hạ Lực, trưởng ban tuyên giáo Tẩy Hoa Văn, đều là người tỉnh Tề chính gốc. Thậm chí Phó Bí Thư tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh mới điều đi cũng là người tỉnh Tề, là người tỉnh Tề chính cống quản lý tỉnh Tề. Có lẽ Trung ương cũng ý thức được vấn đề trong đó, mới hạ quyết tâm làm đảo lộn bố cục tỉnh Tề mà trước khi Khâu Nhân Lễ đến tỉnh Tề, Bí Thư tỉnh ủy cũng là do người tỉnh Tề đảm nhiệm. Nhưng ngay cả hiện nay người tỉnh Tề vẫn chiếm một tỷ lệ rất lớn trong hội nghị thường vụ, càng cường điệu hơn nữa chính là, mấy vị ủy viên thường vụ khu vực toàn bộ bán đảo phía đông tỉnh Tề. Bởi vì thế lực của rất khổng lồ, hơn nữa nghe nói vô cùng đoàn kết, mọi người gọi là bang bán đảo. Theo lý mà nói trong một tỉnh không cho phép xuất hiện tình trạng tỷ lệ cán bộ là người trong tỉnh chiếm quá nhiều, nhưng cũng không biết tại sao, tỉnh Tề lại vẫn tồn tại đặc thù như vậy. Từ mười mấy năm trước, Trung ương đã không còn bổ nhiệm một người lĩnh Nam đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy lĩnh Nam, cũng là lo lắng địa phương mạnh lên khó lòng quản lý. Nhưng tỉnh Tề nơi phát triển kinh tế mạnh mẽ đứng thứ ba lại trở thành trường hợp đặc biệt duy nhất. Trên thực tế nếu không có sự xuất hiện của đời sau là Hạ Tường, hội nghị thường vụ mới của tỉnh Tề, gần như hoàn toàn gồm người tỉnh Tề, còn nghiêm trọng hơn so với tình hình hiện nay. Rốt cuộc nguyên nhân nào khiến cho tình hình độc nhất vô nhị người Tề quản lý tỉnh Tề xuất hiện, chỉ sợ liên quan đến nội tình sâu xa. Hạ Tường tuy rằng đã sớm chú ý tới sự tồn tại của vấn đề này. Nhưng bây giờ không phải là lúc để đi sâu tìm hiểu chân tướng. Hắn cũng biết một điều, đó là trong bang bán đảo, trừ Hạ Lực được xem như ngoại tộc,
những người khác đều có liên hệ ngầm rất chặt chẽ. Cũng chỉ có Hà Giang Hải vô cùng chắc chắn, dám hỏi thẳng hắn nguyên do tại sao kêu dừng hội nghị. Hội nghị thường vụ mở đến bây giờ, Hạ Tưởng phần nào đoán được một chút tình hình. Khâu Nhân Lễ và Tôn Tập Dân cũng chưa thể lôi kéo đại bộ phận ủy viên thường vụ, một hai người đứng đầu cũng không thể tuyệt đối nắm chắc việc khống chế kiểm soát hội nghị thường vụ trong tay. Lực lượng trung gian dao động chiếm số đông, trong đó lực lượng lớn nhất không cần nghĩ cũng biết chính là bang bán đảo. Nhưng thủ lĩnh của bang bán đảo là ai, Hạ Tưởng không thể biết được. Hà Giang Hải tràn đầy khí thế mà trực tiếp yêu cầu Hạ Tưởng nói chuyện lễ độ một chút, chính là hành động rất không khách khí, Hạ Tưởng mỉm cười. Bí thư Hà, tôi nói chuyện vẫn rất lễ độ, chính ông đấy, nên để ý xem mình đã ngồi đúng chỗ chưa. Cười thì cười, nhưng dưới nụ cười ấy của Hạ Tưởng là giọng gay gắt và trang nghiêm. Hà Giang Hải xếp thứ 6, tuy rằng cấp bậc giống nhau, nhưng so với địa vị nhân vật quyền lực số 3 của Hạ Tưởng thì y vẫn còn kém một chút. Hạ Tưởng nếu muốn lập uy, phải hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, đương nhiên sẽ không bỏ qua thời cơ vô cùng thuận lợi trước mắt. Bởi vì ngay từ khi bắt đầu hội nghị, Khâu Nhân Lễ đã giao cho hắn quyền có thể yêu cầu dừng hội nghị thường vụ bất cứ lúc nào. So với sự đa mưu túc trí của Khâu Nhân Lễ, so với thủ đoạn nói có sách mách có chứng và cáo giả của Hạ Tưởng, Hà Giang Hải thực sự vẫn còn thiếu một chút lão luyện. Mấu chốt là, quan to một bậc đè chết người, xếp trên một số trong thứ hạng cũng có thể ép người ta phải chết. Tôi yêu cầu dừng hội nghị thường vụ là biểu hiện của việc tôi có trách nhiệm, không cần phải ra hiệu trước với Bí Thư Hà, bây giờ càng không cần báo cáo một tiếng với Bí Thư Hà. Ánh mắt Hạ Tưởng nhìn thẳng vào Hà Giang Hải, hắn đâu có e ngại uy thế mà Hà Giang Hải cố ý biểu lộ ra. Còn nữa, tôi còn có thể nói một cách rõ ràng với Bí Thư Hà, căn cứ vào kinh nghiệm khi tôi làm chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh ở tỉnh Tương, tôi tình nguyện giúp Bí Thư Chu điều tra rõ chân tướng sự việc xem đồng chí Trần Thu Đống có phải còn tồn tại vấn đề tác phong sinh hoạt hay không. Hạ Tưởng một mũi tên trúng hai đích, vừa khiến Hà Giang Hải kinh sợ, lại đụng tới Chu Hồng Cơ, đồng thời còn tuyên bố trước mặt mọi người, mọi việc vẫn chưa kết thúc, hắn sẽ không bỏ qua cho Trần Thu Đống. Gương mặt Hà Giang Hải tái xanh, đang định đứng lên, lại bị Liêu Đắc Ích nhẹ nhàng giữ chặt. Chu Hồng Cơ há hốc miệng đang muốn nói vài câu gì đó. Sắc mặt Khâu Nhân Lễ lạnh băng, tung ra một câu lạnh lùng. Làm loạn cái gì, Đắc Ích, sau hội nghị đến văn phòng tôi một chuyến. Sau đó không hề để bất cứ kẻ nào có cơ hội nói, trực tiếp tuyên bố. Giải tán. Một cuộc hội nghị thường vụ tỉnh ủy tự dưng tan tành lại là cuộc hội nghị thường vụ nghị có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống chính trị của tỉnh Tề, đánh dấu bố cục chính trị tỉnh Tề kể từ đó sẽ bước vào thời đại tam cường. Mà Hạ Tưởng cũng không bị thắng lợi bước đầu làm choáng váng. Bởi vì trong lúc nói chuyện với Lý Đinh Sơn sau đó, hắn rất tỉnh táo mà nhận thức được. Con đường tỉnh Tề thực sự là một con đường gập ghềnh rất khó đi. Thành phố Lỗ được gọi là thành phố của suối. Đáng tiếc là đến bây giờ, cảnh cả trăm dòng suối cùng tuôn chảy ngày xưa đã không còn, rất nhiều con suối đều đã khô cạn. Hồ Đại Minh nổi tiếng khắp thế giới nằm chếch về hướng đông bắc trung tâm thành phố Lỗ, là một hồ nước thiên nhiên. Ven Hồ Đại Minh thành phố Lỗ không có sen hạ vũ như trong truyền thuyết, chỉ có những người du khách đi lại rất nhộn nhịp. Thành phố Lỗ giữa tháng 4, nhiệt độ không khí tăng trở lại, đúng vào lúc thời tiết thuận lời xuân về hoa ở, so với khí hậu hanh khô của thành phố Yến, bởi vì cách bờ biển rất gần, trong không khí có chút ẩm thấp. Công bằng mà nói, mùa xuân ở thành phố Lỗ khiến con người thấy khá là thoải mái. Trong đám người nhộn nhịp, hai người khách du lịch một già một trẻ không hề làm người ta chú ý. Người già đã hơn 50 tuổi, vẫn còn rất khỏe mạnh, dáng người đĩnh đạc nhưng mặt cau mày có. Người thanh niên còn khá trẻ, mặc một bộ đồ đơn giản, không béo không gầy, bước từng bước rất kiên định. So với vẻ mặt nghiêm trọng của ông già, vẻ mặt của hắn thoải mái hơn rất nhiều, dường như thật sự rất bình yên, coi như là một lần nghỉ ngơi và du lịch. Đi đến chỗ có chiếc ghế gỗ, Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn ngồi xuống, đi cả một đoạn đường, quả thực cũng hơi mệt. Phong cảnh của Hồ Đại Minh cũng coi là khá đẹp, nhưng giống với tất cả các danh thắng nổi tiếng khác, người nhiều vô kể. Khiến cho người ta mất đi cảm xúc thưởng ngoạn cảnh đẹp. Cũng may bây giờ là lúc chiều tà, du khách ít dần, xung quanh bắt đầu yên tĩnh hơn nhiều. Phòng ba tại hội nghị thường vụ đã qua đi hơn nửa ngày, bên trong tỉnh ủy lại trở lại yên ả. Cho dù tại hội nghị có tranh cãi quyết liệt đến thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không có một chút tin tức nào lọt ra ngoài.
Quy tắc trốn quan trường chính là đóng cửa cãi nhau, khi ra ngoài lên hình, lên TV và báo chí thì luôn luôn là thiên hạ thái bình, sắc màu rực rỡ. Lý Ninh Sơn cho đến bây giờ vẫn còn tức giận không thể nào bình tĩnh nổi, nhắc đến cách đối nhân xử thế của Trần Thu Đống là gần như nghiến răng nghiến lợi. Phó Chủ tịch tỉnh Lý là nghe ai nói về chuyện của Trần Thu Đống? Hạ Tưởng và Lý Ninh Sơn đi khoảng nửa giờ rồi nhưng vẫn không nói gì. Hắn muốn để Lý Ninh Sơn bớt phẫn nộ và căng thẳng đi một chút. Chỉ có lúc bình tĩnh ôn hòa mới có thể xem xét vấn đề với cái đầu lạnh của lý trí, vì thế đến tận bây giờ Hạ Tưởng mới hỏi việc của Trần Thu Đống. Mặc dù tôi chỉ đến sớm hơn cậu nửa tháng, nhưng trong thời gian nửa tháng đã xảy ra rất nhiều việc. Lý Ninh Sơn vòng tay ra sau vỗ lưng mấy cái. Hơn nữa trước khi tới tỉnh Tề, lúc tôi còn ở Bộ Thương mại, đã phát hiện ra rất nhiều việc cần xử lý. Lý Ninh Sơn là ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh, lĩnh vực quản lý cũng không ít, trong đó bao gồm cả cục muối vụ. Lúc mới đến tỉnh Tề, phó cục trưởng cục muối vụ Lỗ Thành Lương đã chủ động tìm ông ta báo cáo công việc, tỏ ý tích cực, chủ động tiến gần. Lẽ ra dựa theo cấp bậc, phó cục trưởng cục muối vụ không đủ tư cách trực tiếp báo cáo công tác với ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh. Nhưng Lỗ Thành Lương thì khác, y quen Lý Ninh Sơn. Lỗ Thành Lương cũng là người sinh ra và lớn lên ở tỉnh Tề. Trong thời gian Lý Ninh Sơn đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Thương mại, Lỗ Thành Lương cũng thường xuyên đến Bộ Thương mại giải quyết việc công, thường xuyên qua lại liền quen với Lý Ninh Sơn. Lỗ Thành Lương đối nhân xử thế ngay thẳng phóng khoáng, tính cách chính trực, rất hợp tính của Lý Ninh Sơn. Hai người mặc dù có sự khác biệt rất lớn về cấp bậc nhưng bởi vì có tiếng nói chung, cũng dần dần thành bằng hữu. Tuổi 45 của Lỗ Thành Lương cũng không còn trẻ nữa, cũng coi như kẻ lõi đời trong quan trường. Nhưng nhiều năm làm quan cũng không làm thay đổi tính cách ngay thẳng của y, trái lại, trốn quan trường không khiến y gần mực thì đen, mà lại khiến y càng ngày càng căm ghét điều xấu kẻ ác. Cũng chính vì một mặt không hợp với mọi người trong tính cách của Lỗ Thành Lương mới khiến Lý Ninh Sơn có lòng yêu người tài, quyết định đề bạt y làm phó chánh văn phòng ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước. Đề bạt Lỗ Thành Lương làm phó chánh văn phòng ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước, không phải là vì nâng cao cấp bậc mà là để thẩm tra một số sự việc bất hợp pháp của cục muối vụ mà Lỗ Thành Lương đã phản ánh đang làm Lý Ninh Sơn đau đầu. Cục muối vụ là cơ quan do ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước quản lý trực tiếp. Nếu Lỗ Thành Lương đảm nhiệm thuận lợi chức phó chánh văn phòng thì có thể từ trên xuống dưới trực tiếp nhúng tay vào tấm màn đen ghê người của cục muối vụ. Từ lúc Lý Ninh Sơn còn là Thứ trưởng Bộ Thương mại đã để ý đến hiện tượng kỳ lạ này rồi. Tỉnh Yên cũng là tỉnh thế mạnh về sản xuất muối lớn, muối ăn do các thành phố cấp 3 bán ra đều không phải là do tỉnh Yên sản xuất, mà là muối của tỉnh Tề hoặc tỉnh An. Ban đầu Lý Ninh Sơn cũng chưa ý thức được nội tình khổng lồ ẩn giấu trong đó. Đừng nhìn ông ta là Thứ trưởng Bộ Thương mại bình thường không để ý gì đến những thứ mắm muối tương cà. Mà muối ăn là ngành do nhà nước kiểm soát. Vừa không thể buôn lậu, lại không thể làm giả. Hơn nữa một túi muối cũng chỉ một nhân dân tệ, có thể có bao nhiêu lợi nhuận. Ai sẽ tính toán chi ly với một nhân dân tệ chứ? Nhưng sau đó Lý Ninh Sơn lại phát hiện ra ông ta đã sai. Bởi vì muối ăn tuy rằng không trực tiếp tăng giá, nhưng lại từ một nhân dân tệ mua được 500 gram muối thành 400 gram, tức là giá tăng trá hình lên tới 1.25 nhân dân tệ mới mua được 500 gram. Sau đó ở Bộ Thương mại biết được số lượng phân phối muối ăn của tỉnh Yên, Lý Ninh Sơn mới chợt hiểu ra. Lợi dụng nhân dân không để ý một hai hào, mỗi năm trong kế hoạch quốc gia phân phối cho tỉnh Yên 400.000 tấn muối ăn, nhưng số lượng bán ra trên thực tế lại lớn hơn rất nhiều so với trong kế hoạch. Cụ thể là bao nhiêu thì là cơ mật của ngành sản xuất, cục muối vụ không thể tiết lộ, bởi vì lợi ích cách xù, theo tính toán bước đầu, nửa cân muối tăng lên 1 đến 2 hào. Tương đương với việc mỗi năm vơ vét của người nhân dân từ 80 triệu trở lên. Nhưng mà đây mới chỉ là một góc của núi băng. Từ trước đến nay sự kiểm soát về muối ăn của nhà nước luôn rất nghiêm ngặt, dường như chưa bao giờ xuất hiện hiện tượng buôn lậu muối. Mà cơ quan kiểm soát việc buôn lậu muối chính là cục muối vụ. Có lẽ trong mắt nhiều người, cục thuế vụ, cục công thương và các cục khác mới là nơi béo bở, thực ra không phải vậy. Nơi dễ kiếm chắc nhất mà lại không sợ bị mang tiếng chính là cục muối vụ. Dân dĩ thực phi tiên, còn muối thì là điều kiện đầu tiên của món ăn. Cục muối vụ nắm trong tay miếng ăn của người dân, thật đúng là ngồi không mà thu tiền, đóng dấu thu phí mà lợi nhuận nhiều đến mức đủ để người ta khó có thể tin nổi.
cứ theo một túi muối 400 gram giá 1 nhân dân tệ mà tính thì giá mỗi tấn muối sẽ là khoảng 2.500 nhân dân tệ. Thế nhưng giá xuất xưởng của loại muối ở tầng thấp nhất ở ruộng đồng, nhà nước đã quy định rõ ràng không quá 1.000 nhân dân tệ một tấn. Hãy chú ý, nhà nước đồng thời cũng quy định qua cục muối vụ nói một cách chính xác là muối của các công ty ngành muối, là tất cả các doanh nghiệp quốc doanh trực thuộc cục muối vụ sau khi đóng gói, giá bán lẻ không quá 1.020 nhân dân tệ một tấn. Hàng đóng gói của công ty muối vụ có hàm lượng kỹ thuật là bao nhiêu? Lại có phí tổn là bao nhiêu? Mở một túi to 50kg ra, phân thành các túi nhỏ 400g, đồng thời mỗi tấn phải thêm khoảng 20 nhân dân tệ iốt, phí tổn một tấn muối sau khi phân thành các túi nhỏ là 300 nhân dân tệ. Nói cách khác, mỗi tấn muối ăn sau khi qua tay các công ty ngành muối phí tổn tăng không đến 350 nhân dân tệ. Lấy giá xuất xưởng 500 tệ tính riêng thêm tiền phí trung gian 350 nhân dân tệ, công ty ngành muối nếu theo giá quốc gia quy định là 1.020 nhân dân tệ một tấn để tính toán thì lợi nhuận mỗi tấn khoảng 170 nhân dân tệ. Nếu hạch toán số muối dùng là 400.000 tấn trong kế hoạch của tỉnh Yên thì lợi nhuận mỗi năm của công ty muối là trên 30 triệu tệ. Nhìn thì có vẻ lợi nhuận thu được không phải là nhiều, nhưng phải hiểu rõ một điều, công ty muối không có một chút mạo hiểm nào cả. Bởi vì nó là kinh doanh độc quyền, hoặc nói một cách chính xác hơn đó là bởi vì buôn lậu hai chiều, không cần bỏ chút vốn nào. Nhưng có một sự thật tàn khốc, đó là công ty muối thu mua với giá duy nhất bởi vì tất cả muối phải thông qua con dấu của cục muối vụ mới không bị coi là muối buôn lậu. Sau đó lúc qua tay rồi bán vào thị trường thì lại không áp dụng giá cả nhà nước quy định mà là tăng giá vọt lên, mỗi tấn lên đến trên 2.500 nhân dân tệ, thậm chí còn cao hơn. Như thế lợi nhuận của công ty muối liền từ khoảng 170 nhân dân tệ một tấn lên thành mỗi tấn 1.650 nhân dân tệ, vậy thì lợi nhuận hàng năm cũng tăng từ 30 triệu lên 660 triệu. Tất cả những ngành sản xuất mang lại lợi nhuận cách xù trên thế giới so với độc quyền doanh muối ăn chỉ có thể nhìn mà thèm, thúc ngựa đuổi theo cũng không kịp. Nếu chỉ có những sự thật ở trên thì vẫn chưa đủ để Lý Đinh Sơn căm giận và không thể kìm nén, dù sao cũng là chính sách của nhà nước, ai cũng không làm gì được. Nhưng sau khi Lý Đinh Sơn nghiên cứu những số liệu liên quan lại phát hiện một sự thật càng khiến người ta phẫn nộ, kế hoạch phân phối hàng năm của tỉnh Yên là khoảng 400.000 tấn, nó là một thành phố lớn có ưu thế về sản xuất muối, ruộng muối vùng duyên hải bột hải hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu dùng muối của tỉnh. Nhưng mỗi năm tỉnh Yên đều điều động khoảng trên 200.000 tấn muối ăn từ tỉnh Tề và tỉnh An. Kết quả dẫn đến ruộng muối của tỉnh Yên bị bỏ hoang. Những bảo đảm cơ bản về cuộc sống của người dân làm muối cũng không có, nợ nần chồng chất, máy móc để đó không sử dụng, rỉ sét loang lổ. Điều càng làm người ta phẫn nộ hơn đó là không phải chất lượng muối của tỉnh Yên không đạt mà là bên trong có uẩn khúc. Tỉnh Yên là một tỉnh lớn nổi tiếng thế mạnh về sản xuất muối, là khu vực sản xuất muối lớn thứ hai trên cả nước. Thế nhưng hơn một nửa số muối ăn trên thị trường tỉnh Yên là từ tỉnh Tề và tỉnh An. Mặc dù cũng thông qua công ty tỉnh Yên đóng gói, cũng có thể tính là muối ăn theo con đường chính thức, nhưng khi chưa hoàn thành kế hoạch phân phối trong tỉnh nên phải điều muối từ tỉnh ngoài vào, kỳ thực cũng chẳng khác gì buôn lậu muối. Chẳng qua là bề ngoài hợp pháp nhưng bên trong thì không phải mà thôi. Tại sao lại thà để ruộng muối của tỉnh Yên bỏ hoang chứ không chịu chăm sóc ruộng muối tỉnh mình, nhất định phải điều phối từ tỉnh ngoài vào? Tỉnh Tề thì còn dễ hiểu, cũng là muối biển, nhưng muối của tỉnh An hầu hết đều là muối hầm và muối quặng, chưa chắc đã phù hợp với khẩu vị của người tỉnh Yên. Sau khi phát hiện ra vấn đề, Lý Đinh Sơn liền đặc biệt tiến hành điều tra sâu hơn, đi tìm hiểu thực tế các siêu thị lớn của tỉnh Yên. Ông ta phát hiện sự thật quả không sai, những túi muối ăn mà siêu thị bán ra gần như không có túi nào sản xuất ở tỉnh Yên, gần như tất cả đều từ tỉnh Tề và tỉnh An. Lý Đinh Sơn thậm chí còn đi xem nơi sản xuất muối của tỉnh Tề. Một sự thật làm người ta nhìn thấy mà đau lòng đó là rất nhiều vùng ruộng lớn hoang vu, rất nhiều công nhân muối thất nghiệp, ngay cả tiền sinh hoạt phí mấy trăm tệ một tháng cũng không có. Mà cảnh tượng tươi đẹp đối nghịch hoàn toàn với nó là cục muối vụ tỉnh Yên mỗi năm kiếm được lợi nhuận hơn 600 triệu vẫn thấy chưa đủ, bao gồm cả những công ty muối trực thuộc. Không chỉ những cán bộ trung tầng trở lên lương mỗi năm mấy trăm nghìn, thậm chí đến cả triệu cũng có, phúc lợi tốt, chỉ còn thiếu nước mỗi người có một tòa biệt thự. Ngay vào lúc Lý Đinh Sơn biết được nội tình ngành muối nhưng lại khổ nỗi không có thực quyền, trong lúc vừa không thể can thiệp vào việc của tỉnh Yên vừa không thể gặng hỏi việc của tỉnh Tề và tỉnh An thì một quyết định điều động đã điều y đến tỉnh Tề nhậm chức.
Vừa may phó chủ tịch tỉnh phụ trách liên hệ với hệ thống của cục muối vụ, cũng vừa đúng lúc phó cục trưởng cục muối vụ Lỗ Thành Lương đến làm thân, Lý Đinh Sơn đã nhắc đến chuyện này ngay trong lúc nói chuyện với Lỗ Thành Lương. Lỗ Thành Lương liền nói cho y biết thêm càng nhiều sự thật nơi hậu trường. Càng biết nội tình thì Lý Đinh Sơn càng nhìn thấy mà đau lòng, càng phẫn nộ khó lòng chịu đựng, quyết định vén bức màn đen tối đằng sau ngành muối. Mặc dù ông ta cũng biết ngành muối là độc quyền quốc gia, phía sau bức màn chắc chắn có sự hậu thuẫn rất lớn. Ông ta không động nổi đến gốc rễ, ít nhất cũng có thể đòi lại công bằng cho nhân dân trong phạm vi khả năng cho phép của mình. Không chỉ là vì nhân dân tỉnh Yến mà cũng là vì nhân dân tỉnh Tề. Nghe xong lời của Lý Đinh Sơn, Hạ Tưởng một lúc lâu không nói gì, sự kinh ngạc trong lòng khó mà diễn tả thành lời. Bởi vì hắn biết độc quyền ngành muối là gốc rễ của thế lực nào, không thể động đến. Thế động đến sẽ bị đánh trở lại rất dữ dội, mất chức là còn nhẹ, nói không chừng còn có thể có người trả thù. Hoàng hôn buông xuống, trời đã dần tối. Sắc xuân đã rất sâu, ven hồ Đại Minh lúc hoàng hôn mặc dù vẫn như không có sen vũ hà nhưng lại có cảnh đêm trăng sáng. Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn cùng ngồi im không nói, được khoảng vài phút Hạ Tưởng mới thở dài một tiếng rồi đứng dậy. Phó Chủ tịch Lý, hiện nay ông đã điều tra ra chân tướng việc tỉnh Yến điều phối muối ăn tỉnh Tề, biết rõ rằng sẽ phải đối mặt với lực cản lớn thế nào. Cảnh tượng khi nãy tại hội nghị thường vụ cũng đã nói rõ một số vấn đề, thế lực bản địa của tỉnh Tề quá khổng lồ, bí thư Khâu cũng không tác động nổi. Không thử thì tôi không cam lòng. Lý Đinh Sơn siết chặt nắm tay, đấm một cái lên cái cây bên cạnh, mái tóc hoa dâm bay bay trong gió, rất có ý vị bi tráng. Chẳng mấy chốc đã quen Lý Đinh Sơn được mười mấy năm, từ lúc trung niên 40 tuổi, đến bây giờ thành cuối trung niên hơn 50 tuổi, Lý Đinh Sơn đã già đi rất nhiều, cũng thay đổi rất nhiều. Duy có một điều không thay đổi đó là niềm tin và sự theo đuổi của ông ta. Nếu nói là khí phách thư sinh cũng được mà nói là vì dân chờ lệnh cũng chẳng sao. Dù sao thì biểu hiện cụ thể nhất của ông ta hiện nay chính là sự cố chấp và không bao giờ quay đầu lại. Nói thật, Hạ Tưởng sau khi biết nội tình về ngành sản xuất muối ăn, cũng thấy vô cùng phẫn nộ, bởi vì muối ăn liên quan mật thiết đến sức khỏe của vô số người dân. Theo đuổi lợi nhuận thì không có gì đáng trách, nhưng chỉ vì kiếm tiền mà không quan tâm đến sự an toàn tính mạng của người dân thì chính là hành động vô liêm sỉ làm người ta vô cùng căm phẫn. Vấn đề an toàn thực phẩm trong nước đã đến mức độ nếu không chỉnh đốn một cách mạnh mẽ thì không thể nào ăn cơm ở bên ngoài được nữa. Thế nhưng, ai có thể ngờ, ảnh hưởng đến sức khỏe con người không chỉ có dầu ăn không đảm bảo chất lượng, su đăng hồng, chất siêu nạc, chất phụ gia và gạo có độc, còn có cả muối ăn. Hạ Tưởng biết rằng hắn không khuyên được Lý Đinh Sơn, chính hắn cũng muốn tham gia vào việc này, nhưng lúc này thời cơ còn chưa chín muồi. Mặc dù hắn đã là nhân vật quyền lực thứ ba của tỉnh ủy nhưng vẫn chưa đứng vững được ở tỉnh Tề, chỉ là một người khách ngoại lai. Bên cạnh hắn không có người nào có thể dùng được, ngay cả một thân tín có thể tin tưởng cũng không có, lấy gì mà đọ sức với bang bán đảo. Huống chi rút dây động rừng, ngành muối liên quan đến lợi ích của quá nhiều người. Mà xung quanh việc cải cách ngành muối, sau lưng đã từng xảy ra một phen đọ sức giữa các lãnh đạo cấp cao, cuối cùng vẫn không giải quyết được gì. Bắt đầu từ Lỗ Thành Lương là một điểm cắt, nhưng trước tiên chưa nói Lỗ Thành Lương có tin được hay không, cứ coi như Lỗ Thành Lương cũng xuất phát từ chính nghĩa và lương tâm muốn vạch trần nội tình của ngành. Nhưng vấn đề là, Lý Đinh Sơn và hắn đều tin lời Lỗ Thành Lương, thậm chí Khâu Nhân Lễ cũng tin, nhưng trên thì không thể khiến Trung ương tin, dưới lại không thể truyền đạt đến tai dân chúng, nói không chừng cuối cùng kết cục vẫn là không thu hoạch được gì. Lạc quan một chút, cuối cùng Lỗ Thành Lương làm vật hy sinh. Sự việc được vùi lấp trong lớp bụi lịch sử, tan thành cho bụi. Bi quan một chút, Lý Đinh Sơn ra tay quá mạnh, đụng chạm đến lợi ích của các vị cấp cao, chọc giận người nào đó, cuối cùng bị ép từ chức, từ đó đoạn tuyệt với quan trường. Nếu sự tình làm to hơn nữa, việc Lý Đinh Sơn mất chức vẫn còn là nhẹ, có thể còn phải gánh họa đi tù. Sớm từ thời gian Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc từ 2 năm trước, những cải cách thể chế liên quan đến ngành muối đã lần đầu tiên được viết vào báo cáo công tác của chính phủ. Một tháng sau, Quốc vụ viện phê chuyển ý kiến liên quan đến đẩy mạnh công tác cải cách thể chế kinh tế 2009 của Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, yêu cầu một cách rõ ràng đưa ra phương án cải cách thể chế quản lý ngành muối. Một tháng sau, Tổ cải cách thể chế ngành muối do Ủy ban Kế hoạch và Phát triển và Bộ Công nghiệp và Thông tin tạo thành, do Quốc vụ viện giám sát đốc thúc,
gọi tắt là Tổ Cải Cách Muối, đã tiến hành điều tra nghiên cứu 8 tỉnh thành phố. Tháng 1, Ủy ban Kế hoạch và Phát triển và Bộ Công nghiệp và Thông tin cùng nhau đưa ra phương án sơ bộ cải cách thể chế ngành muối. Đồng thời cũng trưng cầu ý kiến của các bộ ngành và Ủy ban Trung ương có liên quan như Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Cục Kiểm định, Cục Công thương, Văn phòng Pháp chế. Dường như một cuộc cải cách ngành muối rầm rộ sắp diễn ra trọng thể. Đồng thời, theo ý kiến phản hồi của các bộ và Ủy ban Trung ương thì đều là ủng hộ cải cách thể chế ngành muối, hủy bỏ kinh doanh độc quyền, đi theo hướng thị trường hóa. Có thể nói là hưởng ứng nhiệt liệt, rất được lòng dân. Tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị, chỉ thiếu nhân tố cuối cùng. Đó chính là phải đợi Ủy ban Kế hoạch và Phát triển và Bộ Công nghiệp Thông tin cùng đệ trình phương án cải cách ngành muối lên Quốc vụ viện. Nhưng mà đợi đã hơn một năm, nhân tố cuối cùng đó vẫn chưa xuất hiện, Ủy ban Kế hoạch và Phát triển giữ im lặng. Rốt cuộc đằng sau đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là lực lượng nào đã khiến việc cải cách ngành muối của Quốc vụ viện chết từ khi còn trong trứng nước? Một số tin tức công khai đã quy những trở ngại của cải cách về phía người bị cải cách. Nghe nói là Hiệp hội Muối Trung ương đã tạo ra một đội ngũ đánh điểm đột phá rất hùng mạnh, ngăn cản Ủy ban Kế hoạch và Phát triển gửi phương án cải cách lên. Kết quả là bọn họ thật sự đã thành công, người bị cải cách lại khống chế cuộc cải cách. Nói đến quyền lực tập trung trong nước, có thể xuất hiện việc hoang đường cấp dưới không nghe lệnh cấp trên, chẳng lẽ lại là chuyện nghìn lẻ một đêm? Nhưng lại thực sự không phải chuyện nghìn lẻ một đêm, mà là sự thật rõ rành rành. Một hiệp hội muối nhỏ bé mà lại có sức mạnh lớn như vậy. Rốt cuộc ai là thế lực khổng lồ đứng phía sau bức màn? Lý do lớn nhất cũng là lý do duy nhất mà Hiệp hội Muối Trung ương phản đối cải cách chính là chỉ có việc độc quyền kinh doanh muối mới có thể đảm bảo loại bỏ bệnh thiếu iốt. Nhưng lý do này vô cùng hoang đường, không thể đứng vững được. Trên thực tế sớm đã có chuyên gia chỉ rõ, muối ăn bổ sung iốt là một lời bịa đặt hiện nay. Bởi vì iốt có tính bốc hơi cao, đun nóng sẽ nhanh chóng bốc hơi, trừ khi người dân hàng ngày đều ăn rau trộn dưa muối mới có thể đảm bảo lượng iốt. Chỉ cần xào o thêm muối iốt là đủ lượng iốt cần có thì chỉ là bịa đặt mà thôi. Họ chỉ vì duy trì sự độc quyền kinh doanh ngành muối của công ty mà nói dối như cuội. Mà lợi thế của việc độc quyền kinh doanh rất rõ ràng, riêng lợi nhuận hàng năm của công ty ngành muối tỉnh Yên đã là gần 1 tỷ nhân dân tệ, những tỉnh lớn đông dân khác thì càng khỏi phải nói. Về việc muối ăn cho thêm kẽm và các chất phụ gia thì càng không để ý đến vật thí nghiệm là sức khỏe của nhân dân. Đặc biệt là thêm kẽm, rất dễ dẫn đến việc chúng độc kim loại nặng. Lại nói xa chút nữa, thêm iốt thêm kẽm đều không sợ. Thêm iốt, iốt ăn nhiều rồi cùng lắm là to cổ, thêm kẽm, có thể không chọn loại muối ăn có kẽm. Nhưng vấn đề là, tất cả các loại muối đều có một loại chất phụ gia rất thần bí, sau khi công ty ngành muối âm thầm tăng thêm mười mấy năm, mới bị những người có kiến thức vạch trần. Trên có người đã phát biểu một bài về chất chống đông thần bí trên thị trường muối, khiến cho giới truyền thông chú ý và đưa tin rầm rộ. Sau đó, công ty ngành muối mới in trên sản phẩm là có sử dụng chất chống đông đã tồn tại được mười mấy năm. Bởi vì muối ăn có thể đông lại, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc dự trữ và vận chuyển, sử dụng chất chống đông là điều tất yếu. Sở dĩ chất chống đông chưa từng bị in lên bao bì, thật ra là có ý định cả. Bởi vì tên gọi của chất chống đông là potassium ferrocyanide. Về phần potassium ferrocyanide có độc tính hay không trước tiên chưa bàn đến, chỉ nói đến việc các nhân viên bên trong công ty ngành muối chỉ ăn muối sản xuất trực tiếp từ ruộng muối, không ăn loại muối do công ty mình sản xuất đóng gói đã có thể đoán ra phần nào rồi. Vấn đề an toàn thực phẩm vẫn còn có thể tránh được, ít nhất có thể tự mình nấu cơm sẽ an toàn hơn một chút. Nhưng an toàn trong muối ăn làm sao mà tránh nổi, mỗi ngày đều phải ăn muối, hơn nữa muối là kinh doanh độc quyền, chỉ một nhà bán. Không có chi nhánh. Đương nhiên, nội tình về các công ty muối vẫn còn rất nhiều, mà cũng rất đa dạng. Về vấn đề chính sách mang tính hình thức của quốc gia, ví dụ như làm thế nào để cải cách, làm sao để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân, là sự đọ sức bề mặt của nhà nước, là đấu tranh chính trị của cấp cao. Những màn giao dịch phía sau và những mưu mẹo của công ty ngành muối ở hai tỉnh sản xuất muối lớn là tỉnh Yên và tỉnh Tề, nếu xử lý xong xuôi, có lẽ có thể có tác dụng với cuộc cải cách ngành muối vẫn đang lâm vào bế tắc. Chẳng qua là, bàn tay khổng lồ đằng sau ngành muối ăn, tự biên tự diễn ra một vở kịch lớn. Nếu như bị người khác phá hoại, làm sao có thể không giận tím mặt mà giở thủ đoạn trả thù. Hắn còn dễ nói, ít ra sẽ có người sẽ bảo vệ,
nhưng Lý Đình Sơn thì không có người hậu thuẫn. Lão Sử khi Lâm Trung đã nhờ cậy, mới khiến cho Lý Đình Sơn miễn cưỡng đảm nhiệm chức vụ ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh. Theo di nguyện của ông Sử, là hy vọng Lý Đình Sơn từ nay về sau một bước lên mây xanh, ít nhất cũng đảm nhiệm một nhiệm kỳ chủ tịch tỉnh mới không làm phụ lòng. Nhưng nếu Lý Đình Sơn thật sự muốn nhúng tay vào tấm màn đen của ngành muối giữa tỉnh Tề và tỉnh Yến, chạm đến lợi ích của các tầng lớp cấp cao, nói không chừng chưa hết nhiệm kỳ đã bị cách chức. Quả thực là một lựa chọn tiến thoái lưỡng nan, Hạ Tưởng mấy lần muốn mở miệng khuyên Lý Đình Sơn vài câu, nhưng lại vẫn không cất lời nổi. Trong bóng đêm, dưới ánh đèn mờ nhạt, nét mặt Lý Đình Sơn bình tĩnh mà thản nhiên, là quyết tâm làm việc nghĩa không được chùn bước. Hạ Tưởng hiểu rõ tính cách Lý Đình Sơn nên biết là khuyên cũng vô ích, có một số câu thà không nói còn hơn. Vì với tính cách của Lý Đình Sơn, ông ta thà mất chức cũng không chịu đuối lý. Giống như năm đó đấu tranh chính trị với thị trưởng ở thành phố Thủy Hằng, ông ta còn suýt chút nữa xin tỉnh ủy cho từ chức. Vẫn nên suy xét sự việc sâu xa một chút thì tốt hơn. Lỗ Thành Lương biết một số tin tức, nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc nên tiết lộ. Ý của tôi là, đợi một thời gian nữa, chúng ta đứng vững hơn một chút. Hạ Tưởng cố gắng làm cho giọng điệu khéo léo hơn một chút. Vị trí của hắn còn cao hơn Lý Đình Sơn. Nhưng trong lòng mình hắn luôn coi Lý Đình Sơn là bề trên. Tôi hiểu nỗi lo ngại của cậu, Hạ Tưởng, tôi có thể đợi, nhưng nhân dân thì không thể đợi được nữa. Vả lại dân chúng đã đợi mấy chục năm rồi, đã bị hại mấy chục năm, còn phải đợi đến bao giờ nữa. Nếu như nói cần một người liều mình đứng ra, cho dù phải trả cái giá là tính mạng để đổi lấy cho nhân dân có thể được dùng muối an toàn, thế thì hãy để tôi làm kẻ ngốc đó đi. Hạ Tưởng im lặng không nói. Thật lâu sau, hắn mới nhặt một viên đá lên ném về phía Hồ Đại Minh. Vì dân vì nước có thể làm tất cả, tuyệt đối không vì việc mình có thể sẽ gặp tai họa mà trốn tránh. Nói thì dễ làm mới khó, có người chỉ leo lẻo miệng. Có người thì không bao giờ nói gì nhưng lại dùng cả tính mạng để thực hiện. Phó Chủ tịch tỉnh Lý, ông sẽ không phải chiến đấu đơn độc. T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M Hạ Tưởng nghĩ thông suốt rất nhiều, đã khuyên không được, cản trở cũng không xong quyết tâm của Lý Đình Sơn, thế thì hắn sẽ âm thầm toàn lực phối hợp với kế hoạch của Lý Đình Sơn. Từ mặt chính diện hắn sẽ giúp ông ta chống lại áp lực từ các phía cấp cao, theo bên cạnh hắn cũng giải trừ đòn phản kích của bang bán đảo tỉnh Tề. Sau đó chờ khi ông ta tháo gỡ được cục diện tỉnh Tề, có chỗ đứng vững vàng, lúc đó mới lại ra đòn mạnh tay. Hạ Tưởng chín chắn hơn so với trước kia rất nhiều. Trong mọi chuyện hắn đều cân nhắc kỹ càng, trong phạm vi nguyên tắc, chuẩn bị sử dụng triệt để trí tuệ chính trị để dần dần giải quyết khó khăn. Nhưng có một điều hắn lại xem nhẹ, đó là, so với người dân tỉnh Tương rất thuần phác, dân tỉnh Tề lại hào sảng, có mặt thích sử dụng bạo lực, mà sự phản kích của đối phương cũng sớm hơn rất nhiều so với trong trí tưởng tượng của hắn. Thủ đoạn, cũng là sự trơ tráo làm người ta phẫn nộ. Sau khi rời khỏi Hồ Đại Minh, Hạ Tưởng và Lý Đình Sơn ăn xong cơm tối, chuẩn bị đi xe về nhà ở tỉnh ủy. Lúc đi qua đường, hai người tuân thủ luật lệ giao thông, đợi đèn xanh mới sang đường. Họ vừa đi được nửa đường, một chiếc xe ô tô đang đợi đèn đỏ bỗng nhiên nổ máy, áp sát vào người Hạ Tưởng và Lý Đình Sơn mà rồ máy vọt qua, cách hai người không đến 20 cm. Hơn nữa trong cánh cửa xe đang mở, vang ra một câu uy hiếp lạnh lùng. Người ngoại tỉnh, tỉnh Tề có tổ vàng. Thành phố Lỗ về đêm tuy không náo nhiệt như Tương Giang, nhưng cũng là một nơi phồn hoa, gió xuân hây hây thổi, quả thật gió xuân không lạnh thổi nhẹ làm cành liễu đung đưa. Chỉ tiếc, ý xuân chỉ quanh quẩn đất trời, trong lòng Hạ Tưởng, lại là một mảnh ớn lạnh. Trải qua quá nhiều sự uy hiếp thân thể, thậm chí Hạ Tưởng còn gặp phải khảo nghiệm chết chóc, tự nhiên đối với sự uy hiếp không đậm không nhạt lúc nãy không hề để tâm chút nào, đối với hắn mà nói, một chiếc xe ô tô chạy sát qua người. Một câu uy hiếp không rõ hàm ý, chỉ là một chút tài mọn không lọt vào mắt, muốn hù dọa hắn, còn quá non nớt. Nhưng hắn lại biết, chuyện lúc nãy không phải là nhằm vào hắn, là nhằm vào Lý Đình Sơn. Mà chưa bao giờ Lý Đình Sơn bị người ta uy hiếp, bây giờ trên mặt vẫn còn trắng bệch, đang đứng trước xe, vì sợ hãi và phẫn nộ mà hơi run một chút, y vẫn chưa từng tận mắt chứng kiến qua tính khốc liệt của đấu tranh quan trường. Cho rằng mức độ cao nhất trong tranh đấu của quan trường chính là bị đánh lén sau lưng, chính diện đập bàn, không ngờ rằng, lại còn có sự uy hiếp thân thể trắng trợn. Nhưng mà sau khi phẫn nộ xong, Lý Đình Sơn không những không lùi bước,
ngược lại càng khơi dậy lòng căm thù, y từ từ bình tĩnh trở lại, vỗ lên vai Hạ Tưởng gần từng câu từng chữ nói. Hạ Tưởng, lỡ sau này tôi có bất trắc, thay tôi chăm sóc người nhà. Hạ Tưởng ngược lại cười thoải mái. Chủ tịch Tỉnh Lý nói đi đâu vậy, Tỉnh Tề năm đó là có hoàng xào, đáng tiếc là, vì buôn muối lậu hoàng xào bị rơi vào kết cục người thân bạn bè xa lánh, chết trong tay người thân. Khi khởi nghĩa hoàng xào đánh vào cờ hiệu của khởi nghĩa nông dân, về sau khi khởi nghĩa thêm lớn mạnh, đã coi người dân như miếng ăn, đi một đường ăn một đường, những nơi quân khởi nghĩa đến, đều quét sạch bách tính trong phạm vi mấy chục dặm. Bây giờ thiên hạ thái bình, Tỉnh Tề còn muốn có một hoàng xào sao? Quả thực là phản xã hội phản nhân loại. Lý Đinh Sơn cuối cùng cũng bị cách kể chuyện của Hạ Tưởng làm cho buồn cười. Xem ra cũng giống như ngày xưa, buôn lậu muối tư không có người tốt. Trên đường hộ tống Đinh Lý Sơn trở về, Hạ Tưởng tỏ ra rất thoải mái, kỳ thực trong lòng lại vô cùng lo lắng. Sau khi rời khỏi tỉnh Yến, xuất phát từ suy nghĩ cẩn trọng, cũng là làm quan tới cấp phó tỉnh, Hạ Tưởng xem ra, sẽ không có đối thủ giống như Nga Ni Trần ở thành phố Lang và Ngưu Lâm Quảng của Tần Đường, vì đạt tới cấp bậc nhất định, hắn đã tiếp xúc qua không ít người như vậy. Và lại sau khi làm quan lên phó tỉnh, có thể lúc nào cũng có bảo vệ đi theo, tuy tuổi của hắn còn nóng chưa kịp lạnh, nhưng nhất định sẽ không giống như ở thành phố Lang lấy thân thử hiểm và đánh đập tàn nhẫn, mặc dù nói ra bây giờ một đánh hai cũng không nói chơi, dẫu sao thân phận cao quý, ra tay đánh nhau cũng không hay. Cũng có lẽ khí hậu tương đối ôn hòa của tỉnh Tương đã tê liệt Hạ Tưởng, cho rằng từ nay thiên hạ thái bình, không ngờ vừa tới tỉnh Tề, thì gặp sự uy hiếp thân thể, uy hiếp thì không nói làm gì, còn lấy chuyện của Hoàng Sào ra nói, chẳng lẽ kẻ ác cũng học đòi văn vẻ. Hạ Tưởng sợ gì chứ? Hạ Tưởng bản thân ngược lại không sợ, Lý Đinh Sơn nếu có sơ suất gì, mới làm hắn đau lòng nhất, hắn là lo cho Lý Đinh Sơn, hơn nữa rất rõ người mà đối phương nhắm vào cũng chính là Lý Đinh Sơn. Sau khi trở về tỉnh ủy tỉnh Tề sắp xếp chỗ ở, Hạ Tưởng trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Ngũ. Tiêu Ngũ, cậu sắp xếp phái 4-5 người tới thành phố Lỗ. Tiêu Ngũ mừng rỡ, có thể ở bên cạnh Hạ Tưởng là khát vọng lớn nhất của y, vội vàng trả lời, nhưng ý thức được hình như Hạ Tưởng không nhắc đến tên y, liền hỏi. Lãnh đạo, có phải tôi cũng đi không? Cậu trước tiên không cần đi. Hạ Tưởng lại nghĩ. Trong lòng có một dự cảm mãnh liệt, đối phương sẽ không uy hiếp một lần, nhất định còn có chuẩn bị ở phía sau, mà Lý Đinh Sơn lại tiếp tục truy xét, nhất định còn có bắn ngược rất kịch liệt. Tiêu Ngũ thất vọng, vô cùng sa sút trả lời, cho rằng lãnh đạo không muốn mình ở bên cạnh hắn, không ngờ Hạ Tưởng lại nói ra một câu, bỗng chốc đã châm ngọn lửa mãnh liệt trong lòng y. Cậu đi một chuyến ra Bắc Kinh, gặp Dương Uy, nói với ông ta, Tỉnh Tề có cơ ngộ, sau đó đến Tần Đường. Hạ Tưởng chỉ nói đến đó. Sau khi xong chuyện, thì đến thành phố Lỗ tìm tôi. Tình cảm mãnh liệt trong lòng Tiêu Ngũ chợt dâng lên, y biết quan hệ giữa Hạ Tưởng và Dương Uy, chỉ cần Dương Uy âm thầm ra mặt thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa, còn bảo y tới Tần Đường, dụng ý không cần nói ra cũng biết, y và Dương Uy, Nga Ni Trần, bây giờ là ba cánh tay đắc lực của lãnh đạo. Lãnh đạo phải sử dụng lực lượng phía sau. Nếu như nói lấy Tôn Hiện Vĩ cầm đầu nhóm người là thành viên tổ chức kinh tế, cho Bành Vân Phong cầm đầu nhóm thành viên tổ chức chính trị, như vậy Tiêu Ngũ sẽ cầm đầu đội xe, đây là lực lượng phía sau mà Hạ Tưởng bí mật vận động. Nhưng một khi Hạ Tưởng hạ quyết tâm dùng sức lực của ba người, thì chứng tỏ Hạ Tưởng rất nhẫn tâm, muốn một bước cũng không nhường, dẫu sao bàn tay cũng có hai mặt, đối với đối phương là kẻ ác cũng cần hạ độc thủ. Đúng vậy, hành động lần này của Hạ Tưởng, một là để làm biện pháp phòng ngừa, hai là vì để phòng ngừa chuyện bất trắc có thể xảy ra, độc thủ chút cũng tốt, Tỉnh Tề cho dù có hoàng xào, cho dù có bang bán đảo, chỉ cần chạm tới điểm mấu chốt của hắn, quyết không nương tay. Cho nên làm Hạ Tưởng đau lòng hạ quyết tâm phải tăng cường biện pháp bảo hộ, là vì hắn nghĩ tới Tỉnh Tề có một vị quan cấp phó tỉnh dày công bày ra vụ án nổ, giữa ban ngày giết chết tình nhân. Vị quan lớn này đã chịu án tử hình, cũng là người Tỉnh Tề, thậm chí cũng đến từ vùng bán đảo. Ngày thứ hai vừa đi làm, Hạ Tưởng liền bảo Ôn Tử Tuyền sắp xếp Ngô Thiên Tiếu chính thức đảm nhiệm chức thư ký của hắn. Ngô Thiên Tiếu tuy có bệnh nói nhiều, nhưng khí hậu chính trị Tỉnh Tề trước mắt có chút kỳ dị, lúc này dùng người, cần phải không nên bám sát vào khuôn mẫu, huống hồ biểu hiện của Ngô Thiên Tiếu rõ ràng có thể nhận ra, y biết một số gì đó. Ngô Thiên Tiếu ở tỉnh ủy nhiều năm không dùng đến,
trên cơ bản bị mọi người lãng quên, sống lãng phí mấy năm, xem như vô tích sự, lại cũng không có khả năng bước tiến lên. Bởi vậy, lúc Ôn Tử Tuyền tiến cử y với Hạ Tưởng, y liền lập ra kế hoạch, muốn dùng từ ngữ giật gân để giành được sự công nhận của Phó Bí Thư Hạ. Vì y đã tìm hiểu qua tiểu sử của Phó Bí Thư Hạ, biết Hạ Tưởng không phải là quan chính trị bình thường, hắn tuổi trẻ đầy triển vọng, có khả năng tiếp nhận sự vật mới khác với bình thường, cũng có mặt dám làm trước người khác. Thành bại ở tại hành động này, đả động không nổi Hạ Tưởng, cả đời y thì đã giao cho rồi, ngộ nhớ có thể làm Hạ Tưởng tin, làm thư ký của Hạ Tưởng, thì chẳng khác nào đã đưa một chân vào cánh cửa vinh quang. Ngô Thiên Tiếu cũng không cố làm ra vẻ huyền bí, sau khi Lý Đinh Sơn vừa đến tỉnh Tề, y âm thầm chú ý đến nhất cử nhất động của Lý Đinh Sơn, cũng nghe nói, Lý Đinh Sơn bắt tay vào điều tra cái gì đó, y biết, Lý Đinh Sơn gây ra tai họa tài trời, nếu không kịp thời dừng tay lại, thậm chí có thể có tai ương ngập đầu. Y càng biết mối quan hệ giữa Lý Đinh Sơn và Hạ Tưởng, vì sau khi y ở trước mặt Hạ Tưởng nói ra không để Lý Đinh Sơn điều tra truy xét thêm nữa, bề ngoài rất bình tĩnh, thật ra vô cùng khẩn trương. Thậm chí trong nháy mắt còn hoài nghi cách làm của y là đánh cược quá lớn không. Rồi sau đó chợt nhận ra, không thành công thì thành nhân, muốn lọt vào mắt của Hạ Tưởng không dễ, muốn làm Hạ Tưởng hoàn toàn chấp nhận thì càng khó. Tất cả y muốn chính là hoàn toàn nghiêng về Hạ Tưởng, chứ không chỉ là một vai diễn thư ký. Ngô Thiên Tiếu tin vào thực lực của y, hoàn toàn có thể làm cố vấn cho Hạ Tưởng, trở thành thủ hạ của Hạ Tưởng ở tỉnh Tề. Do đó, y trong lần đầu tiên về nước, phải gây ấn tượng thật sâu sắc với Hạ Tưởng, nếu không làm được, thì có thể biến khéo thành vụng. Toàn bộ tỉnh ủy, có rất nhiều người muốn là thư ký của Hạ Tưởng, so với điều kiện của y còn tốt hơn gấp bội, cũng nhiều đến nỗi không đếm xuể. Thư ký của Phó Bí Thư tỉnh ủy, thân phận thư ký số 3 của tỉnh ủy, một chức vụ vô cùng vinh quang, chỉ cần làm tốt, đợi lúc Hạ Tưởng rồi khỏi, ít nhất cũng có thể ra ngoài ngồi vào ghế phó thị trường. Nhưng Ngô Thiên Tiếu chí cao vời vợi, cái mà y theo đuổi không chỉ là chức vụ phó thị trường, mà nó chỉ là một bước đệm để từ này theo sát Phó Bí Thư Hạ, bởi vì ở vị trí Phó Bí Thư tỉnh ủy, kế tiếp sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh, chính là có thể đưa thư ký lên nhậm chức. Y muốn trở thành trực hệ trung tâm của Hạ Tưởng. Ngô Thiên Tiếu đã lập được mục tiêu của đời mình, cũng là đặt cược cả cuộc đời, thậm chí vì để Ôn Tử Tuyền báo cáo tên của y lên, còn tặng trọng lễ 20.000 nhân dân tệ, có thể nói, y gần như liều lĩnh đặt cược, được ăn cả ngã về không. Một ngày không có tin tức, trong lòng Ngô Thiên Tiếu càng thêm thấp thỏm, chẳng lẽ nói, cuộc đời y vẫn tiếp tục trầm ngâm như vậy, có thể ngốc đầu dậy nổi không? Vừa đi làm, tâm trạng Ngô Thiên Tiếu lại hụt hẫng, lơ đãng, nếu hôm nay không có tin tức, trên cơ bản là không thể quyết định, những cố gắng nỗ lực trước kia trở nên vô ích. Vừa thu dọn xong đồ đạc, chuẩn bị tiếp tục ngày tháng nhàm chán vừa uống trà vừa hút thuốc vừa xem báo nửa ngày, vừa pha xong trà châm điếu thuốc, Ôn Tử Tuyền không mời mà đến, khoát tay cười. Thiên Tiếu, tôi nhắc nhở anh, Phó Bí Thư Hạ rất ít hút thuốc, người bên cạnh anh ấy, cũng phải cai thuốc. Ngô Thiên Tiếu tay hơi run, làm rớt điếu thuốc vừa châm trên tay xuống, cái quần bị cháy một lỗ lớn, y hoàn toàn bất giác, bỗng nhảy dựng lên. Trưởng ban thư ký Ôn, chị đừng dọa tôi, tố chất tâm trạng của tôi không tốt. Nhớ lúc trở về lại mời tôi ăn cơm. Ôn Tử Tuyền khoát tay, cười vui mừng, xoay người đi. Nhanh chóng đến văn phòng của Phó Bí Thư Hạ báo tin, sau này cậu thăng chức nhanh, đừng quên chị đấy. Bình thường Ngô Thiên Tiếu thích nhất là vòng eo vặn vẹo của Ôn Tử Tuyền, hôm nay lại ngây người một hồi lâu, lặng người nhìn hình bóng phía sau dần khuất đi trong hành lang, qua rất lâu y mới chợt tỉnh mộng, dùng lực làm ra một tư thái thắng lợi sẽ cố gắng theo Phó Bí Thư Hạ, từ đây trở về sau sẽ được nở mày nở mặt. Ngô Thiên Tiếu không biết đó là, trước khi y mở mày mở mặt, y còn có đoạn đường dài cần phải đi, hơn nữa là một con đường nhấp nhô đầy chông gai và cạm bẫy. Mà điều Hạ Tưởng cũng không biết là, hắn đưa ra quyết định bổ nhiệm Ngô Thiên Tiếu, là một lần lựa chọn vô cùng xác thực và sáng suốt, là bởi vì y trong một loạt sự kiện về sau, lập được công lao hiển hách cho hắn, so với những thư ký trước đây của hắn càng đáng trọng dụng hơn. Ngô Thiên Tiếu hứng thú đi vào văn phòng của Hạ Tưởng, vừa vào tới cửa, Hạ Tưởng liền bố trí cho y một nhiệm vụ vinh quang và gian khổ, đầu tiên là điều tra chân tướng của Trần Thu Đống chơi gái. Ngô Thiên Tiếu vừa nghe vừa cười nói. Phó Bí Thư Hạ, tin tức Trần Thu Đống chơi gái là tôi tung ra. Hạ Tưởng bỗng chốc ngây ngẩn cả người.
Bởi vì chuyện ngoài ý muốn của Lý Đình Sơn, tâm tình của Hạ Tưởng chưa bao giờ giống như bây giờ, vì Lý Đình Sơn làm xáo trộn kế hoạch của hắn, với kế hoạch của hắn, ít nhất phải ở tỉnh Tề trong vòng nửa năm, không nhúng tay vào chuyện đại sự của tỉnh Tề. Nhưng Lý Đình Sơn đã kéo bức màn đen đó ra, muốn đóng lại cũng không kịp, chỉ có thể hướng về phía trước, dũng cảm đối mặt. Sở dĩ hắn bổ nhiệm Ngô Thiên Tiếu, chỉ là đang cần gấp một thư ký, bổ nhiệm chứ không phải là trọng dụng, bởi vì Ngô Thiên Tiếu để lại ấn tượng đầu tiên trong hắn quả thật không tốt, tật xấu nhiều chuyện, là khuyết điểm làm hắn đau đầu và phiền chán nhất. Không ngờ câu nói đầu tiên của Ngô Thiên Tiếu sau khi chính thức trở thành thư ký, không đánh tự khai, thừa nhận y không những giáp mặt nói xấu, không ngờ còn có khuyết điểm đứng sau lưng tung tin đồn, tuy nhiên, khuyết điểm này Hạ Tưởng ít nhiều có thích chút ít. Hạ Tưởng không nói, chỉ nhìn Ngô Thiên Tiếu tràn đầy ý vị. Ngô Thiên Tiếu không hiểu chột dạ, đang nghĩ tại sao phó bí thư Hạ bằng tuổi y lại ngồi ở vị trí cao như vậy, làm sao vừa nhìn thì nhìn thấu nội tâm của y, một chút thông minh của y trước mặt Hạ Tưởng, không những không có hiệu quả, ngược lại có thể làm hỏng chuyện. Liền sau đó thì hiểu rõ, bí thư Hạ tuổi không lớn, nhưng kinh nghiệm phong phú, người tốt người xấu thế nào cũng đã từng gặp qua, trước mặt bí thư Hạ. Năng lực của y quả thật kém hơn không chỉ là phân nữa. Ngô Thiên Tiếu lập tức cúi thấp trước mặt Hạ Tưởng. Chuyện này, từ trước đến giờ đều là mưu tính của tôi, hy vọng bí thư Hạ có thể hiểu tôi là một lòng luôn hướng về vầng Thái Dương. Sau đó, Ngô Thiên Tiếu đem toàn bộ suy nghĩ thật của y kể ra hết, không chút giấu giếm, vì y biết, ở trước mặt Hạ Tưởng càng thành khẩn, càng tạo được ấn tượng tốt. Nghe xong bộc bạch cơ hồ có hiệu quả của Ngô Thiên Tiếu, Hạ Tưởng cũng không xem thường y, mà ngược lại vui mừng mỉm cười, người trong quan trường, tâm không vì lợi ích là không thể, chỉ cần lợi dụng hợp lý, chỉ cần có nguyên tắc và sự kiên trì, hắn chưa bao giờ sợ trọng dụng cấp dưới có lòng tham lợi. Ngược lại, người thường xuyên hô hào khẩu hiệu lúc nào cũng hùng hồn, mới phải cảnh giác nhất, vì ngụy quân tử là những người ta khó phòng bị nhất. Nhưng cũng phải thừa nhận, Ngô Thiên Tiếu cũng là một trong thư ký Hạ Tưởng bổ nhiệm, láo lỉnh nhất cũng có tâm cơ nhất. Hơn nữa diện mạo tuy không kém bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không nhỏ hơn Từ Tử Kỳ, chí ít trên vẻ mặt tươi cười của y, còn lộ ra sự giảo hoạt. Là bổ nhiệm hay là trọng dụng? Trong lòng Hạ Tưởng nhất thời do dự không quyết định được, khi đối phó với người ác, quả thật cần phải lấy ác trị ác, ân tình lễ pháp hoàn toàn vô dụng, chỉ có ra sức đánh họ đến mức họ phải xin tha, bọn họ mới chịu dừng tay lại. Dùng cách của Ngô Thiên Tiếu rất lợi hại, cố nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu sau khi Ngô Thiên Tiếu ngồi vào cái ghế lớn, cuối cùng quyền lực hơn lý trí, cũng có lẽ quyết định của hôm nay chính là nuôi hổ thành họa. Ngô Thiên Tiếu nhìn mặt đoán lòng, cũng phát hiện ra do dự của Hạ Tưởng, vì tiền đồ, cũng vì đánh mất sự nghi ngờ của bí thư Hạ, y lại một lần nữa nói ra quyết tâm của mình. Ở bên cạnh bí thư Hạ, tôi là người tốt, ở trước mặt đối thủ, tôi là người xấu. Nói tuy dễ hiểu, nhưng hàm ý rất phong phú, Hạ Tưởng trong nháy mắt hạ quyết tâm. Nếu tiểu sử của tôi anh cũng hiểu không ít, vậy con người của tôi anh cũng hiểu được không ít, tôi đối với yêu cầu của anh chỉ một câu nói ít làm nhiều. Vâng, Ngô Thiên Tiếu lập tức đứng thẳng người lên, không còn bộ dáng khiêm tốn hơi khom người, vẻ mặt trong nháy mắt tỏ ra rất trang nghiêm, hoàn toàn không giống như lúc nãy. Nếu nói Ngô Thiên Tiếu lúc nãy là một hồ ly, thì y bây giờ là một con sói đang tùy thời xuất kích. Hạ Tưởng cuối cùng cũng rõ một sự thật. Ngô Thiên Tiếu cũng được xem là một nhân tài, tại sao y vẫn luôn thất bại ở tỉnh ủy? Vì bất cứ lãnh đạo nào cũng không muốn thư ký vừa là một con sói vừa là một con hổ bên cạnh mình, để tránh bị ngộ thương, nhiều chuyện của lãnh đạo thư ký đều biết, xuất phát từ suy nghĩ cẩn thận, tất cả lãnh đạo đều muốn thư ký bên cạnh mình là một người biết nghe lời, một người mù có năng lực hữu hạn. Dù sao vào tỉnh Tề chính là bầy sói đang rình rập xung quanh, bên cạnh có thêm một con hổ ly cũng không đáng là gì. Hạ Tưởng có đủ lòng tin thu phục Ngô Thiên Tiếu, hồ ly dù có xảo quyệt nhiều thay đổi, hắn cũng là thợ săn cao minh nắm bắt đại cuộc. Thời gian 3 ngày, đủ không? Hạ Tưởng cười nhạt nhìn Ngô Thiên Tiếu. Xin bí thư Hạ hãy chờ. Ngô Thiên Tiếu lập tức rơi vào trạng thái, nghe theo nguyên tắc nói ít làm nhiều, chỉ trả lời một câu, thì gật đầu đi ra. Ngày đầu tiên giữ chức thư ký phó bí thư tỉnh ủy, Ngô Thiên Tiếu không có làm việc ở văn phòng Hạ Tưởng. Mà âm thầm rời khỏi trụ sở tỉnh ủy, không biết đi đâu. Nói không chút khoa trương, sau khi Ngô Thiên Tiếu trở thành thư ký số 3 của tỉnh ủy, việc đầu tiên không phải là bưng trà rót nước,
mà là chấp hành nhiệm vụ bí mật, e là người độc nhất trong mấy chục thư ký của phó bí thư tỉnh ủy. Suốt một ngày, không biết bao nhiêu chuyện xảy ra, mở một cuộc họp, tiếp kiến vài cấp dưới báo cáo công việc, lúc sắp hết giờ làm việc, Hạ Tưởng mới gõ cửa phòng của Khâu Nhân Lễ. Khâu Nhân Lễ đứng dậy chào đón, rất nhiệt tình. Bí thư Hạ, tôi đang muốn tìm anh bàn chuyện công việc, thì đúng lúc anh lại đến đây. Hạ Tưởng và Khâu Nhân Lễ quen biết nhau nhiều năm, biết lời của Khâu Nhân Lễ không phải là thuận miệng nói khách sáo, nhất định thật có chuyện tìm hắn. Ấn Tiểu Bạch vô cùng kính cẩn rót trà cho Hạ Tưởng, đang chuẩn bị đi ra, mắt chợt sáng lên, hỏi một câu với thâm ý sâu sắc. Bí thư Hạ thật là quyết định để Ngô Thiên Tiếu đảm nhiệm chức thư ký. Câu này Ấn Tiểu Bạch không nên hỏi, cũng không có tư cách hỏi, nhưng sau khi y hỏi rồi, Khâu Nhân Lễ chỉ mỉm cười, không trách sự nhiều chuyện của Ấn Tiểu Bạch, Hạ Tưởng biết Ấn Tiểu Bạch là hỏi thay cho Khâu Nhân Lễ. Xem ra, Khâu Nhân Lễ cũng không hiểu hắn bổ nhiệm Ngô Thiên Thiếu, nhưng lại không trực tiếp can thiệp, chỉ mượn hàm ý của Ấn Tiểu Bạch nhắc nhở một chút. Hạ Tưởng chỉ cười, nói sơ lược và khoát tay. Ngô Thiên Thiếu rõ ràng là có khuyết điểm, nhưng cũng có ưu điểm nhất định. Ấn Tiểu Bạch không nói thêm, gật đầu ra hiệu, lẳng lặng đóng cửa đi ra. Khâu Nhân Lễ liền chuyển đề tài, chắc hẳn y cũng biết quyết định của Hạ Tưởng, cũng không hỏi lại nhiều, mà chỉ nói. Thù Lê khi nào đến thành phố Lỗ, nghe nói cô ấy khá thích công việc ở Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, vừa đúng lúc Hội Liên Hiệp Phụ Nữ vừa trống một ghế phó chủ nhiệm. Là phó chủ nhiệm chi nhánh nào, Hạ Tưởng hỏi cũng bằng thừa, vì Tào Thù Lê đối với chức vụ công việc gì cũng không hề quan tâm. Hắn cũng giống vậy, nhưng hắn vẫn là quyết định thời gian đầu đón Tào Thù Lê đến, so với lõa quan đang lưu hành trong nước, thì hắn lại có một mặt tỏ ra cống hiện tận tâm tận lực. Còn có một nguyên nhân, lúc hắn ở Tương Giang, vẫn luôn ở cùng với Tào Thù Lê, nói thật, một người đàn ông 35 tuổi, bên cạnh cần có một người phụ nữ chăm sóc, nếu không với tuổi tác và thân phận của hắn, sợ là lại có không ít người chuẩn bị đào hầm chôn hắn vì chuyện của phụ nữ. Nhưng hắn tìm đến Khâu Nhân Lễ. Cũng không phải vì chuyện của Tào Thù Lê mà đến, hắn cũng tin, Khâu Nhân Lễ nói là có chuyện, cũng sẽ không là chuyện của Tào Thù Lê. Cảm ơn quan tâm của bí thư Khâu, tôi định mấy ngày nữa thì đến chỗ của Thù Lê. Hạ Tưởng đáp lời. Khâu Nhân Lễ sửng sốt, y vốn định lấy chuyện của Tào Thù Lê để dò xét từ nay về sau nhưng hành động của Hạ Tưởng ở tỉnh Tề là vùng vẫy chân tay hay là từng bước cẩn thận. Bởi vì theo y, Tào Thù Lê không đến thành phố Lỗ. Là chứng minh Hạ Tưởng sẽ buông tay, nếu muốn đón Tào Thù Lê đến, chẳng lẽ không phải nói là Hạ Tưởng áp dụng lập trường bảo thủ sao? Nhưng nghĩ tới Lý Đình Sơn đã bị đâm chọc, Khâu Nhân Lễ cảm thấy cần phải lên tiếng nhắc nhở Hạ Tưởng. Anh vừa đến thành phố Lỗ, tình hình tỉnh Tề khá phức tạp, tỉnh ủy cũng không yêu cầu rõ ràng về mỗi lãnh đạo nhất định phải an trí cho người nhà. Với quan hệ giữa Hạ Tưởng và Khâu Nhân Lễ, hắn đương nhiên hiểu rõ ý nhắc nhở của Khâu Nhân Lễ là gì. Cảm kích gật đầu. Trong lòng tôi đã biết, bí thư Khâu. Nói xong, lại nói về vấn đề chính. Tình hình của tỉnh Tề quả thật đặc biệt, người Tề chỉ Tề, các vùng trong nước đều rất hiếm thấy, hơn nữa ủy viên thường vụ địa phương của tỉnh Tề lại tập trung đến từ vùng bán đảo. Có nguyên nhân lịch sử nhất định. Khâu Nhân Lễ cũng nghĩ giống vậy gật đầu. Không cần truy cứu đã trở thành hiện trạng sự thật rồi, chỉ có thể triển khai mà làm, Hạ Tưởng, câu nói lúc nãy. Tôi không tiện nói với Lý Đình Sơn, cậu thay tôi chuyển lời cho anh ta. Muốn biết Khâu Nhân Lễ nói gì, cũng chỉ có thể nhận lời. Có những chuyện trong lòng hiểu là được rồi, đừng huyên náo đến mức không được thoải mái. Đình Sơn vừa đến tỉnh Tề, có một số chuyện nhìn không thấu, điểm xuất phát của anh ta là tốt, chính là cần chú ý cách làm. Khâu Nhân Lễ nói đến đấy, dù sao cũng không nói thẳng cho Lý Đình Sơn biết nên làm tốt công tác của Phó Chủ tịch tỉnh như thế nào. Cũng bởi vì quan hệ giữa Lý Đình Sơn và Hạ Tưởng, đổi là phó chủ tịch tỉnh khác, y mới không khách khí. Còn cậu, Hạ Tưởng, tình hình đặc thù của tỉnh Tề cậu cũng có thể nhìn thấy rõ hết, rất nhiều vấn đề tồn tại rất lâu, không thể dựa vào tình cảm thì có thể giải quyết được. Nói xong, Khâu Nhân Lễ lại thở dài, chắp tay sau lưng đi tới trước mặt Hạ Tưởng, thành khẩn nói. Cậu và Tự Phong quan hệ không tệ, tôi từ trước đến giờ không xem anh là người ngoài. Cũng muốn nói thêm nhiều điều, tình trạng kinh tế chính trị của tỉnh Tề, rất phức tạp so với biểu hiện bên ngoài, cậu ở tỉnh Tề lại là một nhiệm kỳ quan trọng, nhiều chuyện chi bằng ít chuyện, thăng chức chuyện lớn, chuyện khác đều phải nhượng bộ. Sau khi Khâu Nhân Lễ đến tỉnh Tề, vẫn nổi tiếng là ôn hòa,
nhớ đến năm đó đảm nhiệm chức bộ trưởng an ninh quốc phòng rất có tâm cơ và thủ đoạn, cũng bị khí hậu nửa lục địa nửa biển làm cho mềm hóa lập trường. Hạ Tưởng cũng biết Khâu Nhân Lễ phỏng chừng sẽ khuyên hắn ở tỉnh Tề lấy chuyện thăng chức làm trọng, không ngờ lời nói thấm thía như thế, hơn nữa còn trịnh trọng phó thác chuyện khác. Chứng tỏ một điều, Khâu Nhân Lễ không muốn động tới lợi ích của thế lực địa phương của tỉnh Tề, cũng nói rõ một điểm, chuyện của ngành muối, Khâu Nhân Lễ sớm đã có dự tính, chỉ là giữ kín không nói ra mà thôi. Vốn định cho Ngô Thiên Tiếu thời gian 3 ngày điều tra tình hình của Trần Thu Đống, kết quả năng lực của Ngô Thiên Tiếu còn vượt xa hơn cả kỳ vọng, ngày thứ 2 thì đã có tin báo về, hơn nữa còn là tin tức làm cho người nghe rất mới mẻ. Thức dậy chưa? Vừa mới hừng sáng, Hạ Tưởng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, hắn cũng biết người gọi điện đến lúc này là ai, nhất định không phải là người ngoài, cũng không xem ai gọi tới thì đã bắt máy. Vừa nghe mới biết, quả nhiên không phải là người ngoài, là người quen. Giọng của Tào Thù Lê lúc sáng sớm vô cùng nhẹ nhàng trong ánh ban mai len qua cửa sổ trong suốt và long lanh, làm tâm tình của Hạ Tưởng bỗng khoan khái lên rất nhiều. Đương nhiên là dậy rồi, anh cũng không phải là kẻ lười. Hạ Tưởng rõ ràng là đang nằm trên giường, lại có ý nói dối, chờ mình một cái định nằm thêm chút nữa. Đừng nằm trên giường nữa, đồ lười. Tào Thù Lê tựa hồ có thiên lý nhãn, nhìn xuyên thấu qua lời nói của Hạ Tưởng, cô cười ha ha. Em gọi điện đến là có hai việc cần tuyên bố, thứ nhất một tuần nữa em sẽ tới thành phố Lỗ làm để chăm sóc đồng thời giám sát cuộc sống của anh. Thứ hai, em bây giờ đang ở Bắc Kinh, vừa gặp mặt ba, ông ấy đối với thành viên tổ chức kinh tế của anh đến tỉnh Hắc Liêu đầu tư, vô cùng hài lòng. Cô bé Lê Thủ Thỉ vào tai, nói với giọng điệu trách móc, Hạ Tưởng cười. Sao cha không đích thân gọi điện cho anh, còn phải để em chuyển lời. Ông ấy ngày nào cũng bận. Lấy đâu ra thời gian để ý đến anh yên tâm đi, đừng chỉ ỷ vào bí thư tỉnh ủy xem trọng anh một chút. Tào Thù Lê cười, nói đùa. Đúng rồi, còn có một chuyện, chị Liên nói rồi, trong khoảng thời gian này chị ấy không thể về nước được, năm sau mới về, chị ấy nói, nếu ai đó không yên tâm thì ra nước ngoài thăm chị ấy. Người đó có lòng cũng rất khó xuất ngoại, Hạ Tưởng biết Liên Nhược Hạm là cố ý đùa cợt hắn, vì bây giờ hắn là phó bí thư tỉnh ủy. Muốn ra nước ngoài phải báo cáo, cho dù là chuyện công hay là chuyện riêng, thủ tục phê duyệt rườm rà, hơn nữa cho dù là ra được nước ngoài thì không thể đơn độc một mình đi thăm Liên Nhược Hạm. Liên Nhược Hạm ở nước ngoài cũng tốt, lúc có mang, ít nhất có thể bảo đảm đồ ăn an toàn một chút. Thực phẩm trong nước có vấn đề về an toàn, không phải là không yêu nước, mà quả thật là yêu không nổi. Tình hình trong nước hiện tại rất nghiêm trọng, con cái của quan lớn từ phó tỉnh trở lên. Có 80% đều muốn ra nước ngoài, thậm chí khoa trương một chút, gần phân nửa con cháu quan lớn đều nhập tịch nước ngoài, là vì sao? Rõ ràng ở trong nước bọn họ thuộc tầng lớp đặc quyền, kỳ thực không liên quan đến yêu hay không yêu nước, mà là mất lòng tin đối với nhiều chuyện. An toàn thực phẩm, an toàn muối ăn, an toàn chất lượng công trình, thậm chí thực phẩm xuất khẩu ra nước ngoài cũng như trong nước, sử dụng hai bộ tiêu chuẩn chất lượng không giống nhau. Nếu nhiều chuyện bị vạch trần, sẽ làm người ta không biết đường mà chọn. Có lẽ, Liên Nhược Hạm một lòng muốn Hạ Tưởng ra nước ngoài cũng không phải một lựa chọn tốt nhất, cũng may với đặc quyền của ông cụ Ngô, rau củ và thức ăn dùng để ăn, đều không phải thị trường cung ứng, mà là đặc biệt cung ứng. Bây giờ mang thai mặc kệ là con trai hay con gái, không chừng Liên Nhược Hạm là muốn ở nước ngoài, ở thì ở được rồi. Hạ Tưởng không ngăn cản Liên Nhược Hạm nữa, vì vấn đề muối ăn. Quả thật cũng làm cho hắn cũng lạnh lùng. Là một quốc gia cùng với quốc dân của mình phát sinh tranh chấp đất đai nhiều nhất, là một vùng đất thần kỳ ăn sợ chúng độc qua cầu sợ ngã chết. Nhiều người bất lực thay đổi hiện thực, chỉ đành cao chạy xa bay trốn tránh. Dân chúng ngay cả khả năng cao chạy xa bay cũng không có thì phải làm sao bây giờ. Hạ Tưởng biết, dựa vào sức của một mình hắn muốn thay đổi hiện trạng của cả quốc gia, không thể cũng không hiện thực, nhưng chỉ cần để hắn gặp được. Hơn nữa trong phạm vi khả năng của hắn, hắn dư sức thay đổi tất cả những thứ không công chính. Vừa vào giờ làm việc, Hạ Lực tươi cười đi vào, báo cáo sơ bộ với Hạ Tưởng về tỉnh ủy triển khai hoạt động giáo dục trong thời kỳ gần đây. Các hạng mục của tỉnh ủy báo cáo tổng kết, báo cáo lần trước là hướng vào hoạt động tư tưởng, vân vân, nào là nghiên cứu thảo luận kỹ các mặt, quần chúng và đảng, công tác nhân sự, đều phải qua tay của Hạ Tưởng, nói cách khác. Vị trí phó bí thư tỉnh ủy của Hạ Tưởng bây giờ, quả thật so với bí thư tỉnh ủy kỳ quyền lực hơn nhiều.
muốn bóp cổ của một số người cũng dễ dàng hơn nhiều. Công việc hạ lực báo cáo không mấy quan trọng, hạ tưởng xem qua, thì ký tên thông qua. Hạ lực cũng không lập tức đi, mà cười híp mắt nói. Bí thư hạ, buổi trưa có rảnh không, tôi muốn mời anh ăn cơm. Hạ tưởng có ấn tượng rất tốt đối với hạ lực, ngoại trừ chuyện đồng tính, y cũng là người duy nhất dựa vào khâu nhân lễ trong thế lực địa phương, cũng làm cho hắn có nhiều hảo cảm hơn. Hơi trầm ngâm, cười hỏi. Lý do là gì? Mọi việc cũng có lý do, hạ tưởng bèn hỏi, cũng là muốn biết dụng ý của hạ lực, đương nhiên, ngữ khí cũng nhẹ nhàng. Hạ lực cười nói, thì là người trong nhà nên ngồi lại với nhau, còn có bí thư thành ủy Ngũ Nhạc Chu Vũ Huyên vừa đúng lúc đến tỉnh ủy báo cáo, rất muốn làm quen với phó bí thư hạ. Bí thư thành ủy Ngũ Nhạc, hạ tưởng đang nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang cười của hạ lực, trong lòng lại có chút do dự nghi ngờ, có lẽ hắn cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng thành phố Ngũ Nhạc là thành phố sản xuất nhiều muối có tiếng của tỉnh Tề. Đúng lúc Lý Đình Sơn nhúng tay vào ngành công nghiệp muối, cuối cùng hạ lực có ý sắp xếp Chu Vũ Huyên quen hắn, hay là Chu Vũ Huyên có ý muốn quen hắn, hoặc có dụng ý khác. Dưới cái nhìn dò xét thâm sâu của hạ tưởng, hạ lực hiển nhiên bình thường, vẻ mặt vô cùng tự nhiên. Qua khoảng 3-5 phút, hạ tưởng mới gật đầu nói. Được, nghe theo sắp xếp của đại quản gia. Câu nói này làm hạ lực cười ha ha nói. Bí thư hạ, cứ quyết định vậy nhé, tôi đi sắp xếp một chút. Hạ lực vừa đi, cả buổi trưa Ngô Thiên Thiếu không thấy lộ diện đã trở về. Lãnh đạo đã đến rồi, thư ký chưa đến, không chừng trong mắt người khác thì đã xảy ra chuyện kỳ quái. Hạ tưởng tự nhiên biết Ngô Thiên Thiếu đi làm gì, gật đầu mỉm cười với Ngô Thiên Thiếu, không đợi y báo cáo công việc, liền hỏi ngay. Thiên Thiếu, con người của Chu Vũ Huyên. Cậu cảm thấy thế nào? Ngô Thiên Thiếu hứng thú trở lại, đang chuẩn bị đem những tin tức vừa nắm bắt được báo cáo, không ngờ phó bí thư hạ mở miệng hỏi về Chu Vũ Huyên, y đảo mắt, lập tức nghĩ tới điều gì? Có phải trưởng ban thư ký hạ giới thiệu đến? Được đấy, Ngô Thiên Thiếu đúng là trăm chuyện đều thông, một câu nói thì nói tới cùng, hạ tưởng gật đầu nói. Quả thật là kiến dẫn của hạ lực. Ngô Thiên Thiếu cười ha hả, có chút thần bí, và càng có vẻ bí hiểm nói. Trưởng ban thư ký hạ và bí thư Chu là bạn học, con người của bí thư Chu, tôi tiếp xúc không nhiều, thì không nói nhiều được, nhưng con người của trưởng ban thư ký hạ, tôi thật có chuyện phải nói, nhưng trước khi mở lời, xin lãnh đạo cho phép. Ngô Thiên Thiếu càng ngày càng thú vị, đúng là một người có hứng thú, hạ tưởng cười mắng một câu. Nếu như tôi đã hỏi cậu rồi, cậu còn nói nhiều như vậy làm gì? Ngô Thiên Thiếu xoa tay, vừa rót nước vừa nói. Tôi kể cho lãnh đạo nghe một câu chuyện, lúc bí thư Khâu mới đến tỉnh Tề, công việc vừa mới bắt đầu gặp trở ngại rất lớn. Lúc ấy trưởng ban thư ký Hạ và bí thư Hà, bí thư Viên quan hệ cũng xem như vô cùng mật thiết, cách nói về bang bán đảo lãnh đạo nhất định cũng nghe nói qua, tôi không nói thêm nữa. Bí thư Hà lập ra một kế hoạch liên minh, chính là không muốn bí thư Khâu nắm bắt khống chế đại cuộc, kết quả sau đó kế hoạch bị bại lộ, trước nhất là truyền đến tai chủ tịch tỉnh Hình, sau đó chủ tịch tỉnh Hình bắt tay với bí thư Khâu. Lập ra một kế hoạch phản công, một lần đánh bại âm mưu của bang bán đảo. Sau đó, bang bán đảo nghi ngờ trưởng ban thư ký hạ dò dỉ thông tin, nhưng lúc đó trưởng ban thư ký hạ vào chủ tịch tỉnh Hình quan hệ không mật thiết, với bí thư Khâu rất bình thường, cũng không có chứng cứ gì xác thực, cho nên cũng hết cách với trưởng ban thư ký. Nhưng sau đó không lâu, Hà Giang Hải một lần trong cuộc họp vì một chuyện cãi nhau với hạ lực, còn đập bàn, từ đó về sau. Mối quan hệ giữa trưởng ban thư ký hạ và bí thư Khâu trở nên thân thiết. Đi một vòng lớn, Ngô Thiên Thiếu chẳng lẽ nào là muốn ám chỉ, hạ lực chính là người đứng phía sau thực hiện kế hoạch của cả câu chuyện. Nếu thật là, hạ lực cũng có tâm cơ rồi, nhưng phải nói, trên quan trường người có tâm cơ quá nhiều rồi, huống hồ lại là đại quan gia tỉnh ủy bản lĩnh làm việc gì cũng thuận lợi. Chỉ có điều nếu thật như vậy, hạ lực hà tất phải bỏ gần tìm xa, muốn đi một vòng lớn để tiếp cận Khâu nhân lễ. Hạ tưởng không trách Ngô Thiên Thiếu nói vòng vo, mà chợt nhớ tới điều gì đó, gật đầu nói. Thiên Thiếu, cậu cũng là người tỉnh Tề à? Khuôn mặt của Ngô Thiên Thiếu lập tức trở nên nghiêm túc nói. Tôi là người tỉnh Tề, nhưng tôi không phải là bán đảo, còn đây mới là một việc có lẽ lãnh đạo không biết, người dân thành phố Lỗ đối với việc người bán đảo thống trị thành phố Lỗ, rất có ý kiến. Bí thư thành ủy thành phố Lỗ Viên Húc Cường chính là người bán đảo. Thế cục tỉnh Tề rất thú vị, xem ra, nếu cùng là người tỉnh Tề,
Cũng bởi vì khu vực khác nhau, mà mỗi nơi tự cai trị, Hạ Tưởng Từ không biết gì bỗng hiểu ra tất cả. Thị trưởng thành phố Lỗ Lý Nồng và tôi là cùng quê, anh ấy cũng muốn biết một chút về bí thư Hạ. Ngô Thiên Tiếu kịp thời nói. Lúc khát có người dâng trà, lúc mưa có người cầm ô, Ngô Thiên Tiếu thật sự là thư ký rất có năng lực, khuyết điểm duy nhất chính là quá thông minh. Quá thông minh, sẽ làm lãnh đạo không thích. Nhưng Hạ Tưởng không như vậy, Hạ Tưởng không phải là lãnh đạo tính toán chi ly, cũng không phải cấp trên không có tự tin, hắn mỉm cười gật đầu, không trả lời thẳng đề nghị của Ngô Thiên Tiếu, mà chuyển qua vấn đề khác. Cứ làm tốt công việc của mình, chuyện khác, sau khi làm ra thành tích sẽ xem xét lại. Kỳ thực ý trong lời nói này là cảnh cáo Ngô Thiên Tiếu, phải biết năng lực của mình trước, sau đó người ta mới tin tưởng người mà y tiến cử. Ngô Thiên Tiếu cũng không tiếp tục vấn đề lúc nãy, mà nói. Bí thư Hạ, sự việc tôi đã làm xong rồi, vấn đề của Trần Thu Đống, lúc nào có thể kích nổ. Hạ Tưởng không khỏi nhìn Ngô Thiên Tiếu dò xét mấy lần, trong lòng vẫn là có chút kinh ngạc, thư ký đi theo hắn không ít, nhưng thông minh và có năng lực như Ngô Thiên Tiếu, thì thật là chưa có. Ngô Thiên Tiếu cũng nhận ra do dự hoài nghi của Hạ Tưởng, lại giải thích. Trước khi bí thư Hạ đến thành phố Lỗ, lúc chủ tịch tỉnh Lý nhúng tay vào đề danh của Lỗ Thành Lương, tôi đã âm thầm theo dõi Trần Thu Đống. Đúng là một người đầy mưu kế, Hạ Tưởng lại hiểu thêm về Ngô Thiên Tiếu, hiểu ý cười. Buổi trưa Hạ Lực mời cơm, Chu Vũ Huyên cũng có ở đó, cậu cũng cùng đi nhé, Ngô Thiên Tiếu hiểu ý cười. Hiểu rồi. Còn như y hiểu rõ ra cái gì, Hạ Tưởng không hỏi, y cũng không nói, tất cả đều không nói. Vào lúc Hạ Tưởng bắt tay vào bố cục, vững bước thúc tiến, đối thủ tất nhiên cũng không nhàn rỗi. Buổi trưa, Chu Hồng Cơ được Hà Giang Hải mời, vui vẻ dự yến tiệc. Vấn đề đàm luận giữa Chu Hồng Cơ và Hà Giang Hải, ngoại trừ Hạ Tưởng ra, còn có Lý Đinh Sơn. Ba người Chu Hồng Cơ, Hà Giang Hải, Viên Húc Cường, ngồi trong phòng ở khách sạn Ginza, Hà Giang Hải và Viên Húc Cường vô cùng khách sáo với Chu Hồng Cơ, để ông ta ngồi ở vị trí tôn sùng. Chu Hồng Cơ xếp hạng vốn cao hơn Hà Giang Hải và Viên Húc Cường, ông ta cũng không hề từ chối ngồi ở vị trí đó, mà là thản nhiên nhận lấy. Cử chỉ của Chu Hồng Cơ cũng không phải là cố ý làm cao, có lẽ là cảm giác về sự ưu việt thâm căn cố đế trong nội tâm đã khiến ông ta luôn vô ý toát ra khí thế tài trí hơn người. Chờ sau khi ông ta ngồi vào chỗ của mình, Hà Giang Hải và Viên Húc Cường liếc nhau, trong ánh mắt hai người đều hiện lên một chút bất mãn. Tuy nhiên bởi vì hai người phối hợp khá ăn ý, cả quá trình chỉ chợt lóe lên khi đối mặt rồi qua, Chu Hồng Cơ cũng không nhận thấy được bất luận điều gì khác thường. Bữa tiệc bắt đầu trong một không khí hữu hảo, thoải mái. Kỳ thật từ lúc Lý Đình Sơn mới đến tỉnh Tề thì Hà Giang Hải và Viên Húc Cường đã có ý muốn tiếp cận với Chu Hồng Cơ, nhưng cũng không cấp bách lắm. Khi Hạ Tưởng đến cùng với hành động kêu gọi dừng hội nghị thường vụ của Hạ Tưởng, mới khiến Hà Giang Hải cảm nhận được nguy cơ thiết thực. Bởi vì Lý Đình Sơn chẳng những xếp hạng gần cuối, quyền lực không lớn bằng Hạ Tưởng, hơn nữa quan hệ với Khâu Nhân Lễ cũng bình thường. Nhưng Hạ Tưởng thì lại khác. Là nhân vật quan trọng xếp hạng thứ ba trong toàn bộ tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, mấu chốt là, hắn có quan hệ chặt chẽ với Khâu Nhân Lễ. Chẳng những chặt chẽ, hơn nữa phối hợp cũng vô cùng ăn ý, cảnh tượng ở hội nghị thường vụ thượng, đến tận bây giờ còn quay cuồng trong tâm trí Hà Giang Hải, làm gã cảm nhận được mọi mùi vị. Gã có thể đè đầu Lý Đinh Sơn, nhưng không áp chế được Hạ Tưởng. Còn nữa, những gì Hạ Tưởng đã làm ở tỉnh Tương, ai mà không biết, thủ đoạn cao minh. Mánh khóe cay độc, không phải người dễ đối phó. Nếu Hạ Tưởng và Khâu Nhân Lễ liên kết, bố cục luôn luôn cân bằng của tỉnh Tề có khả năng sẽ bị đánh vỡ. Bởi vậy, liên kết với Chu Hồng Cơ liền thành bước tiếp theo vô cùng cấp bách. Hà Giang Hải không phải không nghĩ tới chuyện liên kết với Tôn Tập Dân, nhưng sau khi thử một lần, Tôn Tập Dân phản ứng cực kỳ lạnh nhạt. Mặc dù không tỏ ra là người ở ngoài ngàn dặm, nhưng biểu hiện cũng là không có hứng thú, khiến trong lòng gã thiếu tự tin. Đoán không ra được tâm tư của Tôn Tập Dân. Từ sau đó chuyển hướng sang lôi kéo Chu Hồng Cơ biểu hiện rất sốt sắng, cũng rất hiền hòa, khiến cho tâm trí gã bình tĩnh lại nhiều. Hà Giang Hải biết rất rõ Chu Hồng Cơ là lực lượng hậu bị quan trọng của một phe phái, đây là trạm thứ nhất sau khi Chu Hồng Cơ ra thủ đô, chiến tích ở tỉnh Tề quyết định thái độ của Chu Hồng Cơ có lực để cất cánh hay không, bởi vậy, Chu Hồng Cơ cũng có ý muốn hoạt động mưu tính ở tỉnh Tề. Nếu không có Lý Đình Sơn không ngờ nhiều chuyện, Hà
Hà Giang Hải tự cao là người địa phương đứng vị trí số 1 ở tỉnh Tề, cũng không chắc sẽ để Chu Hồng Cơ vào mắt, bởi vì ở tỉnh Tề Khâu Nhân Lễ cũng không có cách nào có thể làm khó gã, huống chi một Chu Hồng Cơ vừa mới tự ủy ban kỷ luật thủ đô ra. Đúng là bởi vì Lý Đình Sơn nhúng tay vào sự việc của Trần Thu Đống, còn biểu hiện của Hạ Tưởng ở hội nghị thường vụ quá mức chói mắt và ham dọa người, Hà Giang Hải biết Hạ Tưởng chính là đối thủ hùng mạnh nhất bình sinh gã gặp được. Mặc cho tỉnh Tề là bước mấu chốt nhất trên con đường lên chính bộ của Hạ Tưởng, hắn cũng phải đi một bước ở tỉnh Tề này. Nhưng Hạ Tưởng vừa tới tỉnh Tề, không phải ôn hòa khiêm tốn, mà là lần đầu tiên tham gia hội nghị thường vụ liền biểu hiện ra khí thế cả vú lấp miệng em. Căn cứ vào hiểu biết của Hà Giang Hải đối với Hạ Tưởng không phải kích động, cũng không phải giả bộ, mà là vì bảo vệ Lý Đình Sơn. Lý Đình Sơn là điểm yếu của Hạ Tưởng, Hà Giang Hải ngay lập tức nhận thức được điểm này. Hôm nay mời Chu Hồng Cơ ăn cơm, chính là muốn đặt ra khúc dạo đầu trong việc hợp tác với Chu Hồng Cơ, tuy nói gã và Chu Hồng Cơ đã sớm ngồi với nhau, cũng từng phối hợp ăn ý, nhưng xuất phát từ suy xét một cách cẩn thận, Hà Giang Hải cho rằng rất cần phải có thêm viên húc cường, khiến Chu Hồng Cơ ý thức được thế lực địa phương hùng mạnh, đồng thời lại thông qua Chu Hồng Cơ truyền miệng đến tai Tôn Tập Dân, làm cho Chủ tịch tỉnh Tôn tỏ thái độ càng sớm càng tốt. Sau khi Chủ tịch tỉnh Tôn đến tỉnh Tề, quá mức khiêm tốn, vẫn không biểu hiện ra mặt quyết đoán, cho dù Chủ tịch tỉnh Tôn từng có quá khứ tự nhận lỗi từ chức không tốt đẹp, cũng không cần phải lùi bước như vậy. Quan trọng hơn một chút là, Hà Giang Hải ý thức được nguy cơ lớn hơn nữa, bởi vì Hạ Tưởng dường như đang ngấm ngầm tìm cách gì đó, đang bố cục đâu vào đấy, gã trước giờ vẫn rất cảnh giác với Hạ Tưởng, bởi vì Diệp Thiên Nam thất bại ở tỉnh Tương, là Hạ Tưởng trình độ rất cao. Hà Giang Hải tự biết mình có ưu thế thiên thời địa lợi, nhưng lại khuyết thiếu ưu thế về nhân hòa, hơn nữa so sánh với Hạ Tưởng có vô số thủ đoạn, gã tự nhận không phải đối thủ của Hạ Tưởng. Nếu Hạ Tưởng truy theo manh mối của Lý Đình Sơn mà điều tra tiếp, tất nhiên sẽ dẫn đến việc gã bị liên lụy trong đó, đến lúc đó chắc chắn gã và Hạ Tưởng sẽ là đối địch ngay mặt. So với bị Hạ Tưởng dẫm lên xác thì thà rằng vạch kế hoạch đúng lúc, đánh một đòn phủ đầu vào Hạ Tưởng, gã khẳng định lựa chọn cách sau mà không chút do dự. Cho dù Hạ Tưởng cũng là lực lượng hậu bị mà một phái hệ lớn đang gắng sức bồi dưỡng, nhưng trước lựa chọn sống còn, gã sẽ không lùi về phía sau nửa bước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Anh Chu, đây cũng không phải lần đầu tiên chúng ta cùng ngồi với nhau, đối với lão viên thì lại là lần đầu tiên. Lão viên đối nhân xử thế ra sao tôi cũng không cần nói nhiều. Danh tiếng của anh ta ở thành phố Lỗ cũng không tồi. Có thể nói thành phố Lỗ ở thời kỳ lão viên thống trị rất hòa hợp êm thấm. Hà Giang Hải mạnh mẽ cất nhắc viên húc cường, cũng là vì lộ rõ ý muốn đoàn kết thực lực. Chu Hồng Cơ nghe xong tự nhiên nhận ra lời nói của Hà Giang Hải có hàm ý khác, là ám chỉ thành phố Lỗ là thiên hạ của viên húc cường, ông ta chỉ thản nhiên cười. Công tác của tôi về sau còn phải nhờ anh viên phối hợp nhiều hơn. Nói nghe khách sáo, kỳ thật thái độ rất lạnh nhạt. Viên húc cường miễn cưỡng cười, mời Chu Hồng Cơ một ly. Sau khi Chu Hồng Cơ chạm cốc, chỉ uống vào một nửa. Trong lòng Hà Giang Hải không vui, Chu Hồng Cơ rất làm cao, không phải là viên húc cường lập tức rời khỏi chức vụ, không đến mức cư xử như người ngoài như thế, tầm mắt quá nhỏ bé, cũng quá thực tế. Hà Giang Hải đoán đúng, Chu Hồng Cơ quả thật đối nhân xử thế khá thực tế, nhưng nguyên nhân Chu Hồng Cơ khinh thường viên húc cường không chỉ là bởi vì tương lai của viên húc cường không còn dài. Chủ yếu là do một câu ám chỉ của Hà Giang Hải khiến ông ta không vui. Trong quan trường từ trước đến nay là người đi thì trà lạnh, rời chức thì rời chức, còn nói cái gì mà thành phố Lỗ là thiên hạ của viên húc cường, chẳng lẽ khinh thường ông ta mới đến, không nghe được dân chúng thành phố Lỗ rõ ràng là bất mãn với viên húc cường sao? Còn có điểm này, Chu Hồng Cơ đến tỉnh Tề là cố gắng đánh bóng tên tuổi và vớt phát chiến tích mới đến được đây, không phải cố ý muốn đối nghịch với Hạ Tưởng. Hiện tại Lý Đình Sơn nhúng tay chạm đến tới lợi ích của Hà Giang Hải, ông ta chỉ cần bênh vực mấy câu cho Hà Giang Hải là được, không cần phải nhất thiết đứng cùng một chỗ với Hà Giang Hải để đánh trả Hạ Tưởng, dù sao Hạ Tưởng không hề động đến điểm mấu chốt của ông ta. Hà Giang Hải chỉ có thể làm súng của ông ta làm sao có thể làm lá chắn cho Hà Giang Hải được. Viên húc cường nhìn mặt đoán lòng, đoán được Chu Hồng Cơ vẫn ở trong các bộ và ủy ban trung ương tại thủ đô. Được chiều chuộng nên luôn luôn thuận buồm xuôi gió, cũng được chiều chuộng đến ngạo mạn, mới đến địa phương nhất thời còn chưa thích ứng được. Hơn nữa cũng chưa nhận thức được tính phức tạp ở địa phương, có
còn tưởng rằng cũng giống như ở các bộ và ủy ban trung ương, trời đất bao la, không hơn sân nhà mình. Tỉnh ủy tỉnh Tề tuy chỉ là một cái sân nhà, nhưng tỉnh Tề có 17 thành phố cấp 3, mỗi thành phố cấp 3 đều có nhân vật số 1, số 2, lập trường của bọn họ cũng ảnh hưởng đến quyền phát ngôn của từng ủy viên thường vụ ở tỉnh ủy. Các bộ và ủy ban trung ương có thể không quản đến việc bổ nhiệm nhân sự ở tỉnh, chỉ có đề cập tới quyền lớn trong chuyện nhân sự, mới là trung tâm tinh túy phức tạp nhất trong đấu tranh chính trị. Tuổi còn trẻ đầy hứa hẹn, sao còn cần tôi phối hợp công tác? Gần đây tỉnh Tề có thể mở ra cục diện, hơn nữa tỉnh Tề chỉ là một ván cầu, về sau khẳng định anh Chu sẽ thăng chức rất nhanh. Viên Húc Cường miễn phí dâng tặng một câu nịnh bợ thấp kém, chẳng những nói thẳng, hơn nữa còn vô cùng trắng trợn. Chu Hồng Cơ khoát tay. Cũng không phải người ngoài, không cần phải nói những câu vô dụng nữa. Ông ta lại liếc mắt nhìn Hà Giang Hải một cái. Giang Hải, thái độ của Chủ tịch tỉnh Tôn rất rõ ràng, nếu Trần Thu Đống thực sự có chuyện, nhất định phải bắt, không được thương lượng. Vấn đề của Trần Thu Đống là chuyện nhỏ, Chủ tịch tỉnh Tôn không cần nhọc công lo lắng. Hà Giang Hải mời rượu Chu Hồng Cơ. Chủ yếu là khí thế của Hạ Tưởng quá mạnh mẽ. Tôi sợ về sau không khai triển tốt công tác được. Thẳng thừng kêu gọi ngừng hội nghị thường vụ, là lần đầu tiên tôi gặp. Chu Hồng Cơ bất động, ngược lại ông ta mỉm cười. Hạ Tưởng có lý có cớ, cũng không gọi là mạnh mẽ, cứng rắn, mà là hành xử nên có với quyền lực của anh ta. Tốt thôi, Chu Hồng Cơ thật đúng là làm ra dáng vẻ tạt nước không lọt, Hà Giang Hải liền thuận thế nói. Chỉ sợ anh Chu không hiểu nhiều về cách Hạ Tưởng đối nhân xử thế và tính tình của Lý Đinh Sơn. Hạ Tưởng làm việc trước khi ra tay đều có chuẩn bị ở phía sau, tính tình Lý Đinh Sơn, vừa thối tha lại vừa cứng rắn. Chỉ cần là vì công việc, hay là chúng ta xem như là ưu điểm của người khác, cố tìm cái chung, gác lại những bất đồng, tất cả cùng tiến bộ. Chu Hồng Cơ tiếp tục đánh thái cực quyền. Nào, tôi mời anh Hà, anh Viên một ly, cảm ơn thịnh tình của các anh. Chu Hồng Cơ đề nghị tất cả cùng nâng chén, hiển nhiên là có ý muốn chấm dứt buổi nói chuyện, Hà Giang Hải và Viên Húc Cường liền cùng nhau đứng lên, cùng chạm cốc cùng ly với Chu Hồng Cơ. Tiến bước Chu Hồng Cơ, Hà Giang Hải và Viên Húc Cường trở về phòng, Viên Húc Cường vẻ mặt không vui. Chu Hồng Cơ thật quá là làm cao. Ha ha, lão Viên không cần tức giận, Chu Hồng Cơ không phải là làm cao, mà là coi trọng thể diện. Hà Giang Hải định liệu trước. Chúng ta muốn lôi kéo ông ta, còn ông ta lại muốn lôi kéo chúng ta, liên quan đến vấn đề ai chủ động ai bị động, nói cách khác, ai là chính ai là phụ. Anh vẫn giấu mặt không gặp Tôn Tập Dân, chính là còn đắn đo. Người bên ngoài đi vào tỉnh Tề còn muốn nắm giữ thế chủ động sao? Khâu Nhân Lễ cũng không thành công, Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ dựa vào cái gì? Viên Húc Cường tức giận bất bình, vừa rồi đã bị lạnh nhạt, trong lòng gã rất có ý kiến đối với Chu Hồng Cơ. Trước khi Lý Đinh Sơn nhúng tay thêm mắm thêm muối vào sự vụ, trước khi Hạ Tưởng tới tỉnh Tề, Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ nghĩ muốn đẻ đầu chúng ta, đúng là ỷ thế. Nhưng hiện tại khác rồi, Lý Đinh Sơn liên kết với Hạ Tưởng đối phó chúng ta nhất định phải mượn dùng lực lượng của Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ. Anh nói bọn họ dựa vào cái gì? Hà Giang Hải cười lạnh vài tiếng, liên tục lắc đầu. Viên Húc Cường cũng lắc lắc đầu. Không thể để Chu Hồng Cơ dắt mũi được. Ai nói để cho ông ta dắt mũi? Hà Giang Hải bóc củ lạc bỏ vào miệng. Tôi có một biện pháp, chẳng những có thể kéo Chu Hồng Cơ xuống nước, còn có thể khiến Chu Hồng Cơ cuối cùng để cho chúng ta sử dụng, thành súng tốt để chúng ta đối phó với Hạ Tưởng một phen. Viên Húc Cường không tin nói. Giang Hải, đừng quá tự tin, Chu Hồng Cơ và Tôn Tập Dân cũng không phải là đèn cạn dầu đâu. Chờ xem. Hà Giang Hải lại nhấp một ngụm rượu nhỏ, nheo mắt lại. Dường như là đang thưởng thức hương rượu, lại dường như là đang tính kế. Chu Hồng Cơ trở lại tỉnh ủy, trước tiên gặp mặt Tôn Tập Dân, nói mấy câu, đơn giản báo cáo tình huống một chút. Vừa mới trở lại phòng làm việc ngồi xuống, điện thoại liền đúng lúc vang, sau khi Chu Hồng Cơ nghe điện thoại, bên trong truyền đến một quen thuộc thanh âm. Hồng Cơ, tôi là Diệp Thiên Nam đây, vừa mới đến thành phố Lỗ. Khi Chu Hồng Cơ và Diệp Thiên Nam gặp mặt, là lúc Hạ Tưởng, Hạ Lực, Chu Vũ Huyên gặp nhau, đều đạt tới hiệu quả mong muốn. Chu Vũ Huyên 37 tuổi, vóc dáng rất cao, nói chuyện rất to, là hình tượng đại hán tỉnh Tề điển hình. Nhưng người bề ngoài hào phóng nói chuyện to, chưa chắc lòng dạ đã ngay thẳng, vừa thấy Chu Vũ Huyên,
Hạ Tưởng đã kết luận, so sánh với Hạ Lực, Chu Vũ Uyên tính cách bảo thủ hơn. Mặt ngoài thân thiện và hàn huyên vẫn chưa nói lên điều gì, dù sao cũng là lễ nghĩa cấp bậc, Chu Vũ Uyên cư xử như vậy coi như là có phép tắc. Sau khi mở đầu, Chu Vũ Uyên nói rất ít, ngoại trừ lúc Hạ Lực chỉ đích danh, phần lớn thời gian đều đảm đương nhiệm vụ người tiếp khách. Và theo như lời Hạ Lực nói, Chu Vũ Uyên muốn khẩn thiết làm quen với hắn thì rất không phù hợp. Thành phố Ngũ Nhạc không phải là thành phố mạnh về kinh tế, xếp hạng gần cuối ở tỉnh Tề, tăng trưởng kinh tế chủ yếu dựa vào nghiệp sản xuất muối. Địa vị của thành phố Ngũ Nhạc ở tỉnh Tề so với địa vị của thành phố Chương Trình tại tỉnh Yến không khác biệt lắm, bởi vậy Chu Vũ Uyên là nhân vật số 1 thành phố cấp 3 không được tỉnh ủy. Hạ Tưởng sẽ không đoán Chu Vũ Uyên căn cứ vào cái gì mà muốn làm quen với hắn, lại vì sao ở trên bàn cơm biểu hiện thật sự rất không phải như thế. Hắn hiện tại cần có người chủ động dựa vào hắn, nhưng cũng sẽ không ai đến cũng chấp nhận, lại còn không thể hiện sự thiết tha lôi kéo mỗi một cấp dưới có ý dựa vào. Khứ Vu Tồn Tinh là suy xét ở một phương diện, về phương diện khác, ông ta là phó bí thư, phải tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của phó bí thư, lại bởi vì phân công công tác quản lý nhân sự, không có khả năng tỏa sáng quá mạnh, khắp nơi để ý, nếu không cho dù Khâu Nhân Lễ không có ý kiến gì về ông ta, Tôn Tập Dân cũng sẽ bắt lấy không tha. Không bài trừ sẽ có người mượn cớ tố cáo lên Trung ương, nhân cơ hội này bôi xấu hình tượng. Vừa phải đảm bảo ông ta tiến từng bước vững vàng mở ra cục diện ở tỉnh Tề, đứng vững gót chân, và có được thực lực nhất định, vừa muốn làm được mà không lộ sơ hở để người ta bàn tán, mà lại cần có trí tuệ chính trị cao siêu. Chu Vũ Uyên biểu hiện rất khiêm tốn, Ngô Thiên Thiếu cũng vậy. Khác với việc ở trước mặt Hạ Tưởng chậm rãi nói bất là, trước mặt người khác Ngô Thiên Thiếu làm toàn bộ việc như thư ký, kính rượu, điều tiết không khí thích hợp mà đúng lúc, như dệt hoa trên gấm. Thời điểm không nên nói thì không nói một lời, cư xử phù hợp, khiến Hạ Tưởng vô cùng vừa lòng. Cũng khiến Hạ Tưởng nhận định, Ngô Thiên Thiếu quả thật là một nhân tài, nếu có thể hoàn toàn nắm y trong tay mà sử dụng, sẽ rất có lợi. Đương nhiên còn có một điều kiện tiên quyết trọng yếu là, đừng để chính mình bị thương. Cả bữa tiệc. Sau khi chấm dứt không mặn không nhạt, Hạ Tưởng về tỉnh ủy làm việc, Chu Vũ Uyên liền từ khách sạn trực tiếp trở về Ngũ Nhạc. Trước khi đi, y bắt lái xe đem theo mấy thùng đồ từ trên xe của mình, muốn để lên xe Hạ Tưởng. Hạ Tưởng chối từ vài câu, cũng không miễn cưỡng, liền nhận. Chỉ là một ít thổ sản, cũng không phải gì đáng giá, không nhận thì lại hiện rõ không hợp tình hợp lý. Chu Vũ Uyên vừa đi, Hạ Lực ngồi trên xe, lại thay Chu Vũ Uyên giải thích vài câu. Vũ Uyên cái gì cũng tốt, chỉ là nói không nhiều lắm, có vẻ anh ta cũng không quá tham việc. Tôi cũng thay anh ta tiếc hận, bỏ lỡ mấy cơ hội tốt. Hy vọng bí thư Hạ không để ý, Vũ Uyên là người thật thà, chỉ cần anh ta nhận thức đúng một việc, nhất định sẽ làm đến cùng. Vũ Uyên là bạn học của tôi. Hạ Lực nói liên tục, Hạ Tưởng vẫn gật đầu cười, không trả lời, cũng từ chối cho ý kiến, và khi Hạ Lực nói ra Chu Vũ Uyên là bạn học của y, Hạ Tưởng mới cười ha hả. Tôi tin tưởng ánh mắt của anh, Hạ Lực, anh trở về nói với Vũ Uyên một tiếng, bảo anh ta xách một chút muối thô lại đây, tôi ăn không quen muối tinh. Hạ Lực ngẩn ra, lời nói của bí thư Hạ có hàm ý khác, đường đường phó bí thư tỉnh ủy sẽ không quan tâm vấn đề dầu muối tương giấm, cái gọi là muối thô muối tinh, sợ là có ý khác. Trở lại văn phòng, Hạ Lực do dự một lát, gọi điện cho Chu Vũ Uyên. Vũ Uyên, bí thư Hạ nói lần sau anh mang chút muối thô lại đây. Có tiện không? Chu Vũ Uyên trầm mặc trong chốc lát. Tiện thì tiện, nhưng không biết có an toàn hay không. Anh không buôn lậu muối, có gì không an toàn? Hạ Lực mỉm cười, tạm dừng một lát, còn nói. Thế này, giờ không vội, hơn nửa tháng nữa sẽ bàn. Cũng tốt. Chu Vũ Uyên nói thẳng, không kìm nổi hỏi lại một câu. Bí thư Hạ đối nhân xử thế, đáng tin thật sao? Chu Vũ Uyên đối nhân xử thế. Đáng tin thật sao? Cầm chén trà nóng Ngô Thiên Thiếu đưa, Hạ Tưởng cười hỏi một câu. Ngô Thiên Thiếu tự nhiên hiểu ý bí thư Hạ vừa hỏi, không phải là bí thư Hạ trong lòng thiếu tự tin mà trưng cầu ý kiến của y, mà là cố ý kiểm tra y, cúi đầu lo nghĩ, bèn ăn ngay nói thật. Tin cậy hay không đều không phải trọng yếu, quan trọng là, y nghĩ gì? Hạ Tưởng cười nói, anh cũng là một kẻ dối trá. Ngô Thiên Thiếu cười ha hả. Đâu có, trước mặt lãnh đạo tôi đâu dám nói lung tung. Tôi cũng không phải người lắm lời,
nếu nắm chắc được sự tình sẽ nói hơn hai câu, không nắm chắc thì một câu cũng sẽ không nhiều lời. Hạ Tưởng khoát tay, không nói thêm nữa, Ngô Thiên Thiếu biết điều lui ra ngoài. Trước tiên mặc kệ Hạ Lực đối nhân xử thế có mưu trí thâm hậu hay không, cũng không nghi ngờ Chu Vũ Huyên tiếp cận là có mục đích khác hay không, Hạ Tưởng rất tỉnh táo biết vấn đề của bước tiếp theo, còn rối rắm ở việc bổ nhiệm phó chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước. Tuy rằng hắn là phó bí thư tỉnh ủy, có quyền to, nhưng còn không bằng chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, có quyền sinh sát trực tiếp điều tra cán bộ đảng viên có trái pháp luật hay không, hơn nữa trong tay hắn lại không có lực lượng chuyên chính của hệ thống công an, lúc này ở tỉnh Tề vẫn là thế lực rất nhỏ. Ngẫm lại, dù sao mới đến không lâu, ngay cả Lý Đinh Sơn cũng chưa được nửa tháng. Chỉ có điều không nghĩ tới, trong thời gian nửa tháng, Lý Đinh Sơn đã gặp phải phiền toái lớn. Quả thật, nói Lý Đinh Sơn gây ra phiền toái cũng không khách quan, phải nói là Lý Đinh Sơn phát hiện tấm màn đen. Chỉ có điều thực lực chưa đủ lớn mạnh, Hạ Tưởng còn không có đầy đủ lực lượng để động vào tập đoàn lợi ích phía sau tấm màn đen, cái hắn cần nhất hiện giờ chính là thời gian. Lần trước nói chuyện, hắn hàm ý nói cho Lý Đinh Sơn biết, sự tình sẽ điều tra tiếp, sẽ có giải thích, nhưng hắn cần thời gian để mở ra cục diện. Lý Đinh Sơn lúc ấy cũng không nói gì thêm, hiển nhiên là thái độ ngầm thừa nhận. Chỉ mong Lý Đinh Sơn có thể bình tĩnh lại một chút, đợi 2-3 tháng nữa có lẽ có thể nhìn thấy ánh rạng đông đầu tiên. Lời khuyên bảo của Khâu Nhân Lễ còn vang vọng bên tai Hạ Tưởng, cũng khiến hắn ý thức được đối phương không chỉ có lực lượng hùng mạnh ở tỉnh Tề, mà ở thủ đô cũng có kẻ giật dây cứng rắn. Kỳ thật không cần Khâu Nhân Lễ nhắc nhở, Hạ Tưởng cũng biết, toàn bộ sản nghiệp muối, bàn tay khổng lồ phía sau màn là ai. Đến hơn 4 giờ chiều, Liêu Đắc Ích lại mang vẻ mặt khiêm tốn tươi cười đến báo cáo công tác. Không ngoài dự kiến, vẫn là đề danh phó chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước. Liêu Đắc Ích dường như một chút cũng không phải chịu ảnh hưởng trong cảnh tượng ở hội nghị thường vụ, tuyệt không khách khí, nhận nước từ Ngô Thiên Tiếu và uống một ngụm. Thiên Tiếu thật sự là cơn mưa đúng lúc, tôi đang khát nước muốn chết đây. Ngô Thiên Tiếu cười nói, có thể mời trưởng ban Liêu uống một ngụm nước là vinh hạnh của tôi. Không được khách khí. Liêu Đắc Ích cầm chén nước nói với Ngô Thiên Tiếu. Lần sau tôi mời anh uống rượu. Ngô Thiên Tiếu cung kính cười. Tôi cũng không dám để trưởng ban Liêu mời, tôi có thể mời trưởng ban Liêu, thì phải đốt nhang thơm rồi. Liêu Đắc Ích cười ha hả, Ngô Thiên Tiếu thấy không có chuyện của y, xoay người rời khỏi. Vừa ra khỏi cửa, sắc mặt liền trầm xuống, nghĩ thầm thân phận thư ký số 3 quả nhiên không tầm thường, trước kia Liêu Đắc Ích thấy hắn cười. Là ngoài cười nhưng trong không cười, vừa rồi cười, tuy rằng cũng là giả cười, nhưng nhiều ít có 3 phần ý cười. Tin rằng bí thư Hạ cũng có thể nhìn thấu bản chất hai mặt sau nụ cười của Liêu Đắc Ích. Tài liệu tôi đã chăm chú xem qua rồi. Hạ Tưởng cường điệu một chút, thấy Liêu Đắc Ích lập tức khôi phục vẻ mặt cung kính, nghĩ thầm rằng Liêu Đắc Ích thật đúng xứng đáng là một kẻ nham hiểm. Sự thật chứng minh, công tác của ban tổ chức cán bộ rất kỹ càng chu đáo, rất đúng chỗ. Hai đồng chí Trần Thu Đống và Lỗ Thành Lương đều có năng lực vượt quá mức độ công việc. Liêu Đắc Ích nghe ra ám chỉ, cẩn thận nói một câu. Chủ tịch tỉnh Lý chỉ trích đồng chí Trần Thu Đống chơi gái điếm, ban tổ chức cán bộ điều tra ra việc này, là do có người cố ý bịa đặt. Hạ Tưởng chú ý là điểm thêm một chút, khiến Liêu Đắc Ích biết khó mà lui, chủ động buông tha cho Trần Thu Đống, không nghĩ tới, đối phương không chút nào nhượng bộ. Thực sự nghĩ rằng Lý Đinh Sơn chỉ là thuận miệng mà nói, không có chứng cứ trong tay. Có phải Lý Đinh Sơn đã nắm trong tay căn cứ vô cùng xác thực, Hạ Tưởng tạm thời mặc kệ, chính là hắn cũng đã có đủ thông tin nắm chắc phủ định toàn bộ tội trạng của Trần Thu Đống. Sở dĩ để lại đường sống, chẳng qua là không muốn vừa đến đã gây mâu thuẫn, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, thối lui một bước mới có thể có hòa khí. Phía Ủy ban Kỷ luật cũng tỏ vẻ, đồng chí Trần Thu Đống không phát hiện vấn đề. Liêu Đắc Ích dường như e sợ Hạ Tưởng lại ngăn trở, lại tung ra kết luận của Ủy ban Kỷ luật. Hạ Tưởng mỉm cười, cười rất chân thành. Nếu không có vấn đề gì, tôi cũng không có vấn đề gì. Nếu đối phương một chút giác ngộ cũng không có, hắn cũng không cần phải nói lắm làm gì, bản thân biết rõ tình hình là được rồi. Nói vừa xong, hắn để bút ký tên vào tài liệu, sau đó trả lại Liêu Đắc Ích. Liêu Đắc Ích tiếp nhận tài liệu, chỉ nhìn thoáng qua liền ngây ngẩn cả người. Đương nhiên, khiến y sững sờ không phải bởi vì Hạ Tưởng tự đạt tới trình độ thư pháp hạng nhất, mà là nội dung Hạ Tưởng phê chỉ thị, rất có tâm ý.
Đồng chí Liêu Đắc Ích nhận định, đồng chí Trần Thu Đống không có vấn đề về tác phong sinh hoạt, tán thành đề cử. Bí thư Hạ, quá. Liêu Đắc Ích vẻ mặt cười khổ, thật sự không biết nói cái gì cho phải, bí thư Hạ phê chỉ thị hoàn toàn là một cái bẫy, ý tứ chính là, xảy ra vấn đề, anh phụ trách. Có thể lại mời dự họp biểu quyết ở hội nghị thường vụ, tuy nhiên tôi đề nghị trước khi mở hội nghị thường vụ, tốt nhất là mở một lần hội nghị công việc bí thư. Hạ Tường mất đi sự tiếp tục thảo luận hứng thú về việc này của Liêu Đắc Ích. Khi nào mời dự họp, thì do ban tổ chức cán bộ hướng bí thư Khâu đề nghị là được rồi. Liêu Đắc Ích muốn nói cái gì, há to miệng, lại không phát ra tiếng nào, gật gật đầu đi ra ngoài. Ông ta ở trước mặt Hạ Tường đã đụng phải cái đinh không mềm không cứng, lần đầu tiên thưởng thức được thủ đoạn nằm ngoài dự đoán của mọi người của Hạ Tường. Hơi cay độc, hơi chua xót, có lúc còn làm cho người ta nén giận. Liêu Đắc Ích suy nghĩ, trong lòng khó chịu, không tin bí thư Hạ thực sự có chứng cứ của Trần Thu Đống, tốt, hắn cần sĩ diện thì cho hắn đủ sĩ diện, tiếp tục mở hội nghị công việc bí thư. Liêu Đắc Ích mới vừa đi, điện thoại Hạ Tường liền vang lên, là một cuộc điện thoại nặc danh, giọng rất trầm. Bí thư Hạ, nói cho anh một tin tức, Diệp Thiên Nam đã đến thành phố Lỗ, hơn nữa còn gặp mặt Chu Hồng Cơ. Anh là ai? Hạ Tường giật mình kinh hãi, Diệp Thiên Nam người nhàn lòng dạ không thảnh thơi hành động thật là nhanh, bản thân mới đến thành phố Lỗ vài ngày, ông ta cũng không ngại mệt nhọc, ngàn dặm xa xôi từ thủ đô đến, hơn nữa còn gặp Chu Hồng Cơ. Nếu nói Diệp Thiên Nam có ý tốt khuyên bảo Chu Hồng Cơ và kết hợp công tác đến đây, chắc chắn là câu chuyện rất hài hước. Nghĩ cũng không cần nghĩ, ông ta đến thành phố Lỗ, là e sợ thiên hạ không bừa phứa hành sự. Nhưng vấn đề là, ai đang mách cho hắn? Hạ Tưởng mới ở thành phố Lỗ thật sự quen biết không mấy người, càng không có cơ sở ngầm. Đối phương nói cho hắn chuyện Diệp Thiên Nam và Chu Hồng Cơ gặp mặt là có ý đồ gì. Hạ Tưởng cũng không khờ dại cho rằng đối phương chỉ vì có lòng tốt. Không cần phải biết tôi là ai, tôi là một kẻ vô danh tiểu tốt. Giọng đối phương rất lạ, mang giọng điệu thành phố Lỗ. Tôi còn muốn nhắc nhở anh một việc, đừng quá tin tưởng Hạ Lực. Điện thoại bị ngắt liên lạc. Hạ Tưởng sửng sốt trong chốc lát, bỗng nhiên lắc đầu mỉm cười, thú vị, rất thú vị, thế cục tỉnh tề, thật đúng là xa hơn và phức tạp hơn những gì hắn tính đến, mà ngay cả việc Hạ Lực và hắn thân thiết cũng có người nhìn chằm chằm. Hơn nữa đối phương lại lộ ra tin tức về Diệp Thiên Nam và Chu Hồng Cơ, nói cách khác, thế lực tỉnh tề nếu sắp xếp riêng biệt theo lập trường, sẽ không chỉ là phái Khâu Nhân Lễ, phái Tôn Tập Dân và phái Hà Giang Hải, ngoài ra hẳn là còn có một thế lực khác ẩn núp. Không cần bàn về việc có tin tưởng Hạ Lực hay không, Hạ Tưởng trong lòng đều có phán đoán, hiện tại mối quan tâm chính là Diệp Thiên Nam lại đang âm mưu phá hoại cái gì. Thủ đoạn chính trị của Chu Hồng Cơ, Hạ Tưởng tạm thời không còn lĩnh giáo. Nhưng có lý do để tin tưởng, năng lực của Chu Hồng Cơ chưa bao giờ có kinh nghiệm theo chính trị ở địa phương hẳn là không ở trên Diệp Thiên Nam. Tuy nhiên Chu Hồng Cơ so với Diệp Thiên Nam ưu thế ở chỗ tuổi trẻ, hậu trường cứng rắn, được Trung ương nâng đỡ. Chu Hồng Cơ là con cọp cũng không khó đối phó, có thể có 100 loại phương pháp khiến con cọp rơi vào tay thợ săn, nhưng nếu cọp có thêm một đôi cánh, thì sẽ rất phiền toái. Diệp Thiên Nam chính là cánh của Chu Hồng Cơ. Diệp Thiên Nam đã lùi về đến đáy, muốn khôi phục địa vị thì ít nhất cũng phải sau 2 năm, nhưng cũng không ngăn cản ông ta làm nhân sĩ đứng phía sau bày mưu tính kế cho Chu Hồng Cơ. Hạ Tưởng cảm nhận được rõ ràng nguy cơ và áp lực, trước mặt có một Chu Hồng Cơ, bên cạnh lại có một Tôn Tập Dân, sau lưng còn có một Hà Giang Hải, tạo thành trước sau đều có địch, chịu công kích từ 4 phía. Hiện giờ hắn chỉ mới phát sinh xung đột trực tiếp với Hà Giang Hải, Chu Hồng Cơ thì tạm nghỉ hoạt động. Mà Tôn Tập Dân từ khi vào tỉnh tề vẫn án binh bất động. Lại phân tích sâu hơn, Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ hẳn là không có chung mục tiêu với Hà Giang Hải, bởi vì Hà Giang Hải ở tỉnh tề phát triển an toàn nhiều năm, luôn luôn uy phong, ngay cả lời nói của Khâu Nhân Lễ cũng không muốn nghe, huống chi Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ. Bởi vậy, Chu Hồng Cơ và Hà Giang Hải nếu muốn liên kết, còn cần quá trình để lấy được sự tín nhiệm của nhau. Lúc này ở tỉnh tề vẫn là mạnh ai nấy làm. Đại khái có thể chia làm 3 phái, thứ nhất, Chu Hồng Cơ và Tôn Tập Dân quan hệ có chút chặt chẽ, bọn họ sẽ hết sức lôi kéo ủy viên thường vụ trung gian. Thứ hai, hắn và Khâu Nhân Lễ quan hệ coi như tạm được, Khâu Nhân Lễ cũng là một người có thể tin cậy, nhưng thật sự muốn sự tình nghiệp muối náo động, Khâu Nhân Lễ thái độ như thế nào cũng chưa biết. Thứ ba,
nhóm người Hà Giang Hải Đang là có thế lực thâm căn cố đế ở tỉnh Tề, nắm giữ phần lớn lực lượng chính trị, tài nguyên kinh tế và xã hội, là thế lực lớn nhất, bất kể Tôn Tập Dân hay là Khâu Nhân Lễ, đều không thể lay động. Còn có thế lực trung gian lay động, bao gồm bộ phận quan lớn cấp phó tỉnh và cấp giám đốc sở thành phố Lỗ Thị và thành phố Phẩm Đô, cũng là một lực lượng trọng yếu không thể bỏ qua. So sánh với tỉnh Yến và tỉnh Tương, tình hình chính trị tỉnh Tề quả nhiên phức tạp hơn, không thiệt là một vùng bán đảo, có đủ hai tầng khí hậu đất liền và biển. Con đường về sau, thật đúng là biến cố trùng trùng, tràn ngập đủ loại khả năng chưa biết. Hôm nay tiến thêm một bước tiếp xúc với Hạ Lực, và gặp Chu Vũ Uyên, hơn nữa một cuộc điện thoại bí ẩn, càng làm cho Hạ Tưởng nhận thức sâu sắc hơn về tình trạng tỉnh Tề. Như vậy bước tiếp theo, chính là muốn chạy thi với thời gian, xem ai chạy nhanh hơn, bước chân càng ổn, đồng thời. Thủ đoạn càng cao minh. Buổi sáng ngày hôm sau, chính thức nhận được thông báo, mời dự họp nghiên cứu lại vấn đề đề cử phó chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước. Đề cử là việc nhỏ, đọ sức sau lưng mới là việc lớn. Hạ Tưởng biết rằng, Lý Đình Sơn thay hắn giải quyết một vấn đề nan giải quyết như thế nào, còn phải chờ xem, bởi vì lúc hội nghị công việc bí thư sẽ không tới lượt Lý Đình Sơn tham gia. Nghĩ thông suốt mắt xích này, Hạ Tưởng bỗng nhiên giật mình kinh hãi, dường như bắt được một điểm, chính là Lỗ Thành Lương tuy là ứng cử viên mà Lý Đình Sơn ủng hộ mạnh mẽ, nhưng muốn cho Lỗ Thành Lương được ban tổ chức cán bộ thông qua trước, rồi lại đưa lên hội nghị công việc bí thư, chắc chắn là một người khác, vì lấy thân phận của một ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh của Lý Đình Sơn thì không đủ tư cách. Người này, hẳn không phải là Khâu Nhân Lễ, cũng không phải Liêu Đắc Ích, lại càng không phải Tôn Tập Dân. Mà khi hội nghị công việc bí thư nghiên cứu nhân sự bình thường chỉ có 5 người tham gia, ngoài 3 người trên, cộng thêm một phó bí thư tỉnh ủy là hắn ra, thì chỉ còn một người. Hạ Lực. Từ khi Hạ Tưởng đảm nhiệm phó bí thư tỉnh ủy tới nay lần đầu tiên tham gia hội nghị công việc bí thư, lần trước tham gia hội nghị thường vụ giáo huấn hắn đến muộn, lần này hắn tới văn phòng sớm hơn. Hắn tưởng rằng hắn đến sớm 10 phút, nhất định là người đầu tiên tới, không nghĩ là Hạ Lực vẫn đến trước hắn một bước. Liên tưởng đến câu chuyện của Hạ Lực, cùng với cuộc điện thoại nặc danh nhắc nhở nhiệt tình, lúc gặp lại Hạ Lực, Hạ Tưởng cảm thấy giữa hắn và Hạ Lực có một tầng cảm giác mơ hồ, khó mà diễn tả được nó là cái gì. Hạ Lực vẫn như cũ nhiệt tình tiếp đón, còn nói cười vài câu, sau đó Tôn Tập Dân, Liêu Đắc Ích cũng lần lượt tham dự hội nghị. Hội nghị chính thức bắt đầu. Trình tự vẫn như cũ là Khâu Nhân Lễ nêu ý chính, sau đó Liêu Đắc Ích đề cử và làm báo cáo tỉ mỉ. Trong báo cáo, Liêu Đắc Ích vẫn xếp Trần Thu Đống hạng đầu tiên, hơn nữa lược bỏ lời bình lần trước của ban tổ chức cán bộ, cường điệu kinh nghiệm cá nhân và năng lực công tác của Trần Thu Đống, ngầm có ý nâng Trần Thu Đống lên cao nhất. Hội nghị thường vụ lần trước, kết luận của ban tổ chức cán bộ coi như cân sức ngang tài, lúc này đây ban tổ chức cán bộ chèn ép Lỗ Thành Lương, có thể xem như đối phương ra oai cố ý lâm vào. Hạ Tưởng bình tĩnh nhìn Liêu Đắc Ích, hiện tại vẻ mặt Liêu Đắc Ích không hề tươi cười. Mà là vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, biểu hiện ra một vị trưởng ban tổ chức cán bộ uy nghiêm. Đều không phải nhân vật đơn giản, Hạ Tưởng tuy rằng càng ngày càng không vừa mắt Liêu Đắc Ích, nhưng phải thừa nhận Liêu Đắc Ích rất có trình độ. Liêu Đắc Ích nói xong, cố ý cường điệu một câu. Đã được phê chuẩn, đặc biệt phương án của ban tổ chức cán bộ đã báo lên hội nghị công việc bí thư. Phù hợp trình tự tổ chức, mời các vị lãnh đạo thẩm duyệt. Hàm ý là phó bí thư Hạ Anh đã gật đầu rồi, không được lật lọng. Khâu Nhân Lễ nói, ban tổ chức cán bộ và ủy ban kỷ luật đều nhận định Trần Thu Đống không có hành vi trái pháp luật, chúng ta tiếp tục thảo luận một chút về việc đề cử, trước tiên đồng chí Tập Dân nói xem. Nhưng Tôn Tập Dân phát biểu ý kiến đầu tiên, không phải muốn đề cao Tôn Tập Dân, mà Khâu Nhân Lễ muốn biết rõ ràng lập trường của Tôn Tập Dân trước. Hội nghị công việc bí thư lần trước, Tôn Tập Dân ủng hộ Trần Thu Đống. Nhưng đồng thời cũng tán thành đề cử Lỗ Thành Lương, sau chuyện Hạ Tưởng bảo dừng hội nghị ủy viên thường vụ, lập trường hiện tại của Tôn Tập Dân sẽ cho thấy phản ứng đầu tiên của ông ta đối với thủ đoạn rất có sức mạnh của Hạ Tưởng. Kể cả Khâu Nhân Lễ, thậm chí Liêu Đắc Ích cũng cho rằng, lập trường của Tôn Tập Dân khẳng định chính là hoàn toàn ủng hộ Trần Thu Đống, hơn nữa sẽ kiên định hơn so với lần hội nghị công việc bí thư trước. Bởi vì một việc mà phải mở hai lần hội nghị công việc bí thư để nghiên cứu, đều là do Hạ Tưởng gây chuyện. Trong khi mọi người đang đợi chờ, Tôn Tập Dân lại chậm chạp mở miệng.
Tuy rằng ban tổ chức cán bộ và ủy ban kỷ luật đã điều tra rõ đồng chí Trần Thu Đống không có hành vi trái pháp luật, nhưng không có lửa làm sao có khói, sự tình dù sao cũng gây náo động rất lớn, hiện tại tiếp tục đề cử Trần Thu Đống, liệu có phải ban tổ chức cán bộ làm việc không đủ cẩn thận, nghiêm túc, không nghe đủ ý kiến phần đông của cán bộ đảng viên hay không? Ý của tôi là, ban tổ chức cán bộ có nên hủy bỏ việc đề cử đồng chí Trần Thu Đống hay không? Liêu Đắc Ích hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, bỗng chốc sợ ngây người, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, liếc mắt nhìn Tôn Tập Dân rất khó hiểu, hy vọng có thể có được ám thị gì từ trong ánh mắt hoặc vẻ mặt của Chủ tịch tỉnh Tôn. Nhưng ông ta thất vọng, Chủ tịch tỉnh Tôn sắc mặt bình tĩnh mà lãnh đạm, vẻ mặt giải quyết việc chung, bất luận gì cũng không giao lưu ánh mắt. Chủ tịch tỉnh trực tiếp đề nghị hủy bỏ việc đề cử Trần Thu Đống, là vấn đề rất nghiêm túc, ban tổ chức cán bộ còn thật sự xem xét, Liêu Đắc Ích lại chần chừ một lát, nhìn về phía Hạ Tưởng. Bởi vì tiếp theo đến Hạ Tưởng lên tiếng. Hạ Tưởng dường như rất chăm chú suy nghĩ, nói. Tôi đồng ý với ý kiến của Chủ tịch tỉnh Tôn. Tôn Tập Dân ánh mắt vốn nhìn thẳng, dường như là không ai thấy, Hạ Tưởng vừa dứt lời, ánh mắt ông ta liền nhanh chóng hướng về Hạ Tưởng một cách cực kỳ phức tạp. Hạ Tưởng thản nhiên như không, bởi vì hắn vốn muốn trong hội nghị công việc bí thư mà phanh phui chứng cứ trong vấn đề của Trần Thu Đống, không tiếc một trận chiến cũng muốn để Trần Thu Đống bị bại hoại như vậy, không ngờ sự việc lại phức tạp, Tôn Tập Dân lại trực tiếp phủ quyết đề cử Trần Thu Đống. Nếu không có người nhắc nhở hắn Diệp Thiên Nam đang ở thành phố Lỗ, hắn có lẽ sẽ không nghĩ nhiều, nhưng chính bởi vì hắn nhận được một cuộc điện thoại nặc danh không ngờ, hơn nữa hắn đang phân tích thế cục tỉnh tề. Trong nháy mắt đưa ra một kết luận phi thường gần sát chân tướng, Tôn Tập Dân muốn mượn việc Trần Thu Đống để đàm phán với Hà Giang Hải. Phủ quyết Trần Thu Đống là muốn nói cho phái Hà Giang Hải, nếu có thể hợp tác, ông ta phải nắm giữ chủ động. Hạ Tưởng thậm chí tiến thêm một bước cho ra kết luận, nếu hắn đoán đúng, sau lưng sự việc này, có Diệp Thiên Nam ra tay. Thế cục tỉnh tề sẽ xuất hiện một vòng phân hóa mới, tập hợp, lôi kéo, Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ phải mở rộng địa bàn. Ý đồ của Tôn Tập Dân là một công đôi việc, vừa mượn cơ hội tạo áp lực với Hà Giang Hải, lại khiến Hạ Tưởng không hiểu ra sao, loạn trận tuyến đầu, ông ta vốn cho rằng Hạ Tưởng sẽ không biết làm sao, không ngờ Hạ Tưởng gần như không hề do dự, thuận thế chấp nhận ý kiến của ông ta, khiến cho ông ta gặp cú sốc trong lòng, Hạ Tưởng là có ý đồ gì, chẳng lẽ hắn đoán được cái gì? Không đợi Tôn Tập Dân suy nghĩ sâu xa, Hạ Lực cũng tỏ thái độ. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của Chủ tịch tỉnh Tôn. Chỉ có Khâu Nhân Lễ không có tỏ thái độ, ánh mắt mọi người đều dừng lại ở ông ta. Nếu các đồng chí đều đồng ý, tôi cũng không phản đối, cứ như vậy mà làm. Khâu Nhân Lễ giải quyết dứt khoát, một lần mời dự họp hội nghị công việc bí thư, dấu hiệu tỉnh tề chính thức tiến vào giai đoạn hỗn chiến khắp nơi. Cuối cùng không hề nghi ngờ, Lỗ Thành Lương trở thành người được chọn duy nhất tiến nhập vào hội nghị thường vụ, trên cơ bản. Việc Lỗ Thành Lương nhậm chức là kết cục đã định. Kỳ thật đối với việc Lỗ Thành Lương nhậm chức, Hạ Tưởng trong lòng vui buồn nửa nọ nửa kia, tâm lý vô cùng mâu thuẫn, bởi vì hắn không trực tiếp tiếp xúc với Lỗ Thành Lương, tuy rằng cũng tin tưởng con mắt của Lý Đinh Sơn, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không tự tin, không biết năng lực Lỗ Thành Lương thế nào. Đối nhân xử thế là một phương diện, nếu không có năng lực, đưa ông ta lên địa vị cao, ông ta cũng không chắc có thể có thành tựu. Tuy nhiên việc này lại không nên trực tiếp mở miệng hỏi Lý Đinh Sơn rằng Lỗ Thành Lương đối nhân xử thế và năng lực như thế nào, dù sao cũng là người Lý Đinh Sơn hết lòng ủng hộ, Hạ Tưởng chắc chắn phải chiếu cố một phần. Sau hội nghị, Hạ Tưởng ở lại, bởi vì hắn còn chuyện muốn nói chuyện với Khâu Nhân Lễ. Bí thư Khâu, tôi nghe được một tin chưa được chứng thực, Diệp Thiên Nam hiện tại đang ở thành phố Lỗ. Hạ Tưởng báo cho Khâu Nhân Lễ biết, là muốn thử ông ta. Hắn muốn biết kẻ gọi điện nặc danh và Khâu Nhân Lễ có quan hệ gián tiếp hay không. Khâu Nhân Lễ rõ ràng thất kinh. Diệp Thiên Nam. Sau đó suy nghĩ lại lắc đầu cười. Người thanh thản lòng dạ không nhàn, ông ta đến thành phố Lỗ chắc chắn vẫn là hướng đến anh. Hay là Khâu Nhân Lễ thật không biết sự tình. Trong lòng Hạ Tưởng có chủ ý, quyết định tiếp tục làm rõ lập trường. Bí thư Khâu, hôm nay Chủ tịch tỉnh Tôn biểu hiện hơi khác thường, ngài thấy thế nào? Hà Giang Hải vài lần mời Tôn Tập Dân đều không đi, Tôn Tập Dân tạm dừng hoạt động, chính là muốn nâng giá trị con người của mình. Chu Hồng Cơ ra mặt đi tiền trạm, cũng cho thấy thái độ, khiến Hà Giang Hải thấy có khả năng hợp tác. Tuy nhiên muốn tôi nói, Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ cùng hợp tác,
cũng không lay động được Hà Giang Hải và ích lợi của phái ông ta. Nếu Tôn Tập Dân muốn cùng Hà Giang Hải hợp tác, nhất định phải theo đuổi, để Hà Giang Hải làm chủ. Khâu Nhân Lễ vẻ mặt bình tĩnh, nói một mạch ra phán đoán của ông ta đối với thế cục, cũng là lần đầu tiên ông ta phân tích thế cục tỉnh tề trước mặt Hạ Tưởng. Hạ Tưởng im lặng gật đầu, lấy quan hệ nhiều năm giữa hắn và Khâu Nhân Lễ, quả thật có thể trực tiếp nói ra, không cần giấu giếm. Khâu Nhân Lễ hôm nay công bằng nói ra thế cục tỉnh tề, lời phán đoán cũng không tồi, cũng là bởi vì Diệp Thiên Nam xuất hiện bất ngờ. Nếu ngoài chủ tịch tỉnh Tôn và bí thư Chu ra, còn có một Diệp Thiên Nam, thì sẽ thế nào? Hạ Tưởng cố ý hỏi. Khâu Nhân Lễ mỉm cười. Diệp Thiên Nam thủ đoạn cao tới đâu, chắc chắn cũng không có khả năng khiến Hà Giang Hải ngoan ngoãn khuất phục, phải tung ra bản lĩnh thật sự mới được. Tuy nhiên lại nói, có Diệp Thiên Nam tương trợ, Chu Hồng Cơ và Tôn Tập Dân thật sự là như hổ thêm cánh, cho dù không thu phục được Hà Giang Hải, nhưng để đạt tới một loại quan hệ hợp tác hữu hạn, cũng không phải không có khả năng. Trước khi Khâu Nhân Lễ đến tỉnh Tề nhậm chức, tỉnh ủy tỉnh Tề hoàn toàn là thiên hạ của người Tề, tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh toàn bộ do người tỉnh Tề đảm nhiệm, trong mười mấy người ủy viên thường vụ, chỉ có hai người bên ngoài, trên cơ bản chính là thế cục thống nhất. Sau khi Khâu Nhân Lễ đến, Hình Đoan Đài cũng đến tỉnh Tề. Bởi vậy mới phá vỡ hiện tượng kỳ quái người Tề trị tỉnh Tề. Nhưng hoàn cảnh tỉnh Tề rất đặc thù, người tỉnh Tề lại có tính bài ngoại vô cùng, nhiều năm người Tề trị Tề làm cho bọn họ hình thành tập tính đóng kín, sẽ không phục tùng một người lãnh đạo nào từ ngoài đến. Bởi vậy, Hình Đoan Đài đến đảm nhiệm, chiến tích thường thường, Khâu Nhân Lễ cũng đến đảm nhiệm, cũng là lão luyện thành thục, luôn luôn gìn giữ cái đã có, chưa bao giờ khai thác. Hạ Tưởng chỉ biết là với bang bán đảo do Hà Giang Hải cầm đầu, cũng biết loại trừ bang bán đảo ra, tỉnh Tề còn có thế lực khác, nhưng cũng không lớn mạnh như bang bán đảo, cho nên hắn hiện tại mới biểu rõ sự hoài nghi đối với dụng ý thực sự của Hạ Lực thoát ly khỏi phái Hà Giang Hải mà dựa vào Khâu Nhân Lễ. Đồng thời, cũng hoài nghi Hạ Lực giới thiệu Chu Vũ Uyên làm quen với hắn có dụng ý sâu xa. Nếu Diệp Thiên Nam đảm nhiệm quân sư, Chu Hồng Cơ là quan tiên phong, Tôn Tập Dân ngồi vững trong trại của Nguyên Soái, cuối cùng cùng Hà Giang Hải hai quân hội sư. Bí thư Khâu, tình cảnh của chúng ta thật xấu hổ. Hạ Tưởng nói rất nghiêm trọng, trên mặt cũng cười nhạt, cũng không biết hắn đang nói thật sự hay là nói chuyện giật gân. Khâu Nhân Lễ chăm chú nhìn Hạ Tưởng một lát, cười ha hả. Hạ Tưởng, tỉnh Tề chỉ có một trại của Nguyên Soái, trong trại của Nguyên Soái chỉ có một Nguyên Soái. Hạ Tưởng hiểu, cũng cười ha hả. Tôi là sợ chú Khâu còn nhớ rõ sự tình chỉnh hợp sắt thép không thoải mái năm đó. Nếu chẳng may khi tôi cần chỗ dựa vững chắc, liệu có ra ngoài thay tôi chắn gió không? Khâu Nhân Lễ cười ha ha, trêu ghẹo Hạ Tưởng. Cậu giễu cợt chú Khâu lòng dạ hẹp hòi, hay là chính cậu không tin tưởng? Nếu không thì là cho rằng chú Khâu ở tỉnh Tề vẫn không động tĩnh gì, thì cảm thấy chú Khâu ngủ gật. Ngủ gật không phải do già rồi, mà là híp mắt dưỡng thần. Hạ Tưởng hiểu ý mỉm cười, Khâu Nhân Lễ cũng là một mãnh hổ. Chẳng qua không lộ ra móng vuốt sắc bén và răng nanh mà thôi. Khâu Nhân Lễ nếu cũng ngồi vững trong trại Nguyên Soái, như vậy một mình phải kiêm hai chức, vừa là quân sư, vừa là quan tiên phong, mà Lý Đinh Sơn còn lại là phục binh. Tôi lại rất thích Tôn Tập Dân và Hà Giang Hải hợp tác, có đôi khi không hợp tác thì không có ích lợi, không có ích lợi thì không có chia rẽ thì không có mâu thuẫn xung đột. Khách khí là bằng hữu, cãi nhau là vợ chồng. Cuối cùng vợ chồng ly hôn trong quan trường trở mặt thành thù, cũng nhiều chuyện có thật. Khâu Nhân Lễ bình tĩnh mà thoải mái nói ra ý tưởng của ông ta, nghiễm nhiên như một gã triết học gia tư tưởng sâu rộng, càng như một gã cao nhân đạo hạnh cao thâm. Đa mưu túc trí. Hạ Tưởng phục rồi, mới biết được từ trước cho tới nay dường như bí thư Khâu ngủ gật, kỳ thật vẫn mở nửa con mắt lẳng lặng chờ thời cơ, kiên nhẫn 10 phần, kiềm chế 10 phần. Đi ra khỏi văn phòng Khâu Nhân Lễ. Hạ Tưởng thở dài một hơi, chỉ cần tỉnh Tề có Khâu Nhân Lễ trấn thủ, trời sẽ không sụp xuống, làm một người cầm lái của nhà họ Khâu trong bốn đại gia tộc, ngay cả năng lực nắm trong tay một tỉnh cũng không có, thì quá vô năng rồi. Hạ Tưởng rất vui mừng, thật cao hứng, chỉ cần hắn đảm bảo sau lưng vẫn có Khâu Nhân Lễ, vẫn có tỉnh ủy ủng hộ, hắn cũng đỡ lo lắng. Một ngày sau, hội nghị thường vụ tỉnh ủy chính thức thông qua biểu quyết. Đề cử Lỗ Thành Lương làm phó chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước. Sau khi hội nghị thường vụ tỉnh ủy thông qua, sẽ do phía Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thường vụ, chính thức tuyên bố bổ nhiệm,
Bởi vậy, Lỗ Thành Lương đã rảo bước tiến lên một bước về phía trước. Lý Ninh Sơn vô cùng vui sướng, sau khi công bố bổ nhiệm liền đi tới phòng làm việc của Hạ Tưởng, thể hiện sự hài lòng với những gì đã đạt được với Hạ Tưởng. Bí thư Hạ, sau khi Thành Lương đảm nhiệm phó chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, sự tình sẽ tiến như xe tốc hành, công tác của ông ta còn cần anh ủng hộ nhiều hơn. Ở hội nghị thường vụ, lời của tôi không đủ độ mạnh. Lý Ninh Sơn ở trước mặt Hạ Tưởng, vừa duy trì khiêm tốn lại có thái độ ôn hòa. Chủ tịch tỉnh Lý, Hạ Tưởng đối với việc Lỗ Thành Lương nhậm chức thuận lợi cũng không có một tia vui sướng của thắng lợi, ngược lại, hắn cũng biết cuộc đọ sức thực sự vừa mới bắt đầu. Lỗ Thành Lương thăng chức là chuyện tốt, nhưng từ góc độ khác mà nói, cũng là tai họa ngầm, bởi vì ông ta thành bia ngắm, chỉ cần hơi không chú ý, sẽ có khả năng bị ném đi ngay. Kỳ thật Hạ Tưởng vẫn không tin tưởng năng lực của Lỗ Thành Lương. Không lên cao thì còn tạm, không có quyền lực thẩm tra phía sau nghiệp muối, vừa lên đài, quyền lực là lớn, nhưng tương ứng, trách nhiệm phải gánh vác lại càng lớn. Thật muốn không cẩn thận mà rơi vào bố cục tỉ mỉ của Diệp Thiên Nam. Trước tiến thêm một bước chẳng những sẽ không mang đến ưu đãi cho Lỗ Thành Lương, có lẽ còn hại ông ta. Thành Lương đối nhân xử thế vô cùng tin cậy, lại rất có tinh thần trọng nghĩa. Lý Ninh Sơn nghe ra ngụ ý của Hạ Tưởng. Chủ tịch tỉnh Lý, phẩm hạnh là cần thiết, nhưng chính yếu là, Lỗ Thành Lương có năng lực khơi mào gánh nặng hay không? Giữa Hạ Tưởng và Lý Ninh Sơn cũng không tồn tại ngăn cách, có chuyện đều nói thật. Ông ta bay lên đến một vị trí mấu chốt. Nếu không ăn nói cẩn thận, không chừng sẽ hại chính mình. Tôi tin tưởng năng lực của Lỗ Thành Lương. Lý Ninh Sơn thái độ rất kiên định. Cũng hy vọng bí thư Hạ tin tưởng con mắt của tôi. Hạ Tưởng không còn lời nào để nói, Lý Ninh Sơn đã nói đến như vậy, nếu hắn vẫn hoài nghi, sẽ ảnh hưởng đến hòa khí, đành phải chuyển đề tài. Chủ tịch tỉnh Lý, tôi nhận được một cú điện thoại nặc danh, nói là Diệp Thiên Nam tới thành phố Lỗ, anh có ý tưởng gì đối với chuyện này không? Điện thoại nặc danh. Lý Ninh Sơn lo nghĩ. Thế cục tỉnh Tề rất phức tạp, ngoại trừ bang bán đảo ra, còn có một thế lực khác ở tỉnh Tề, tôi phỏng chừng chính là một người không muốn đám người Hà Giang Hải phát triển an toàn. Đúng rồi, ấn tượng của anh về Lý Vinh Thăng thế nào? Lý Vinh Thăng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, là bí thư thành ủy thành phố Phẩm Đô, là một trong hai ủy viên thường vụ của bí thư thành ủy. Lý Vinh Thăng so với bí thư thành ủy thành phố Lỗ Viên Húc Cường thì khiêm tốn hơn. Đồng thời, ông ta so với Viên Húc Cường cũng trẻ tuổi hơn, bởi vì ông ta mới 49 tuổi. Nhắc tới Lý Vinh Thăng, Hạ Tưởng bỗng nhiên thất kinh, mới ý thức được hắn đã bỏ qua một chi tiết vô cùng trọng yếu. Lý Vinh Thăng cũng là người tỉnh Tề, nhưng không phải là đến từ vùng bán đảo, nếu không tính những điều trên thì điều khiến hắn kinh ngạc, để cho hắn cảm giác trước mắt sáng ngời chính là, Lý Vinh Thăng từng có thời gian nhậm chức ở Trung ương đoàn. Hơn nữa trước khi ở Trung ương đoàn, ông ta luôn luôn nhậm chức ở đoàn thanh niên tỉnh ủy tại tỉnh Tề, là người của đoàn hệ không hơn không kém. Bên cạnh còn có một nhân mã của đoàn hệ, hắn không ngờ lại sơ sót như vậy, Hạ Tưởng vẫn không khỏi hơi ảo não. Nghĩ lại cũng bình thường trở lại, Lý Vinh Thăng bí thư thành ủy Phẩm Đô, bình thường không ở tỉnh ủy, hắn và Lý Vinh Thăng mới thấy mặt nhau tổng cộng không đến hai lần, đương nhiên không có ấn tượng sâu đậm. Nghĩ lại vị trí chiến lược của thành phố Phẩm Đô vô cùng trọng yếu. Hạm đội Bắc Hải căn cứ ngay tại Phẩm Đô, bởi vậy cũng chứng minh Lý Vinh Thăng cũng đang được trọng dụng. Nghĩ như thế, Hạ Tưởng suy rộng ra được nhiều, Lý Ninh Sơn so với trong tưởng tượng của hắn thành thục hơn, với thế cục tỉnh Tề cũng có đủ hiểu biết, đều không phải chỉ bằng nhiệt tình và xúc động phẫn nộ mà mạo muội ra tay. Hạ Tưởng tin tưởng Lý Ninh Sơn, nhưng cũng không cho Lý Ninh Sơn thấy suy nghĩ của mình. Kỳ thật cũng không thể trách Lý Ninh Sơn, có trách thì trách Lỗ Thành Lương quá tự tin. Một người tự tin quá mức nhưng năng lực lại không đủ, nếu ý chí lớn, nóng lòng làm đại sự, hậu quả chỉ có thể là phản tác dụng, Lỗ Thành Lương nhậm chức không đến một tuần, đã hết lần này tới lần nọ nảy sinh mâu thuẫn gay gắt, dẫn tới đối kháng trực tiếp lần đầu tiên ở tỉnh Tề, do đó làm cho thế lực khắp nơi đều nổi lên mặt nước, phân chia bè cánh. Sự việc mồi lửa, nếu thực sự muốn truy cứu, đúng là chỉ có thể tính trên người Diệp Thiên Nam. Diệp Thiên Nam đi tới thành phố Lỗ. Sau đó ở lại nhà khách tỉnh ủy, còn phô ra dáng vẻ ung dung kia không biết có tính toán gì, làm một kẻ không chức quyền không nghề nghiệp đang lúc rảnh rỗi, y không chút cười miễn cưỡng không chút hối lỗi, ngược lại ở thành phố Lỗ như là con đường làm quan rộng mở. Thành phố Lỗ hiện tại đúng đang là mùa xuân,
Thiên Diệp Nam muốn mượn gió xuân để xua tan cái sa sút và mất mát của y. Đầu tiên là gặp mặt Chu Hồng Cơ. Tuy nhiên tổng thể mà nói, hành tung Thiên Diệp Nam ở thành phố Lỗ khá bí ẩn, hơn nữa cũng rất khiêm tốn, dường như kiêng kỵ sợ Hạ Tưởng biết y đã đến đây. Nhưng trên thế gian không có bức tường nào ngăn được gió lùa qua, từng hành động đều nằm trong mắt người có lòng. Hơn nữa người có lòng này cũng không biết vì cái gì, cứ tỉ mỉ kiên trì mà đem tất cả hành tung của Diệp Thiên Nam qua điện thoại liên lắc, báo cho Hạ Tường. Đương nhiên, người có lòng chỉ biết một, mà không biết hai, chỉ biết về hướng đi bên ngoài của Diệp Thiên Nam, không biết cụ thể là ông ta nói gì, làm gì. Thông qua ánh mắt anh ta, đem hết từng chi tiết về hoạt động của Diệp Thiên Nam truyền đến tai Hạ Tường. Hạ Tưởng trong đầu đã hình dung ra Diệp Thiên Nam đã làm gì ở thành phố Lỗ, xem hành động này thì biết, cuối cùng Diệp Thiên Nam ở thành phố Lỗ là muốn đạt được mục đích gì, trong lòng Hạ Tưởng đã có suy tính. Quả nhiên Diệp Thiên Nam đến đây có mục đích, không phải đi du lịch ngắm cảnh. Diệp Thiên Nam cũng đoán được Hạ Tưởng chắc biết ý định của ông ta, thành phố Lỗ nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ, y dù sao cũng là người nổi tiếng, không giấu giếm được ánh mắt mọi người. Cho nên ý đồ y ở nhà khách tỉnh ủy rất rõ ràng, đó chính là cách che giấu tốt nhất. Nói thật, y không lo Hạ Tưởng biết, bởi nếu y dám đến nhất định sẽ không sợ và muốn đối mặt. Đương nhiên, có thể không gặp thì tốt nhất không nên gặp. Đến thành phố Lỗ lần này, Diệp Thiên Nam được giao sứ mệnh to lớn, có người ủy thác, đến đây đem tình trạng có thể phát sinh, cố sức dập tắt từ trong mầm non. Không sai, chính là sự kiện sản nghiệp muốn có chút gió thổi cỏ lay. Nếu là người khác thì dễ xử, nhưng quả thật bởi vì Hạ Tưởng đang ở tỉnh Tề, hơn nữa cũng có ý đồ nhúng tay vào nội tình sản nghiệp muốn, lập tức khiến người phía sau rất khẩn trương, chỉ thị Diệp Thiên Nam đến thành phố Lỗ thăm dò, cố gắng kiểm soát tình hình trong phạm vi có thể khống chế. Diệp Thiên Nam và Chu Hồng Cơ, Tôn Tập Dân gặp mặt là bước thứ nhất, y còn có sứ mạng quan trọng hơn. Đương nhiên để thực hiện sứ mạng thứ hai, trước tiên phải xem kết quả của bước đầu. Gặp mặt Chu Hồng Cơ, coi như thuận lợi, Diệp Thiên Nam và Chu Hồng Cơ đã sớm quen biết, tuy tính tình không hợp nhau nhưng do cùng chung lợi ích, nên coi như có chút tình cảm. Diệp Thiên Nam đối với Chu Hồng Cơ là đồng cảm tiếc nuối, Chu Hồng Cơ đối với Diệp Thiên Nam là tấm lòng ngưỡng mộ. Chu Hồng Cơ con người rất ngạo mạn, nhưng không phải kiêu ngạo, tự cao tự đại, có số người trong mắt y có lẽ cũng là nhân vật tài năng, ví dụ như Hạ Tưởng, Diệp Thiên Nam. Chu Hồng Cơ ở Hải Cảng Quốc tế mở tiệc rượu chiêu đãi Diệp Thiên Nam. Phô trương không nhỏ, chỉ có hai người là Chu Hồng Cơ và Diệp Thiên Nam, dù sao hôm nay cũng bản việc cơ mật, không nên có mặt người ngoài. Diệp Thiên Nam thích món ăn Hồ Nam, đối với món ăn bỏ hành bỏ tỏi của thành phố Lỗ không quá quen, chỉ ăn một chút thì buông đũa, dù sao quan trọng là nói chuyện với nhau không phải ăn cơm. Hồng Cơ, cảm tưởng đầu tiên với Hạ Tưởng thế nào? Diệp Thiên Nam không xưng hô theo chức vụ Chu Hồng Cơ, biểu hiện thân thiết, kỳ thực trong lòng ít nhiều có chút cảm giác mất mát. Chu Hồng Cơ cười cười. Tuổi trẻ rất là tốt. Y xoa xoa tay, cũng buông rũa xuống.